phốc phốc mấy tiếng liên tiếp truyền ra mấy cái đầu lâu to lớn nhiều mắt bốc lên quỷ hỏa miệng phun khói xanh từ trong phiên bay vụt ra xếp hàng thành chữ nhất trong đó cái đầu lâu lớn nhất trên có hai cái nghiêu sừng thật lớn nhưng ngũ quan phía dưới thoạt nhìn lại giống như loài người chẳng lẽ khô lâu đầu này khi còn sống là một hóa hình kỳ yêu thú hàn lập trong lòng cả kinh nhưng chuyện tình ngay sau đó làm cho hàn lập đem mọi nghi vấn này vứt ra khỏi đầu chỉ thấy trừ mấy cái khô lâu đầu đi ra đầu tiên thì từ trong lỗ đen trên lục phiên các loại, các dạng quỷ hỏa khô lâu đầu vẫn liên tục không ngừng bay ra, trong nháy mắt hiện ra đến hơn trăm con, đứng chật ních xung quanh hắc bào nhân. Đi, hắc bào thanh niên trong lục vụ, nhìn hàn lập bắt quyết. chương 787, thôn ma đạm quỷ. Tất cả bạch sâm sâm khô lâu đầu sau khi gào thét một tiếng, miệng phun bích lân quỷ hỏa về phía hàn lập. Tự nhiên một phương vô số kim ti xuất hiện lao ra cách mấy trượng, bay rất nhanh. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện tình huống bất đồng. Kim ti lược trôi qua, Mặt ngoài tất cả khô lâu đầu mặc dù hiện lên mấy vết rách nhỏ nhưng sau khi lục quang chợt lóe lên thì lại liền lại như lúc ban đầu, giống như chưa chịu bất cứ tổn hại gì. Chúng quỷ đầu không gặp trở ngại, vẫn hướng Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt nhưng theo sau hiểu được. Đám quỷ đầu này sớm đã không phải là huyết nhục chi thân, không biết đã bị luyện chế thành loại âm quỷ chi thân quỷ dị nào. Kiếm ti mặc dù lợi hại nhưng đối với vô hình chi thân, không bị đao kiếm làm hại thì tự nhiên không chém giết được. Bất quá, Hàn Lập cũng không chút kinh hoàng, trong lòng pháp quyết tái thúc dục. Chúng quỷ đầu đang bay tới phía trước thì tiếng sét đánh chợt vang lên ầm ầm, điện quang lóe ra cùng kim võng phủ hiện trên không trung, trực tiếp nghênh đầu chụp xuống. Đối phương nếu là quỷ mị, Hàn Lập tự nhiên không khách khí kích thích hích tà thần lôi trong phi kiếm. Nhưng làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là số quỷ đầu này vừa thấy kim võng xuất hiện, mặc dù thân hình đều ngưng trệ lại, lộ ra vẻ sợ hãi một chút. Nhưng tên khô lâu đầu cầm đầu kêu to một tiếng há mồm, quỷ hỏa màu xanh biết giống như kinh thiên trường hồng nhằm thẳng phía kim võng đánh tới. Tiếng sấm đại chấn, kim võng điện hồ chấp động, mặc dù diệt được không ít quỷ hỏa nhưng chỉ một chốc sau quỷ hỏa lại cuồn cuộn không ngừng xanh ra, không cách nào diệt hết được. Hàn lập nhướng mày lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nếu là quỷ hỏa bình thường, vừa tiếp xúc ích tà thần lôi thì tự nhiên sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng khô lâu đầu quỷ hỏa này xem ra mặc dù vẫn bị khắc chế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại điện hồ chi uy, thật sự làm cho Hàn Lập có chút giật mình. Quỷ La phiên này được xưng là Trấn Tông Chi Bảo của Âm La Tông, thật đúng không phải là chuyện thổi phồng. Hắc Bảo thanh niên đứng một bên thấy ma đầu trong phiên có thể ngăn trở ích tà thần lôi thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thở phào một hơi. Đừng nhìn vẻ mặt hắn tin tưởng mười phần mà lầm, kỳ thật trong lòng thất thỏm không yên. Nếu là tiểu phiên này chưa bị tổn thương, nguyên khí các ma đầu trong tiểu phiên phiên đều ở trong tình huống bình thường thì hắn không có lo lắng lắm nhưng lá cờ này sau khi trận đại chiến lần trước vẫn chưa có cơ hội hấp thụ nhiều âm hồn để chữa trị hôm nay đối mặt với ích tà thần lôi là vật thần diệu tự nhiên trong lòng có chút bất an bây giờ hết lo lắng thanh niên nhe răng cười trong tay pháp quyết không ngừng hướng phiên trung đánh đi bề mặt lá cờ nguyên bổn to vài thước lại chợt trong ánh lục quang bành trướng ra đường kính hơn một trượng thêm nhiều khô lâu đầu từ phiên trung bay ra phát ra thanh âm the thé chói tai quỷ khí bốn phía bốc lên âm thanh quỷ khóc sói chu đồng loạt nổi lên phía trước có nhiều khô lâu đầu chế trụ kim võng, quỷ đầu khác từ phía sau phiên trung bay ra không dừng lại lao ra khỏi kiếm trận hướng Hàn Lập hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời Hàn Lập trước người đầy quỷ khiếu nhưng Hàn Lập thấy cảnh này lại không kinh hoàng chút nào. Không nói một tiếng khoát tay hướng linh thú túi bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái. Một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra, sau khi xoay quanh người một cái thì rơi trên mặt đất. Quang hoa thu liếm liền hiện ra một con tiểu hầu toàn thân đen thui. Đúng là đề hồn thú, con thú này tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt chấp chấp có chút vô thần nhưng mũi mới ngửi một cái thì hai mắt đột nhiên trợn tròn lên. Nó liếc mắt nhìn chúng quỷ đầu cách đó không xa một cái, hưng phấn kêu chi chi loạn lên. Nguyên bổn khô lâu đầu khí thế hung hung bay đến trước người hàn lập hơn 10 trượng nhưng vừa thấy để hồn thú này thì lại đột nhiên chấn động, lập tức xoay quanh tại chỗ, không chịu tiến về phía trước nửa bước. Đồng thời tiếng quỷ khiếu cũng nhỏ hơn phân nửa, lộ ra vẻ nao núng e ngại. Hắc bào thanh niên thấy vậy, trong lòng chợt hoảng, kiếm trận kim ti chợt ẩn hiện cách hắn càng gần hắn dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều khoát tay năm ngón tay vương ra một đạo hôi mang từ trong miệng phun xuống bàn tay chính mình nhất thời năm ngón tay đứt đoạn rơi xuống phốc phốc vài tiếng chuyển đến bạo liệt hóa thành năm luồng huyết vụ bắn ra một lát sau bay đến trước mặt loan rác khô lâu cầm đầu âm hỏa trong mắt quỷ đầu này chớp động vài cái rồi lập tức miệng há rộng ra đem tất cả huyết vụ hút vào trong quỷ hỏa quanh thân nhất thời bành trướng lên vài thước trong miệng phát ra thanh âm ầm ù ù giận dữ. Các khô lâu đầu khác dưới uy bức của nó thì đồng thời mở miệng, lần nữa phun ra phiến phiến bích lục quỷ hỏa về phía đề hồn thú. Đề hồn thú thấy vậy giơ tay tự đánh một cái mãnh liệt vào ngực, thân thể lập tức phát ra hắc quang lượn lờ rồi hình thể trong nháy mắt cao vọt lên mấy trượng. Nó hừ to một tiếng rồi phun ra một mảnh hoàng hà bay cuộn ra. Phô thiên cái địa quỷ hỏa vừa tiếp xúc với hoàng hà, lập tức bị hút vào trong sau đó hà quang không giảm đi mà trực tiếp nhảy ra phía sau quỷ đầu đàn. Nơi nào quang hoa đi qua, tất cả khô lâu đầu vô pháp phản kháng bị hút vào trong đó. Số quỷ đầu còn lại thấy vậy lập tức chạy trốn tứ tán. Cho dù nghiêu giác quỷ đầu nổi giận cả ngày cũng không hề có tác dụng. Mà lúc này hà quang đã bay lên không trung quỷ đầu rồi chụp xuống. Nghiêu giác quỷ đầu thấy vậy, trong mắt lục quang chợt lóe rồi trong dây lát trên người toát ra đại lượng lục vụ ngưng tụ hóa hình. Một ác quỷ cao hơn hai trượng, đầu mang sừng cong hiện ra. Ác quỷ này vừa hiện thân lập tức hai tay dương lên, rồi âm thanh ầm ù ù nổi lên, vô số mà hắc lôi hỏa từ trong tay bay ra, hướng Hoàng Hà đánh tới. Vô thanh vô tức, tất cả lôi hỏa vừa bay vào trong hà quang thì vô ảnh vô tăng biến mất. Ác quỷ thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ xoay người muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Hoàng Hà sau khi hạ xuống, ác quỷ trong nháy mắt bị hút vào trong rồi biến mất. Hà quang trong nháy mắt bay vụt quay về trong miệng đề hồn thú, rồi lại mấy lần nữa từ trong mũi phun ra, trong nháy mắt tất cả khô lâu đầu còn lại trong không trung đều bị quét sạch. Hắc bào thanh niên trong kiếm trận thấy màn này, vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù cũng biết Hàn Lập có một yêu dị cử viên có thể thôn phệ luyện thi thi khí, âm la tông đồng giáp thi hơn phân nửa táng tống trong miệng con yêu viên này. Nhưng hắn lúc đầu nghe thấy cũng không đế ở trong lòng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là con linh thú này lại còn có thể trực tiếp cắn nuốt âm la phiên nguyên âm ma đầu, thậm chí ngay cả chủ ma đầu cũng không có chống cự được chút nào bị cự viên này cuốn vào bụng. điều này không khỏi làm cho hắn kinh hãi trong lòng chấn kinh. nếu là biết linh thú của đối phương lại có thần thông cắn nuốt ma đạm quỷ chi, thì hắn tuyệt không tự tin một thân một mình đến đây. mà các trưởng lão khác trong tông môn nếu biết linh thú của đối phương có thần thông này thì chỉ sợ cũng ngồi đứng ngồi không yên. linh thú này đối với âm la tông có mối uy hiếp không kém kim lôi trúc. hắc bào thanh niên thoáng qua suy nghĩ vậy thì trong lòng không khỏi hối hận lúc này mắt thấy kim ti chỉ cách người có hai ba trượng họa diệt thân ngay trước mắt hắn cũng không có cách nào bảo trì chấn định vội vàng hai tay chụp lấy túi chữ vật bảy tám kiện bảo vật từ trong túi bắn ra hoặc lớn hoặc nhỏ đều hóa thành các sắc quang đoàn hướng bốn phía bay đi kiếm trận cấm chế vừa hiện ra vô số đạo kim ti chợt hiện lên tất cả các bảo vật đều bị cắt thành từng mảnh vụn hóa thành đồng thiết phế liệu rơi xuống sắc mặt thanh niên tái nhợt không còn máu trong tình huống đại loạn hắn cũng bất chấp cái gì chấn tông chi bảo. Đột nhiên tay chỉ quỷ la phiên trước người hóa thành một đạo hắc quang thu tới trong tay. Sau đó hắn cắn răng một cái, cầm tiểu phiên quay tròn thân hình tại chỗ. Người và phi nhập nhất hóa thành một đoàn lục vụ âm sâm, đột nhiên hướng khoảng không lên trời phá không bay đi. Hắn bây giờ chỉ có ký gửi hy vọng vào cái chấn tông chi bảo này để tạm thời chống đỡ kiếm trận cấm chế, cho hắn cơ hội thoát phây. Nếu không lấy uy lực của kiếm trận này mà tiếp tục ở tại chỗ chờ đợi thì chỉ có đường chết mà thôi. Hàn Lập thấy tình cảnh này, biết đối phương hơn phân nửa chó cùng cắn rậu. Thần niệm vừa động, há mồm phun ra một đoàn kim sắc điện cầu. Kim cầu này vừa ra khỏi miệng lập tức bắn nhanh lên trời cao rồi bạo liệt ra. Một cái kim võng thật lớn từ trên trời chụp xuống, đem phương viên hơn 10 trượng bao ở trong đó. Mà giờ phút này, hắc bào thanh niên vừa biến thành âm vụ bị vô số kim ti vây trong kiếm trận, chỉ thấy trên trăm đạo kim ti phía ngoài âm vụ lóe lên không ngừng, mỗi cái chấp động lại đem âm vụ đánh tan đi một ít, trong nháy mắt xương mù hộ thể đã bị đánh tan đi hơn phân nửa. Đoàn âm vụ này tán loạn muốn đào thoát nhưng đáng tiếc kim ti bốn phía thật sự quá nhiều, căn bản không có đường nào chạy trốn. Một khi đụng đầu đều lập tức bị mười mấy đạo kim ti đồng thời ngăn lại, bắn ngược trở về. Hắc bào thanh niên hoàn toàn trở thành thú ở trong giỏ. Người thật muốn chém tận giết tuyệt, không muốn phương pháp giải phong hồn chú sao. Mắt thấy âm vụ chỉ còn lại một tầng mỏng, trong âm vụ truyền đến tiếng quát kinh sợ của thanh niên. Yên tâm, Hàn Mỗ sẽ từ trong nguyên thần của ngươi biết được hết thảy." Hàn Lập Thần sắc bất động thản nhiên nói, "Muốn dùng siêu hồn thuật, ngươi đừng mơ tưởng." Thanh niên nọ sợ hãi, vừa nói được hai câu thì hộ thân âm vụ rốt cục bị kim ti đánh tan một tầng cuối cùng. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng thì thân hình đã bị vô số kim ti trong nháy mắt băm thành vạn đoạn, chỉ có một đoàn lục quang bao vây lấy nguyên anh nhân cơ hội này nổ bắn ra xa. Nhưng bên ngoài đã sớm có Ích Tà Thần lôi biến thành kim võng, Hàn Lập mở miệng phun một câu thu sau khi nhìn kim võng điểm chỉ, nhất thời cực đại kim võng thu nhỏ lại. Nguyên anh của thanh niên trong kim võng tả sung hữu đột, mỗi khi đụng chạm với kim võng thì lập tức điện hồ chấp động, bị kích kêu thảm thiết không thôi, căn bản không đường nào đào vong. Ngươi muốn sử dụng siêu hồn thuật mà nói, ta tự bảo nguyên anh thì ngươi cũng không thể nào thực hiện được trong nguyên anh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, cực kỳ oán độc hô. Tự bảo nguyên anh, hàn lập nhướng mày, kim võng trong phút chốc rừng hạ xuống, đình chỉ thu nhỏ lại. Nguyên Anh này thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói. Chỉ cần cho ta rời đi, ta sẽ đem phương pháp giải trừ nói cho ngươi để giải cứu song tu bạn lữ. Nếu không cho dù là chết ta cũng tuyệt không cho ngươi biết phương pháp giải cứu. Hàn Lập không có nói gì nhưng ánh mắt lấp lóe không ngừng, tựa hồ đang đánh giá lợi hại trong đó. Nhưng đang lúc này, phía trên Nguyên Anh quang hoa vừa hiện, tử võng bỗng nhiên trong nháy mắt rung lên đem Nguyên Anh bên trong co rút lại. Mà cùng lúc đó, phía sau Nguyên Anh bạch quang chấp động, thân ảnh ngân nguyệt không một tiếng động hiện lên. Đôi môi đỏ mọng hé ra, một đoàn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, đồng thời mười ngón ngay liên tục búng, hơn người đạo ngân quang bắn nhanh ra. chương 788, trên đường gặp mặt, nguyên anh của hắc bào thanh niên bị hương vụ bao lấy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần thức vô lực, lại bị ngân quang kia xét đánh không kịp bưng tay nắm lấy nguyên anh, lập tức cả người tinh nguyên nhất ngưng, thần thông mất hết, cho dù muốn tự bảo cũng không có cách nào làm được mặt Nguyên Anh trong phút chốc không còn chút máu, ánh mắt không thể tin được nhìn bạch y thiếu phụ bên người Hàn Lập. Tốt, ngươi ra tay ngày càng lợi hại, mặc dù chính mình truyền âm ra lệnh cho Ngân Nguyệt âm thầm ra tay nhưng Hàn Lập trên mặt lộ ý cười khen ngợi nữ nhân này một câu. Đây đều là do chủ nhân kêu tiểu tỷ ra tay đúng thời cơ. Người này đang muốn chạy chối chết cho nên không có chú ý tới, ta ở tại chỗ này chỉ bất quá là một đảo ảo ảnh mà thôi. Chân thân đã sớm tránh sang một bên, Ngân Nguyệt khẽ cắn môi, cười nói, sau đó nhìn một vị ngân nguyệt khác bên Hàn Lập phung tay áo lên, ngân nguyệt kia nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang tản đi. Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa. Kim võng thật lớn phụ cận trong tiếng sét đánh một lần nữa hóa thành một đoàn kim cầu bay vụt vào trong tay áo. Về phần đại canh kiếm trận, Hàn Lập thần niệm vừa động lập tức trở lại thành 36 khẩu phi kiếm như cũ, sau khi thu nhỏ lại thì tự động bay vào trong cổ tay áo. Hàn Lập lúc này mới bình tĩnh nhìn Nguyên Anh nọ một cái. Hắc bào thanh niên Nguyên Anh hoảng sợ, muốn mở miệng mắng to nhưng cả người vô lực, ngay cả miệng đều không thể mở ra một chút. Ngân Nguyệt mang hắn đến vào rừng cây bên kia, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật tìm phương pháp giải trừ phong hồn chú Hàn Lập sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, theo sau thân hình bay lên trời hướng một khu rừng khác một mình bay đi. "Vâng, chủ nhân." Ngân Nguyệt cung kính đáp lời, tay nhấc Nguyên Anh khinh khinh phiêu phiêu bay đi. Sau đó không lâu, trong khu rừng nọ bốc lên đại phiến phấn hồng sắc vụ, đem khắp rừng cây bao ở trong đó cách hoàn đảo nơi hàn lập cùng hắc bào thanh niên mấy trăm dặm có linh quang chấp động. Sáu đạo kinh thiên trường hồng màu sắc khác nhau đang hướng về tiểu đảo phá không bay tới. Cầm đầu là một người thần sắc ngưng trọng, đúng là ngân phát lão giả của Lạc Vân Tông. Trình đạo hiểu, người cảm ứng không có sai không? Cái truyền tống trận kia thoạt nhìn đơn sơ dị thường mà có thể đem người truyền đi xa như thế đi. Thật có chút khó tin, theo sát phía sau ngân phát lão giả là một lão giả mập mạp đột nhiên cất tiếng hỏi. Tuyệt đối không sai, ta bây giờ cảm ứng rõ ràng vô cùng, Hàn Sư Đệ Hẳn đang ở ngay phía trước cách đây không xa. Chư vị đạo hữu cẩn thận một chút, người nào ít nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu. Chúng ta mặc dù nhiều người nhưng đều là sơ kỳ tu vi. Chống lại vị ma tu này nên cẩn thận, ngân phát lão giả đầu tiên là khẳng định trả lời tiếp theo lại lo lắng dặn dò. Yên tâm, lần này vưu huynh đem theo tông môn trí bảo mê tiên trung. Cho dù không địch lại người nào chúng ta thoát thân cũng tuyệt không thành vấn đề. Một người khác dung mạo như đồng tử, chính là Hỏa Long đồng tử khẽ cười một tiếng mà nói. "Điều này cũng đúng, lúc này nếu không phải Vưu huynh đồng ý mang trí bảo này rời núi tương trợ thì ta thật không dám mang mấy vị đạo hữu bốc đồng đi gặp phong hiểm. Dù sao nếu mà tu nọ là Âm La tông tông chủ mà nói thì mấy người chúng ta có thể gặp nguy hiểm." Nghe nói thế, Ngân Phát lão giả nhìn một vị hôi bào lão giả khác cảm kích mà nói. "Không có gì, năm đó Trình huynh đối với Vưu mỗ có đại ân, tại hạ tự nhiên phải tận lực" Hơn nữa âm la tông ma tu nọ có dũng khí xâm nhập khê quốc chúng ta đã thương người. Thật sự là không đem chúng ta để vào mắt, tự nhiên cấp cho đối phương một chút giáo huấn nếu không hắn lại nghĩ khê quốc tu tiên giới chúng ta không người nào ư. Hồi bào lão giả nọ vi nhiên cười, khách khí nói. Bất quá, ta đối với hàn đạo hữu của quý tông có chút tò mò. Nghe nói vị sư đệ này của trình huynh khi cùng mộ lan nhân đại chiến đã tỏa sáng, cơ hồ xoay chuyển càn khôn. Tại hạ rất ngưỡng mộ, rất muốn kết giao một phen. Một vị đại hán khác tướng mạo đường đường, khí thế uy nghiêm sau khi ha ha cười thì cũng sen miệng nói. Trần mỗ gần đây cũng nghe tên hàn đạo hữu như sấm bên tai. Đồng dạng định gặp gỡ một chút, lão giả mập mạp nọ cũng nghi hì cười nói. Việc này dễ dàng thôi, chờ giúp hàn sư đệ giải quyết việc này xong trình mỗ tự sẽ giới thiệu mọi người. Bất quá ta có chút lo lắng không biết hàn sư đệ bây giờ an nguy thế nào. Vị ma tu kia thật xảo trá, còn bày ra phương pháp truyền tống trận tạm thời, thoát khỏi chúng ta. Thời gian dài như vậy mà sư đệ vẫn một mình đối địch không biết có xảy ra chuyện gì không? Lão già tóc bạc lộ ra vẻ lo lắng, "Yên tâm, người nọ nếu cân nhắc chuẩn bị kỹ muốn thoát khỏi bẫy của chúng ta thì khẳng định tự thân tu vi cũng không phải là rất cao. Nếu không cần gì phải cẩn thận như thế, lấy tu vi của Hàn đạo hữu tu vi sẽ không gặp chuyện gì đại hán nọ trực tính sảng khoái mà nói." Hy vọng cắt ngôn của tá đạo hữu, ngân phát lão già cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể nói như thế. Hắn trong lòng rất rõ ràng lấy thần thông của ma tu ngày đó xông vào lạc vân tông xem ra thì cho dù không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thì cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh bậc tồn tại làm gì dễ đối phó được hắn cũng không hy vọng lạc vân tông mới vừa có một vị trưởng lão mạnh mẽ lại lập tức xảy ra chuyện tình gì cũng may nếu vẫn có thể cảm ứng được dấu hiệu truy tung tồn tại thì chứng tỏ hàn lập giờ này tánh mạng không lo hắn lúc này mới có thể an tâm một ít sáu gã nguyên anh tu sĩ trong lúc nói chuyện đã phi độn ra hơn trăm dặm chậm rãi tiến đến gần tiểu đảo vẻ mặt mọi người cũng bắt đầu lộ ra vẻ trịnh trọng. Di, lão già tóc bạc nhẹ kêu một tiếng, độn quang bỗng nhiên dừng lại. Trình huynh, có chuyện gì? Có người kỳ quái hỏi. Hàn sư đệ hình như đang hướng bên này di động lại, không biết là đã giải quyết xong chuyện, hay là bị. Lão già tóc bạc cũng không nói tiếp nhưng những người khác tự nhiên cũng rõ ràng ý tứ gì. Nếu như không bị người bắt giữ mà nói thì tự nhiên dấu hiệu đồng dạng là có thể đang hướng nơi này bay tới. Chúng ta chuẩn bị đi vạn nhất hàn đạo hữu thực sự gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên đem người cứu lại. Vưu họ lão giả chấn định nói, theo sau tay hướng túi chữ vật vỗ, một cái hoàng tiểu trung xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trước. Những người còn lại sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đều ngưng trọng đem bảo vật lấy ra chuẩn bị chiến đấu. Lão già tóc bạc sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu. Qua một lát sau, mọi người đều chứng kiến xa xa có thanh quang chấp động, một đạo thanh hồng phá không bay tới là hàn sư đệ độn quang, hắn không có gặp chuyện gì không may. Vừa thấy độn quang này, lão già tóc bạc không cần dùng thần thức nhìn quét, lập tức thở ra một hơi, vui vẻ ra mặt. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn lập nếu không có việc gì, chẳng lẽ hắn một mình giải quyết vị ma tu kia? Ngay lúc chúng tu sĩ đang nghi hoặc thì thấy thanh quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt mấy người. Quang hoa thù liếm hiện ra một vị thanh bào thanh niên, đúng là Hàn Lập. Trình sư huynh, hòa long đạo hữu các ngươi cũng đã tới rồi mấy vị này chắc là đến tương trợ ta hàn mỗ đã làm phiền mấy vị đạo hữu xuất thủ thật sự cảm kích vô cùng hàn lập cao mày tựa hồ có chút tâm sự nhưng vừa thấy lão già tóc bạc mấy người thì vẫn miễn cưỡng cười hai tay ôm quyền nói lời cảm tạ hàn đạo hữu nói dẫn rồi bọn ta đến chậm căn bản là chưa từng giúp được gì cả thật sự xấu hổ lão già họ vưu cẩn thận đánh giá hàn lập một chút lập tức không dám làm cao khiêm tốn nói các tu sĩ còn lại tựa hồ lấy hôi bào lão giả cầm đầu, đều mỉm cười không nói nhìn Hàn Lập. Mà lão giả tóc bạc thì hướng phía sau Hàn Lập nhìn lại, không thấy có Truy binh thì không khỏi mở miệng hỏi. "Hàn sư đệ, vị ma tu kia đâu? Chẳng lẽ bị ngươi đánh cho chạy trốn rồi à?" "Người này đã bị ta tiêu diệt, nguyên anh cũng bị ta hóa điệu, chỉ là người này cũng không phải âm la tông tông chủ mà là một vị trưởng lão trong tông môn của hắn." Hàn Lập thản nhiên nói. "Cái gì? Thực sự đã bị sư đệ diệt sát?" Người nọ mặc dù không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể là nguyên anh trung kỳ ma tu mới đúng. Sư đệ người cũng có thể tiêu diệt đối phương, ngân phát lão giả nghe vậy có chút khó có thể tin. Lão giả họ vưu cùng hỏa long đồng tử đám người nghe được lời ấy, mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Đừng xem bộ dáng bọn hắn trên đường đi không thèm để ý tới ma tu nọ. Nhưng biết đối phương có thể ở trong lạc vân tông một kích đả thương một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rồi dễ dàng rời đi, thì tự nhiên biết ma tu này không phải tầm thường nếu không tu sĩ họ vưu mang mê tiên trung đến thì mấy người bọn họ thật đúng là không nhất định dám nhúng tay vào việc này nhưng hôm nay nghe hàn lập một mình kích sát ma tu ngay cả nguyên anh cũng bị tiêu diệt khiến bọn họ tự nhiên phi thường khiếp sợ chỉ là may mắn mà thôi công pháp của hắn vừa lúc bị ta khắc chế hàn lập hàm hồ nói theo sau hơi trầm ngâm rồi giương tay hướng ngân phát lão giả ném lại nhất kiện hắc hồ hồ gì đó lão giả theo phản xạ tiếp nhận vật ấy vật này cực kỳ âm hàn nhìn kỹ thì là một tấm lệnh bài đen thui trên mặt rất nhiều phù chú văn mật ở giữa còn có một cái cổ văn la đây là vật gì lão già tóc bạc mơ hồ đoán được vài phần nhưng không nhịn được hỏi đây là vật do ma tu kia lưu lại là âm la tông trưởng lão lệnh bài cũng là nhất kiện cổ bảo hơi có chút uy lực có vật ấy đủ để chứng minh thân phận hắn hàn lập khóe miệng có chút phỉnh lên bình tĩnh nói vừa nghe nói thế ánh mắt mọi người đều hướng về tấm lệnh bài này nhìn lại tự nhiên nhìn ra lệnh bài này bất phàm trong lòng không có cái gì hoài nghi. Tiếp theo những người khác đều không khỏi hỏi kỹ tình hình đại chiến, Hàn Lập chỉ hời hợt trả lời một câu. Những người khác thấy hắn không muốn nhiều lời thì cũng thức thời không nói thêm gì nữa. Bất quá bọn họ lại đều có ý tứ kết giao với Hàn Lập. Dù sao với một nhân vật như Hàn Lập, ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu cũng có thể chảm giết được thì thần thông lớn có thể tưởng tượng được. Giao hảo với hắn, vô luận đối với Tông Tông Môn hay là bản thân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Những người này nếu là tới trợ giúp mình, Hàn Lập tự nhiên khách khí dị thường, đoàn người trò chuyện với nhau thật vui rồi trở về. Trên nửa đường, Hàn Lập cùng lão già tóc bạc cùng vài tên tu sĩ nỏ cáo từ chia tay, hai người trở lại Vân Mông Sơn Lạc Vân Tông. Trong nghị sự đại điện ở Lạc Vân Tông, lão giả rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng, Hàn Sư Đệ có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không? Ta nhìn ngươi trên đường có tâm sự, bộ dáng có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ chuyến đi này không đạt được mục đích? chương 789, chỗ cực Tây vị âm la tông trưởng lão này hiểu phương pháp hạ chú nhưng không biết giải chú pháp quyết ta dùng siêu hồn thuật tìm được tin tức thì pháp quyết giải trừ phong hồn chú này chỉ có âm la tông tông chủ cùng tông nội đại trưởng lão mới biết được các trưởng lão còn lại cũng cùng ma tu ta giết giống nhau chỉ biết hạ chú thuật mà không có cách nào giải trừ hàn lập ngồi ở một ghế một bên cười khổ nói không có giải chú pháp quyết lão giả tóc bạc cau mày có chút không thể tin tưởng nói không sai Tựa hồ pháp quyết giải trừ phong hồn chú này hình như liên quan đến một loại bí thuật cực kỳ lợi hại của Âm La Tông. Từ trước đến nay chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão mới có thể biết. Người khác cũng không có quyền tu luyện Hàn Lập Thần Sắc Âm Trầm, không có chút dấu giếm. Không có chú ngữ giải trừ, Nam cung muội tử, lão già tóc bạc sắc mặt ngưng trọng, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc với chú ngữ pháp quyết, nhưng thế gian này cũng không phải là không có phương pháp khác có thể bài trừ phong hồn chú. Vị ma tu này không hổ là Âm La Tông trưởng lão. Ta từ trong thần thức hắn biết được vài loại phương pháp mượn ngoại vật mạnh mẽ phá ấn hàn lập ánh mắt chấp động vài cái, âm điệu vừa chuyển nói. Vật gì có khả năng giải trừ phong hồn chú vậy? Hàn sư đệ nói ta nghe một chút." Tinh thần lão giả rung lên, mở miệng hỏi, "Mấy thứ đồ vật này đều là vật hãn thế khó tìm." Tình hình này sợ rằng căn bản tìm không được hàn lập thở dài, tùy ý nói ra hai loại. Lão giả tóc bạc nghe xong, bị hù dọa giật mình, có chút kinh ngạc không nói. Mấy thứ này không muốn nói là Thiên Nam chúng ta, mà ta cũng hoài nghi này liệu có tồn tại trên đời hay không." Lão giả thì thào nói, "Điều này cũng không nhất định, ta vừa mới biết một vật trong đó ở nơi nào. Chỉ là nó đồng dạng không dễ dàng đắc thủ, ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen thì mới có chút nắm chắc." Hàn Lập khóe miệng mím lại, tỉnh táo trả lời, "Lão giả nghe Hàn Lập nói như thế thì lộ ra vẻ giật mình nhưng theo sau thấy Hàn Lập tựa hồ không muốn nói kỹ thì cũng không có hỏi thêm mà chỉ có chút thành khẩn nói việc này có muốn hay không vi huynh cùng tông môn sẽ hỗ trợ sư đệ nhưng ngàn vạn lần không nên khách khí để ta tính toán đã lúc này đây không phải là nhiều người có thể làm được hàn lập im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu mà cự tuyệt nếu sư đệ không muốn nói thì vi huynh cũng sẽ không hỏi nhiều bất quá sư huynh chỉ muốn nói rằng cần bất cứ cái gì sư đệ cứ việc điều động lực lượng của tông môn ngân phát lão giả không có cưỡng cầu khẽ vuốt tròm dâu nói ý tốt của sư huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh ta muốn đi xem Uyển Nhi một chút. Hàn Lập miễn cưỡng cười cười sau đó đứng dậy cáo từ. Lão già tóc bạc nhìn Hàn Lập đi ra khỏi đại điện. Bản thân đứng ở cửa điện ngẫm lại, nhẹ thở dài một hơi rồi hóa thành một đạo kinh hồng hướng động phủ của mình bay tới. Mật thất chứa băng bích bình yên vô sự, không có gì ngoài ý muốn. Hàn Lập lặng lặng đứng trước băng bích nhìn nữ đồng sinh đẹp Việt Trần vô tà trong băng bích mà thần sắc có chút trống rỗng, loại động tác này không biết duy trì liên tục bao lâu thì trong mắt hàn lập hiện lên vẻ phức tạp rồi đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm uyển nhi lá gan ngươi thật là lớn dĩ nhiên dám nương vào sanh tử một đường cơ hội để tu luyện công pháp tối nguy hiểm xá nữ thiên nguyệt quyết trong luân hồi công này chẳng lẽ không biết đây là bí thuật tử rồi sau đó mới sinh sao vạn nhất ta đem phong hồn ấn giải trừ nhưng ngươi lại gặp chuyện khi tu luyện công pháp thì chẳng phải làm cho ta cực kỳ lo lắng sao hàn lập thì thào nói nhỏ thanh âm càng ngày càng thấp cuối cùng đi tới trước băng bích lấy tay qua băng tầng dày vuốt phe khuôn mặt ngây thơ dị thường của Nam Cung Uyển. Có lẽ ngươi không biết, mà tu thi chú với ngươi cũng không nói pháp quyết giải chú bất quá cũng không nên quá lo lắng. Ta từ thần thức hắn tìm được phương pháp có thể thức tỉnh ngươi. Lợi dụng một ít ngoại vật có thể đem phong ấn nọ hóa giải. Mấy thứ này mặc dù thế gian khó tìm nhưng đúng dịp chính là trong trụy ma cốc lại có một trong đó các loại đó. Thượng cổ hỏa yêu thú nội đan bình thường rất khó có thể tìm được nhưng trong trụy ma cốc lại mới có một thượng cổ hỏa thiềm thú điều kiện vừa phù hợp xem ra phải mất mấy năm hành trình tới trụy ma cốc ta cũng không do dự là việc phải làm tuy nói loại phương pháp lợi dụng ngoại vật này chỉ có phân nửa khả năng có thể hóa giải phong hồn ấn nhưng cho dù không thành công cũng có thể đem tác dụng của độc chú này giảm bớt sau khi tranh thủ được thời gian thì ta cũng có thể phóng tâm mà đi tấn quốc một chuyến bất quản là dùng phương pháp gì nhất định phải đem giải chú pháp quyết nọ vào tay hàn lập nói xong lời cuối cùng thanh âm bắt đầu băng hàn. Nhìn Nam Cung Uyển trong băng bích, hắn một hơi xả hết buồn bực trong lòng. Hàn lập ở trong mật thất hơn một khắc thời gian thì rốt cục đi ra ngoài. Sau đó hóa thành một đạo thanh hồng bay trở về động phủ ở tử mẫu phong. Trong đại sảnh động phủ, Hàn lập ngồi ở ghế chủ tòa cúi đầu xuống, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ cái gì, mà Ngân Nguyệt Nhu Thuận đứng thị lập một bên, đôi mắt đen quay tròn nhìn trên mặt Hàn lập không ngừng, hiện ra bộ dáng vài phần nghịch ngợm. Nhìn cái gì, chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa? hàn lập đầu cũng không ngẩng nhưng trong miệng thản nhiên nói chủ nhân nói dỡn ta chỉ đang nghĩ xem chủ nhân sau này rốt cuộc có tính toán gì không bây giờ thời gian tới khi tiến vào trụy ma cốc nói dài cũng không phải dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm hơn nữa tử linh nha đầu cùng nam lũng hầu nọ đồng thời hướng ngươi phát ra yêu cầu ngươi rốt cuộc có định cùng bọn họ liên thủ nhập cốc không hơn nữa chủ nhân đã suy nghĩ kỹ chưa trụy ma cốc nọ được xưng là thiên nam đệ nhất hung chủ nhân mặc dù thần thông không nhỏ nhưng sau khi tiến vào là nguy hiểm dị thường. Nếu muốn cứu Nam Cung cô nương cũng có thể nghĩ cách khác, tìm vài loại đồ vật khác. Đi trụy ma cốc thật sự có chút quá nguy hiểm, Ngân Nguyệt trước hé miệng khẽ cười, theo sau có chút trần chờ nói. Vài loại đồ vật khác, người nói chính là xác vạn niên huyền kim điểu, hay là bồ đề hoa quả. Vài loại đồ vật này, nếu có thì cũng đã sớm tuyệt diệt. Nếu như là có thì cũng không biết ẩn giấu ở cái góc xó xỉnh không người nào căn bản không thể nào tìm được, chỉ có thượng cổ hỏa thiềm yêu đan này là dễ dàng đắc thủ nhất. Ta chỉ muốn dựa theo lộ tuyến đồ tẩu của thương khôn thượng nhân, không vì lòng tham mà mạo muội xông loạn, thì sẽ không mất mạng bên trong. về phần cùng một phương liên thủ thì chờ sau này hắn tính hàn lập lắc đầu bình tĩnh nói, chủ nhân ý đã định, tiểu tỳ tự nhiên không có thể nói gì ngân nguyệt cúi đầu, không có cái cọ gì thành thật mà nói. hàn lập thấy vậy mỉm cười, sau khi sờ sờ cầm, vừa lại mở miệng nói trước khi tiến vào trụy ma cốc, ta chuẩn bị đi cực tây một chuyến. Đem hai tầng đại diễn quyết cuối cùng đắc thủ, hơn nữa thuận tiện đi thiên trúc giáo xem một chút liệu có thể kiếm được một số cao cấp cơ quan khôi lỗi luyện chế pháp. Lần trước từ Điền Thiên Thành trao đổi được tới vài loại thượng cổ khôi lỗi luyện chế pháp nhưng ngoài tài liệu thật sự vô cùng chân hy thì không phải nhất thời có thể kiếm được. Huống hồ tài liệu chủ yếu là ngàn năm thiết mộc cũng cần đại lượng lục dịch thúc dục thục, vô pháp luyện chế thành trước khi chạy tới trụy ma cốc. Mà Thiên Trúc Giáo lấy khôi lỗi thuật lập nghiệp, phương pháp luyện chế kết đan kỳ khôi lỗi bọn họ hẳn là phải có một hai loại mới đúng có khôi lỗi này thực lực khi tiến vào trụy ma cốc sẽ tăng lên một ít nếu tập trung tu luyện công pháp bồi dục pháp bảo thì mấy năm thời gian cũng không có hiệu quả gì hàn lập nói tới đây trong mắt tinh quang chấp động như đã tính trước chủ nhân nói cũng không phải không có đạo lý hết thảy ghi theo ý tứ chủ nhân ngân nguyệt sau khi ngẫm lại nhoẻn miệng cười mà đáp ánh mắt trong lúc nhất thời cực kỳ quyến rũ bất quá chỗ cực tây này mặc dù kể bên thiên nam chúng ta nhưng trên thực tế tới đó cũng có chút phiền phức chẳng những phải đi qua chư quốc thuộc tránh đạo minh mà còn phải xuyên qua đại sa mạc kéo dài hàng ngàn dặm thì mới có thể tới đó hàn lập đột nhiên nghĩ đến cái gì mày mặt nhân mày nhỏ, chậm rãi nói sa mạc ngân nguyệt ngẩn ngơ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch giật mình không sai hơn nữa sa mạc này có chút cổ quái không biết vì duyên cớ nào trên khoảng không sa mạc nhiều năm mệt nguyệt thổi thành cơn lốc mạnh mãnh liệt vô cùng người tu tiên chúng ta nếu muốn xuyên qua sa mạc này cũng chỉ có cách đi bộ mà đi nếu không sau khi bay ra khỏi các cơn lốc thì pháp lực cũng tiêu hao hết cũng bởi vậy mặc dù thiên nam các phái đều biết nói cực tây tồn tại nhưng thứ nhất cảm giác được nó không tính là lớn chỉ bằng hai cái quốc gia trung bình của thiên nam thứ hai tư nguyên tương đối thiếu thốn hơn nữa cùng thiên nam ngăn cách bờ sa mạc này tiến lui thật sự không tiện lợi cho nên tránh ma lưỡng đạo cùng các tông môn vẫn không có chủ ý đánh nơi đây. Cả cực Tây vẫn do thiên trúc giáo chiếm cứ, Hàn Lập mở miệng giải thích, nếu không phi độn qua sa mạc thì phải đi mất rất nhiều thời gian sao. Ngân Nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng nói, thì phải đi một đoạn thời gian rất dài, tính cả khi trở về, cho dù chuyến đi phi thường thuận lợi thì ta phỏng chừng cũng mất cả năm trời. Cho nên trước khi rời đi cực Tây, ta còn có một số sự tình phải xử lý đã. Sau đó mới có thể an tâm rời đi. Trong khoảng thời gian này, Ngân Nguyệt cũng phải giúp ta giải quyết. Cái đồ vật này ta giao cho ngươi xử lý. Mỗi ngày dùng lục dịch quán chú một đoạn thời gian xem có khả năng cứu sống hay không. Hàn Lập vừa nói, tay lấy từ túi chữ vật ra một cái ngọc hạp, đưa cho Ngân Nguyệt. Huyền Thiên Tiên Đằng, chủ nhân, người thật sự giao cho ta xử lý. Ngân Nguyệt liếc mắt một cái nhận ra gì đó trong ngọc hạp, có chút ngoài ý muốn nói. Hắc hắc, thứ này nếu không cứu sống được thì cũng là một tài liệu luyện khí mà thôi không có gì phải ngạc nhiên, ta nhân cơ hội này, muốn xử lý mục Linh Anh. Trước tiên đem Nguyên Anh thứ hai loại bỏ sau đó lại đi xử lý thi tiêu nọ. Ta từ túi chữ vật của âm la tông trưởng lão lấy được cái ngọc giản ghi pháp quyết tế luyện ma thi nên lợi dụng một chút. Dù sao thi tiêu nọ vẫn bị vây ở trong lòng Vân Mộng Sơn, là một mối hỏa hoạn. Có nhiều việc phải hoàn thành như vậy, ta căn bản không thể phân thần được. Mọi chuyện trong động phủ hết thảy tự nhiên cũng giao cho người chiếu cố hàn lập như cười như không liếc ngân nguyệt mắt một cái nói. Được rồi, ai bảo ngươi là chủ người, ta sẽ phân phó của ngươi làm tốt. Ngân Nguyệt khẽ mím đôi môi đỏ mọng, sau khi tiếp nhận Ngọc Hạp thì không thể né tránh đáp ứng nói. Hàn Lập mỉm cười, sau đó lại cùng Ngân Nguyệt nói vài câu thì đi ra đại sảnh. Nhưng trong lúc này, Ngân Nguyệt sau khi do dự một chút thì đột nhiên mở miệng gọi Hàn Lập lại. Chủ nhân, ta có một việc canh cánh trong lòng đã lâu. Có thể hỏi ngươi một chút không? Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt sáng nghiêm mặt hỏi. chương 790, xâm chiếm, Chuyện gì? Hàn Lập xoay đầu nhìn Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ quái. Từ khi bị chủ nhân thu làm khí linh tới nay, chủ nhân tựa hồ chưa bao giờ để tiểu tỷ lấy khí linh hình thái để ra chỉ phi kiếm uy lực, cũng chưa bao giờ lấy thân phận khí linh gọi ra đối địch lần nào. Không biết chủ nhân có thể cho ta biết nguyên nhân không Ngân Nguyệt chậm rãi hỏi. Người nghĩ như thế nào mà lại hỏi chuyện này? Hàn Lập nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Không có gì, tiểu tỷ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi dù sao ngân nguyệt thân phận chính thức chỉ là khí linh mà thôi ngân nguyệt cúi đầu đẹp nhẹ giọng nói khí linh ngươi cho rằng ngươi là khí linh bình thường sao khí linh bình thường căn bản không có linh trí như thế nào lại hỏi dạng vấn đề này trên thực tế gọi về khí linh biến hóa mặc dù có thể khiến cho pháp bảo uy lực đại trướng nhưng đối với thân mình khí linh mà nói lại tiêu hao không ít tinh nguyên thậm chí có chủ nhân thúc giục pháp bảo nhiều quá khiến cho khí linh tự động tiêu tán đi cũng không phải là chuyện chưa từng có mà đối với ta mà nói người dùng thân thể yêu hồ xuất hiện trợ giúp ta cũng không nhỏ không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì ta sẽ không đem ngươi hóa thành khí linh ứng địch dù sao tu vi của ngươi hao tổn đối với ta mà nói cũng không có gì tốt hàn lập sau khi trầm mặc trong chốc lát thì thản nhiên nói sau đó không nói gì nữa xoay người đi ra đại sảnh ngân nguyệt ở lại trong phòng đôi mắt sáng chấp vài cái trên ngọc dung hiện ra vẻ trầm tư không biết suy nghĩ cái gì sau chốc lát Nàng cúi đầu xem cái hộp ngọc trong tay một chút, khóe miệng dâng lên một tia cười khẽ rồi cũng đi ra ngoài. Trong mật thất, Hàn Lập chuẩn bị bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên anh thần thông. Bí thuật bình thường thật sự không có cách nào có thể so sánh được với loại đại thần thông này cho nên Hàn Lập đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu. Lúc này, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, trong tay cầm một cái đạm thanh sắc ngọc giản, tựa hồ đang đem thần thức tiến vào trong đó tìm hiểu vật gì đó. Ngọc giản này chính là cái ngọc giản ghi lại huyền mẫu hóa anh thuật nọ. Một lát sau, Hàn Lập đem thần thức rời ra, sau đó nhắm mắt ngẫm lại, hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp, sau khi thân hình nhất ngưng thì lâu sau vẫn không nhúc nhích. Phía trên thiên linh cái thanh quang chấp động, một anh nhi có thanh quang vờn quanh bỗng hiện lên, đây chính là nguyên anh mà Hàn Lập khổ tu hơn 200 năm mới có thể luyện thành. Nguyên anh này thoạt nhìn so với mấy năm trước lộ ra vẻ cường tráng hơn một ít. Hai mắt đen láy, có vẻ rất có linh tính lấy công phu hàn lập đã ngưng luyện nguyên anh mất gần mấy năm hắn cũng chỉ dám ở địa phương cực kỳ an toàn mới để nguyên anh xuất khiếu trong chốc lát nếu không vạn nhất có biến cố gì nguyên anh của hàn lập vốn yếu ớt dị thường sẽ gặp nguy hiểm sau khi ở trên đỉnh đầu hàn lập trong chốc lát nguyên anh đảo mắt nhìn bốn phía trong mật thất trên người thanh quang chợt lóe hóa thành một đoàn linh quang phiêu phù tiếp theo chậm rãi bay di chuyển trong mật thất lúc đầu tựa hồ có chút lạ lẫm nhưng dần dần nguyên anh tựa hồ nắm được phương pháp phi hành thanh quang càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng cả mật thất chỉ thấy một đoàn thanh quang quỷ mị phiêu hốt không chừng. Chợt hiện, chợt biến làm cho người ta phải thán phục. Một hồi lâu sau, Nguyên Anh đột nhiên dừng độn quang lại, phiêu phù ở một góc mật thất tựa hồ nhớ tới cái gì. Hai cánh tay nhỏ bé trắng muốt bắt quyết, linh quang chợt lóe, Nguyên Anh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tuy nhiên sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí. Đây chính là thần thông của Nguyên Anh, thuấn di thuật. Nguyên Anh này rũi rũi người, một lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, nhập vào thiên linh cái Hàn Lập biến mất. Hàn Lập mí mắt có chút động đẩy, chậm rãi dương mắt, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Xem ra Nguyên Anh trải qua mấy năm bồi luyện, cuối cùng chính thức đã ngưng cố. Mặc dù chưa thể so sánh cùng mấy lão quái vật Nguyên Anh khác nhưng đối với việc bắt đầu tu luyện đệ nhị Nguyên Anh thì không có phải lo lắng cả Hàn Lập thì thảo nói một câu. Theo sau hắn đưa tay vỗ lên túi chữ vật, một cái ngọc hạp xuất hiện ở trong tay, phía trên dán đầy phù chú. Hàn lập thần sắc ngưng trọng, tay áo phất một cái, các đạo phù chú tự động rơi ra. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng giơ tay chỉ một góc nắp hộp, nắp hộp tự động mở ra để lộ ra một cái kim sắc viên cầu trói mắt bên trong. Bên trong đúng là một linh anh đang bị phong ấn, ban đầu thi triển cách hồn thuật, bây giờ đã hoàn toàn có hiệu lực hàn lập nhìn kim cầu nói thầm một câu. Theo sau, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi khoát tay, năm ngón tay đặt trên kim cầu, một tiếng sét đánh vang lên sau khi kim quang chớp động thì vô số đạo điện hồ nhỏ từ trên viên cầu bắn ra bay nhanh vào trong tay hàn lập không thấy bóng dáng trong nháy mắt kim cầu trong hộp tán ra hiện ra một người bé nhỏ cỡ vài tấc màu bích lục người này mi thanh mục tú đúng là bản thể mộc linh anh bất quá mộc linh anh lúc này trên người cắm đầy những ngọn châm màu đen hai mắt nhắm nghiền bộ dáng hôn mê bất tỉnh mà số hắc châm này thỉnh thoảng lại lóe ra ánh lục quang nhè nhẹ thoạt nhìn thật sự quỷ dị hàn lập không dám khinh thường hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá một linh anh cùng số tế châm màu đen này một lần nữa chứng kiến hết thảy tựa hồ không ra ngoài dự đoán thân xác mới hòa hoãn một chút vươn một ngón tay chậm rãi chỗ trên trán hướng linh anh nhẹ nhàng điểm một cái phốc một tiếng ngón tay chưa kịp ấn đến thì đầu ngón tay bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lục sắc quang to cỡ hạt đậu theo sau hóa thành một đạo bích lục quang tuyến trực tiếp đâm vào trên trán linh anh hàn lập không hề vội vàng cực kỳ trầm ổn tựa hồ muốn lục ti để dò xét tình huống trong cơ thể Linh Anh. Sau một thời gian công phu chừng đủ ăn một bữa cơm, hắn thở ra một hơi, ngón tay thu lại đem lục sắc Linh Ti rút về rồi chợt lóe lên biến mất. Sờ sờ cầm một chút, Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi đột nhiên giơ tay, nhất thời tế châm màu đen đang cắm đợi ý thân hình Linh Anh hóa thành trăm đạo hắc mang bay vụt vào trong tay áo. Mà Linh Anh vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngọc hạp, bộ dáng vẫn chưa thanh tỉnh. Hàn Lập tựa hồ trong lòng chủ ý đã định, không có trần chờ, hai tay bắt một cái thủ ấn cổ quái, xông đến trước Mộc Linh anh đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời Linh anh nhẹ nhàng từ trong hộp ngọc bay ra lên trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tay chân tự động cử động, khoanh chân ngồi xuống, mặt đối mặt đứng bất động đối diện với Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong tâm thúc dục pháp quyết, chỗ thiên linh cái chợt thanh quang đại phóng, tự thân nguyên anh lần nữa hiện lên. Lúc này đây, trên mặt Nguyên anh không có lộ ra vẻ cười đùa, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, lộ ra vẻ ngưng trọng nó vừa nhấc đầu ánh mắt rơi vào trên người mộc linh anh đối diện đang không nhúc nhích thân hình khẽ nhúc nhích nó bay đến chỗ đối diện mộc linh anh đồng dạng khoanh chân ngồi xuống mộc linh anh bản thể dài chừng hai tấc mà nguyên anh hàn lập thì chỉ cao cỡ một tấc hai người đứng chung một chỗ tự nhiên có vẻ một lớn một nhỏ không quá phối hợp nhưng lúc này nguyên anh hàn lập hé cái miệng nhỏ nhắn trong miệng hàm hồ nói ra vài câu chú ngữ tối nghĩa sau đó há miệng một đoàn thanh sắc tinh thuần linh khí trực tiếp phun tới trên mặt mộc linh anh nhất thời khuôn mặt Linh Anh vừa động, chậm rãi dương đôi mắt, chỉ là nhãn thần ngốc trệ, không có chút thần thái nào, chẳng khác nào khôi lỗi. Nhưng Nguyên Anh hàn lập lại như gặp đại địch, hai cái tay nhỏ bé bắt quyết nhanh như gió, hai mắt trợn trừng thật to, nhìn đối phương chầm chầm, hai con người cũng không chấp một cái. Đột nhiên từ trong mắt Nguyên Anh bắn ra hai đoàn hà quang trực tiếp rót vào trong mắt Mộc Linh Anh. Nhất thời thân hình hai người đồng thời chấn động, tiếp theo Mộc Linh Anh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Vù, một tiếng, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, trên mặt đất lăn lộn tựa hồ phải trải qua sự hành hạ cực kỳ đau khổ. Mà Nguyên Anh Hàn Lập vẫn vững vàng phiêu phù ở trên không trung, nhưng trên khuôn mặt nhỏ cũng đồng dạng thống khổ không chịu nổi, nhưng bộ dáng còn có thể mạnh mẽ khắc chế. Trong mật thất, tiếng kêu thống khổ đứt quãng, chợt to chợt nhỏ duy trì liên tục một ngày một đêm, thanh âm mới dần dần biến mất. Vừa qua hai ngày sau, Hàn Lập vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi mật thất nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia hưng phấn lúc đầu sợ hãi cường hành xâm chiếm thần thức mộc linh anh có khả năng bị phản phệ cho nên hàn lập lúc đầu cũng không có lập tức làm phép đệ nhị nguyên anh mà lúc đó dùng một loại bí pháp cách hồn thuật trong huyền âm kinh thi triển trên người mộc linh anh làm cho thần thức bị châm pháp khí tác động mà yếu dần đi thời gian dài như vậy trôi qua bản nguyên thần thức mộc linh anh tự nhiên không thể thấp hơn được nữa ở dưới tình huống này hàn lập dựa vào thần thức cường đại không dưới nguyên anh hậu kỳ của mình mạnh mẽ xóa đi một điểm linh thức cuối cùng của mộc linh anh đương nhiên là thành công linh anh thần thức hôm nay đã bị cường hành xóa đi rồi đem một bộ phận thần thức của mình rót vào trong đó sau đó đem linh anh này dùng bí pháp thu vào trong cơ thể chậm rãi tiến hành đồng hóa cùng thích ứng mặc dù nói còn có khả năng thần thức bị linh anh đồng hóa nhưng hàn lập tự giữ thần thức của mình ngưng trọng dị thường hơn phân nửa sẽ không gặp phải việc này hơn nữa cho dù thực sự xảy ra việc này chuyện hắn nhiều lắm là bỏ qua bộ phận thần thức này Lấy thần thức cường đại của hắn hiện nay thì bộ phận này cho dù bị hao tổn cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến linh trí. Mà quá trình đồng hóa này diễn ra với thời gian dài ngắn thế nào thì cũng khó mà nói. Có khả năng 3 năm 5, 5 năm, mà cũng có khả năng 7-8 năm, thậm chí là hơn 10 năm. Cơ bản khác biệt giữa người này và người khác, Hàn Lập Nguyên Bản cũng không quá hy vọng vào công dụng của đệ nhị Nguyên Anh này trong hành trình đi trụy ma cốc, bởi vậy cũng không có sốt ruột. Hắn sau khi ra mật thất, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thì phải đi phường thị mua một số tài liệu luyện khí, sau đó lại ở trong luyện khí thất hơn nửa tháng mới lần nữa đi ra. Bất quá trong tay lại có mười mấy cái cự đinh pháp khí lớn nhỏ, tùy ý biến ảo. Hàn Lập mang theo chúng trực tiếp chạy đến phiến ao đầm nơi bắt tuyết vân hồ trước kia. Khi xuất hiện tại thạch thất trong lòng núi, Hàn Lập nhìn thấy thi tiêu vẫn bình yên nằm ở trên bãi đá, mặc dù đã sớm đoán trước nhưng trong lòng vẫn thở phào một hơi. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái kim phù ngọc hạp, rồi lại đem ngân sắc cự đinh chặn lại, sau đó hai mắt khép hờ nhìn về phía Thi Tiêu. Chương 791, Thiên Tuyệt Ma Thi. Hình dạng của Thi Tiêu vẫn giống như trước đây không thay đổi gì, toàn thân phủ đầy lông xanh, cụt mất hết một cánh tay, cả người đều bị ngân liên quấn kín không hở chút nào. Hàn Lập cẩn thận xem xét gian thạch thất một chút, thấy gian thạch thất này so với trước vẫn như vậy, không có chút gì khác lạ cả. Sau đó mới cầm hộp ngọc phóng xuống mặt đất, vỗ vào túi linh thú bên hông rồi một đạo ô quang bắn nhanh ra thân ảnh của đề hồn thú cao khoảng một thước xuất hiện, con thú này vừa mới bay ra thì thấy ngay thi tiêu thì kêu lên trí ché vui mừng. Không cần chờ hàn lập phân phó hắc mang của nó chấp động thân hình bổng to lớn lên. Cũng may con thú này cũng biết nơi đây nhỏ hẹp nên khi đại trướng khoảng một trượng liền dừng lại. Rồi đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào thi tiêu không chớp mắt, ra vẻ rất là nóng lòng muốn thử. Hàn lập thấy vậy liền nhướng mày, thần niệm vang lên liền làm cho đề hồn thú bình tĩnh lại, ngồi trồm hổm đưa lưng về phía Hàn Lập trông dáng vẻ rất là hoạt kê. Ồ, Hàn Lập sau khi nhìn rõ cái lưng của đề hồn thú thì trên mặt xuất hiện lên vẻ rất là kinh ngạc. Đề hồn thú ngồi quay lưng lại khi đó Hàn Lập thấy ngay sau lưng nó có một cái đồ án quỷ dị màu huyết sắc, cái này hiện giờ trông rất rõ ràng hơn trước nhiều. Quỷ ảnh bắt đầu vận chuyển, làm cho người ta có cảm giác như là nó đang sống lại vậy. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi suy nghĩ ở trong lòng xem ra đề hồn thú sau hai lần thôn phệ thì dường như đã có những thay đổi rất lớn điều này đã vượt qua sự mong đợi của hàn lập nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu đề hồn thú hắn phóng con thú này chủ yếu là để ngăn ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra mà thôi sau đó bàn tay của hàn lập đưa tới túi chữ vật vỗ nhẹ một cái hoàng quang chợt lóe lên rồi một cái cổ sắc ngọc ký xuất hiện ở bàn tay hàn lập thấy vật ấy nghi mắt chấp một cái Vật ấy có được là từ việc hắn kiểm tra từ thần thức của Hắc Bảo thanh niên, rồi tìm được từ trong đầu của hắn. Bên trong ghi lại hơn 10 loại phương pháp luyện thi, mà đại bộ phận các phương pháp này có được đều là do hắn tự mình minh tranh ám đoạt mà có, rồi được hắn phục chế trở lại. Vị trưởng lão này của Âm La tông dường như có nghiên cứu thâm sâu về việc luyện thi. Cho nên ở trên 10 loại phương pháp luyện thi này cũng ghi rõ những chú giải và suy nghĩ của chính mình. Trong đó cũng có nhiều cách lý giải cải tiến rất hay có thể làm cho uy lực của việc luyện thi tăng lên thêm ba phần. Chỉ tiếc một điều là người này chỉ khư khư giữ những hiểu biết này của mình mà không cùng với đồng môn trao đổi, mà hắn chỉ nghĩ rằng chỉ cần luyện chế ra mấy cổ thi ma này là có thể đứng đầu về phương diện luyện thi rồi. Nhưng mà hắn còn chưa tìm ra được một thân thể tốt nhất, cho nên tới ngày hôm nay ước muốn đó vẫn chưa thực hiện được. Ngoài ra trong đó lại còn ghi lại một loại gọi là thiên tuyệt ma thi đối với luyện thi này, hắc bảo thanh niên nghĩ rằng có thể luyện chế ra vài loại đỉnh cao luyện thi yêu cầu chính của phương pháp này là phải tìm cho được một thân thể có được các loại thần thông lợi hại sau đó đem thần thức xóa đi rồi lại dùng các loại bí thuật luyện chế để sau đó có khả năng tạo thành thiên tuyệt ma thi loại ma thi này chắc chắn là rất là lợi hại bởi lẽ nó có thể thi triển tất cả các loại thần thông của nó cùng với nguyên bổn tu vi trước đây theo như lời của thuật luyện thi ghi lại thì thi tiêu này chính là một trong những loại tốt nhất có thể sử dụng nó chẳng những cần tới các loại thiên địa linh thi luyện chế thành ngoài ra còn phải hung ác thập phần thì mới có thể nắm chắc ba phần luyện chế thành công cho nên hàn lập sau khi đọc qua phần luyện chế thi thuật xong thì lập tức nghĩ ngay đến cỗ thi tiêu này với cơ hội tuyệt hảo như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua được chứ nhưng mà trước khi luyện chế ra ma thi này thì hắn cần phải luyện chế cho ra được nguyên anh thứ hai trước đó cần phải đem thần thức của thi tiêu này xóa bỏ đi hoàn toàn mới được cho nên hắn mới cố ý dùng cái hộp ngọc bảo tồn nguyên thần của thi tiêu đem đến nơi này để có thể dễ dàng thi triển pháp thuật Hiện tại Hàn Lập nhìn cây đinh màu bạc to lớn trước mắt rồi vươn một tay ra. Toàn bộ cây đinh run lên, cùng với chú ngữ từ trong miệng của hắn đọc ra nhanh như xé gió, làm cho nó bắt đầu phát ra hào quang màu bạc. Hai tay trà sát lại rồi một tiếng động như sấm vang lên. Rồi mấy đạo kim hồ trải rộng ra trên bàn tay, kim quang trói mắt, khí thế thật là kinh người. Vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi, hai tay tiếp tục đưa ra. Rồi có hơn 10 đạo kim hồ từ trong lòng bàn tay hắn bắn nhanh ra. Rồi từng đạo một bắn tới cái đinh to lớn phía trên. Hào quang màu vàng và bạc đan xen lẫn vào nhau, làm cho cây đinh không ngừng run lên. Xem tới đây, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong miệng thoát một chữ đi, rồi một đạo pháp quyết khẩn cấp đánh ra. Cả cây đinh to lớn hóa thành từng đạo ngân quang bắn ra, bao lấy cái thi tiêu nắm dưới bãi đá rồi bay xung quanh nó, rồi kế tiếp nhắm tới tới tứ chi cùng với những chỗ quan trọng khác bắn tới. Sau đó thì dừng lại không nhúc nhích, làm xong hết những việc này, Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt hướng tới cái hộp ngọc được dán kim phù trước mặt liếc một cái, miệng há ra, một đạo sáng mờ màu xanh từ trong đó phun ra. Ánh sáng mờ này bao phủ toàn bộ hộp ngọc, làm cho kim phù của hộp ngọc này run lên vài lần, sau đó nó có biểu hiện muốn bung ra. Vù một tiếng, cái nắp hộp dường như bị ai đó mạnh mẽ đánh vào làm cho nó bay ra xa vài trường. Đồng tử của Hàn Lập chợt co lại, nhìn chằm chằm cái hộp ngọc, hai môi mím chặt một cổ lục vụ nồng đậm từ trong hộp ngọc xuất ra cùng với vài tiếng cười vừa vui mừng vừa sợ hãi vang lên. Ha ha, cuối cùng ta cũng được tự do, là người nào ngu xuẩn phóng ta đi ra, nếu đã phóng xuất ta đi ra rồi vậy thì trước hết ta sẽ mượn huyết nhục của người trở thành của ta đi. Ô Nguyên Anh kỳ tu sĩ, từ trong xương mù xanh biếc từ từ ngưng tụ lại thành một vị nữ tử, khuôn mặt so với Ngân Nguyệt có vài phần giống nhau, chỉ có ánh mắt màu xanh lục là hơi hung ác hơn một chút. Hơn nữa sau khi thấy rõ Hàn Lập thì nó liền trợn mắt ra vẻ hù dọa một cái. Hàn Lập thấy khuôn mặt như vậy thật cũng có chút kinh ngạc nhưng sau đó thần sắc liền trở lại bình thường. Hình dạng ngân nguyệt hóa thành, lúc đầu chính là do Thi Tiêu biến hóa ra. Vậy cái hộp ngọc này quả nhiên là đang phong ấn nguyên thần của Thi Tiêu bên trong. Khuôn mặt quỷ dị màu xanh biết sau khi ngẩn ngơ một chút, rồi cười lạnh một cái. Đột nhiên há miệng phóng ra một luồng âm phong cực mạnh cuồng trướng bay tới Hàn Lập nhưng hàn lập đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên làm sao để cho nó có thể đắc thủ được chứ cho dù thi tiêu còn sống cùng với thần thông cao thâm nhưng do bị nhốt nhiều năm như vậy thì nguyên thần đã bị giảm sút nên không làm cho hàn lập lo sợ chút nào cả hắn tại chỗ khẽ nhúc nhích một cái rồi từ phía sau hàn quang lóe lên đề hồn thú đang đứng bên cạnh giường như đã nhận được lệch đột nhiên cái mũi to hít mạnh một cái rồi một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng phóng ra Ánh sáng mở đi cua rồi quấn lấy hơn phân nửa bộ mặt quỷ rồi ra sức lôi nó về. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Cái mặt quỷ kia cũng vô cùng cơ trí phát giác ra có việc gì đó không ổn, liền liều mạng chống cự lại, rằng con muốn trốn thoát ra. Nhưng thật là đáng tiếc dường như thần thông của đề hồn thú này chuyên môn khắc chế nguyên thần của yêu hồn. Chẳng những nó không thoát ra được mà ngược lại còn bị ánh sáng mở đó bao phủ nhiều thêm. Lúc này hồn vía của cái mặt quỷ này đã bay lên mây, nhưng nó cũng thật sự là có đủ quyết tâm lúc này lục vụ của mặt quỷ run lên kịch liệt nó liền tự cắt đứt phần bị ánh sáng mở cuốn lấy rồi thừa dịp đoàn ánh sáng màu vàng đỏ thu về nó liền chạy ra khỏi quỷ vụ rồi liền quay lên một trận điên cuồng rồi một lần nữa sau đó ngưng tụ lại thành một cái mặt quỷ khác nhỏ hơn lúc này nó liền quay đầu hướng tới cái thi tiêu đang nằm giữa bãi đá phóng vào tới biết được hàn lập không phải dễ đụng tới vì vậy nó liền trở về thể xác của mình để làm sống nó lại rồi sẽ trở lại xé xác hàn lập sau hàn lập thấy cái mặt quỷ quay đầu đi khóe miệng có chút nhính lên lộ ra vẻ xem thường hắn không chút lo sợ mà hướng tới chỗ cái đinh được bao xung quanh hơn 10 cái kim hồ điểm một chỉ ngay lúc cái mặt quỷ định nhập vào xác của thi tiêu thì nó liền đánh tới nhanh như chấp vang lên một tiếng bụp thân thể của thi tiêu vừa động một cái thì từ tứ chi bụng và những nơi yếu hại khác đều bị cây đinh to lớn đánh tới do thân thể của thi tiêu cứng rắn như sắt cho nên những cái đinh bạc này không thể làm cho nó bị tổn thương chút nào cả nhưng đám kim hồ phía trên lại không chút buông tha nó liền biến thành một cái lưới lớn màu vàng rồi chỉ trong chớp mắt đem thi tiêu bao vào bên trong lúc này liền xuất hiện ra một cổ xú khí hôi thối từ trên người thi tiêu xông ra còn cái nguyên thần của phụ thân thi tiêu vừa bị đánh ra khỏi cơ thể bây giờ từ trong màu xanh biếc của quỷ vụ so với phụ thân của nó thì to lớn hơn một chút hơn nữa bên trong đó lại mơ hồ ẩn tàng một cái mặt quỷ lớn và một cái mặt quỷ nhỏ hai cái mặt này liều mạng tìm cách tiến vào thân thể của thi tiêu nhưng mỗi lần tiến lại gần liền bị đinh bạc từ phía trên phóng kim hồ tới chặn lại vì vậy bọn chúng không cách nào tiến vào được không ngờ trong thân thể của thi tiêu này lại có một cái phân thân việc này thật sự làm cho ta thêm bận rộn đây hàn lập thấy tình hình như vậy trong lòng mừng rỡ sau khi gạt bỏ hết suy nghĩ rồi tập trung thần niệm ra lệnh cho đề hồn thú lúc này từ trong lỗ mũi to lớn của nó lại hừ lên một tiếng thật to rồi một cổ ánh sáng màu vàng mờ so với trước lớn hơn phun thẳng tới hai cái mặt quỷ rồi bao lấy chúng bây giờ hai cái mặt quỷ không như lần trước gặp được may mắn chạy thoát quang hoa tỏa ra hai cái mặt quỷ kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết từ bên trong ánh sáng màu vàng mờ tìm cách chạy ra nhưng không được rồi bị đề hồn thú hút vào bên trong miệng cái miệng rộng của đề hồn thú há chỉ trong vài cái đã nuốt hết vào trong bụng sạch sẽ sau đó lấy tay vỗ lấy bụng ra vẻ rất là khoan khoái và hài lòng hàn lập thấy vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười cũng không vội vã đem cái đinh màu bạc ấy thu hồi lại mà từ từ hướng tới cái thân thể của thi tiêu đi tới đến bãi đá rồi hàn lập mới nhìn tới sợi dây màu bạc đang quấn quanh thi tiêu suy nghĩ một chút rồi liền đưa ra một ngón tay từ đó phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng chém xuống bụp lên một tiếng giòn tan rồi sợi dây bạc vẫn như cũ thân sắc của hàn lập vẫn không thay đổi dường như đã dự đoán trước được việc này. Miệng há ra một thanh tiểu kiếm màu vàng từ trong đó phun ra. Sau khi làm phép hóa thanh tiểu kiếm này thành một đạo ánh sáng chói mắt, nhắm tới sợi dây bạc đánh tới một cái, cũng giống như lần trước một tiếng bụp khô khốc vang lên giòn tan, từ trên sợi dây bạc xuất hiện một cái lỗ to bằng hạt gạo. Sắc mặt của Hàn Lập hơi thay đổi, có chút không tin. Mặc dù biết rằng sợi dây bạc này có thể trói buộc được thi tiêu thì chắc chắn không phải là một loại pháp khí bình thường ngay cả khi thanh trúc phong vân kiếm đã trộn thêm canh tinh cũng chỉ có thể tạo thành chút ít thương tổn việc này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc mặc dù trong lòng hàn lập cảm thấy ngạc nhiên nhưng pháp quyết trong tay vận lên không ngừng truyền tới thanh phi kiếm nhắm ngay đúng vị trí bị chém hồi nãy rồi không ngừng chém tới nữa sau một thời gian thì ngân liên này cũng đã bị hàn lập chặt đứt ra hàn lập ngạc nhiên nhìn tới ngân liên ngoắc một cái nó giống như một con rắn cực kỳ linh hoạt rồi hóa thành một đạo ngân quang rơi vào tay hắn hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt cái ngân liên này, lúc mới đầu thì thấy nó trơn bóng nhẵn nhụi. Nhưng xem kỹ thì thấy nó có khác các loại phù văn rất nhiều và nhỏ. Nhìn bình thường thì không thể nào phát hiện ra được, hai mắt hàn lập khẽ chấp một cái rồi liền hiện ra một tia khiếp sợ. chương 792, trước lúc đi xa, với những loại phù văn tinh xảo và nhỏ như vậy chắc chắn không thể được luyện chế ra ở tu tiên giới của thiên nam được. Xem ra cái này cũng có thể là một kiện cổ bảo hiếm thấy trong lòng hàn lập nghĩ như vậy xong ngân quang trong tay chợt lóe lên rồi đem hai cái ngân liên cất đi hắn định chờ một thời gian nữa nếu có cơ hội sẽ đem hai khúc dây này nối lại với nhau để xem uy lực của nó của nó thế nào sau khi cất xong ngân liên hàn lập cúi đầu xuống xem xét thật kỹ khuôn mặt hung hãn của thi tiêu như thế nào vẻ mặt căng ra rồi mười đạo thanh ti từ các đầu ngón tay bắn ra phân biệt các nơi trên thân thể của thi tiêu mà nhập vào hàn lập bắt đầu cẩn thận kiểm tra một hồi lâu sau Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng. Ngoại trừ cánh tay bị mất đi thì nếu dùng toàn bộ thân thể của thi tiêu để luyện chế thì thật là hoàn hảo. Chẳng những thân thể mạnh mẽ dị thường, các loại pháp bảo không thể nào đã thương được. Mà hơn nữa bên trong cơ thể còn có chứa đựng hai loại thi hỏa và thi độc, hai loại này lại càng không thể xem thường được. Nếu như người tu tiên mà dính phải thì chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Nhìn thấy thi tiêu bị mất đi một cánh tay, một ý định chợt xuất hiện trong đầu hàn lập. Hắn liền vỗ vào túi chữ vật bên hông, từ trong đó phóng ra một cổ tam sắc vệ kim trùng. Nó bay lên trên đỉnh đầu rồi xoay vòng ở trên đó. Hàn lập vươn tay bắn ra một đạo pháp quyết, lúc này hắn bắt đầu dùng thần niệm sai khiến cho chúng nó bắn tới chỗ cánh tay của thi tiêu bị mất đi rồi từ từ ngưng tụ lại thành hình. Một lát sau, một cánh tay tam sắc xuất hiện ở ngay chỗ cánh tay bị mất. Ngoại trừ màu sắc không giống với cái kia và cũng không có lông xanh. Nhưng hình dạng thì giống nhau như đúc, Hàn Lập liền mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, từ trong túi chữ vật hắn xuất ra một cái trận bàn và một cái trận kỳ rồi không chút chậm trễ hắn liền bố trí ở trong gian thạch thất này một cái trận pháp cực kỳ huyền ảo hắn ở trong núi này hơn hai tháng liền sau đó hàn lập lại xuất hiện ở trong động tại tử mẫu phong sắc mặt trông rất là xanh sao dường như đã hao tổn rất nhiều nguyên khí sau đó lại gọi ngân nguyệt ra ngoài hắn không nói lời nào cả rồi lại đi vào mật thất tiếp tục bế quan mà không nói gì đến thi tiêu cả một tháng nữa lại trôi qua cửa của mật thất lại mở hàn lập với thần sắc bình thường đi ra chủ nhân ở trong trùng thất lục rực xương công đã bắt đầu đẻ trứng ngân nguyệt đứng bên ngoài vừa thấy hàn lập đi ra liền cung kính chào nói đẻ trứng để ta đi nhìn một cái hàn lập hơi ngạc nhiên rồi sau đó liền mừng rỡ nói rồi hắn hướng tới trùng thất mà đi ngay còn ngân nguyệt thì theo sát sau đó ngay khi tới cửa chỗ có cấm chế của trùng thất thì hàn lập đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc ở bên trong lục dược xương công bây giờ so với lúc mới vừa được liều ngọc giao cho đã khác hẳn. Thông qua việc cắn nuốt nó đã tiến thêm một bậc, chẳng những hình thể lớn hơn gấp đôi, ngoài ra nó còn biết phun ra hàn khí rất nhiều. Mặc dù không thể so sánh với kiền lam băng diễm của hàn lập nhưng nếu đối phó với kết đan kỳ tu sĩ thì không thành vấn đề. Do hàn lập đã dung hợp được hàn khí và tu luyện ra được tử la thiên hỏa nên uy lực cũng tăng lên một chút. Những cái trứng của lục dược xương công này nằm ở giữa trùng thất, màu đen óng ánh lớn bằng nắm tay. Toàn bộ bị đông cứng hoàn toàn cao khoảng một trượng sáng chói và tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thì ra đám băng cứng này là do lục rực xương công sau khi đẻ trứng rồi lại phun ra để bảo vệ nó. Hàn lập đưa ánh mắt nhìn lướt qua trùng thất một lần. Mấy con cửa đại ngô công dường như cảm ứng được việc này liền ngừng đầu lên, hướng về phía cánh cửa kêu lên vài tiếng ra vẻ đe dọa. Thân sắc của Hàn lập vẫn không đổi, nhưng ánh mắt hướng tới số trứng này từ từ đếm. Có 24 quả trứng, cũng đủ dùng rồi. Ngân Nguyệt ngươi đi kêu đệ tử ký danh của ta lại đây để cho nàng ta mang linh trùng đi. Sau khi thấy rõ số lượng trứng này, Hàn Lập gật gật đầu ra vẻ hài lòng rồi phân phó công việc. "Dạ, ta sẽ dùng truyền âm phù báo tin." Ngân Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó từ trên người lấy ra một cái phù đưa miệng tới nói vài câu. Cái phù bay tới không trung rồi hóa thành một đạo hồng quang lập tức bay đi. Sau khi xem xong số trứng của Ngô Công, Hàn Lập đi tới phòng bên cạnh xem tình hình của phệ kim trùng như thế nào. Bởi vì khoảng thời gian trước Hắn chủ yếu dùng lục dịch để bồi dưỡng cho lục dược xương công. Rồi đám phệ kim trùng lại đẻ trứng vì vậy có một khoảng thời gian Hàn Lập không có xem xét tới. Đám phi trùng này ở trong trùng thất so với trước kia vẫn không có gì thay đổi, bọn chúng tụ tập lại thành một quả cầu màu vàng to lớn. Thấy vậy Hàn Lập liền cho chúng một viên linh mộc để ăn. Sớm đã biết trước sự việc như vậy nhưng Hàn Lập vẫn phải cau mày nhăn mặt một phen. Những con phi trùng sau khi tiến hóa thì dần dần trưởng thành hơn. Mặc dù đã có nghề thường thảo cho chúng ăn nhưng quá trình tiến hóa này cũng rất là lâu dài chỉ sợ khiến người ta chờ thật lâu. Hàn Lập cũng chưa từng nghĩ đến việc chỉ có hơn 10 năm mà đám phệ kim trùng này có thể hoàn thành việc tiến giai thăng cấp đến cuối cùng. Ngân Nguyệt, Huyền Thiên Tiên đằng thì như thế nào? Đã qua mấy tháng rồi không biết có cứu sống được nó hay không nữa. Ánh mắt của Hàn Lập đang nhìn đám phi trùng thu về rồi liền đột nhiên hỏi tới việc này. Việc này cũng thật là khó nói, có lẽ chủ nhân tự mình đến mà xem đi. Ngân Nguyệt nghe vậy lộ vẻ do dự nói, việc này có gì mà khó nói chứ. Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi tới, sau khi suy nghĩ tự chút rồi hắn cũng không có hỏi thêm nữa mà đi theo Ngân Nguyệt đến dược viên. Vừa thấy huyền tiên đằng căn tu lộ ra khỏi mặt đất một nữa, ánh mắt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên lai vật ấy màu vàng sảm giờ thì đã chuyển sang màu xanh lục, hơn nữa lại trụi lũi không có chút mầm móng nào cả. Chuyện gì đã xảy ra thế, tiên đằng này có được cứu sống hay không chứ? Hàn Lập cảm ứng được vật ấy không phát ra một tia hơi thở thể hiện sự sống nào cả. Không biết là nó đã chết rồi hay không nữa, hắn không khỏi tự hỏi một câu như vậy, đây là việc mà tiểu tỳ muốn báo cho chủ nhân biết. Cái rể cây huyền thiên đằng này ngay từ lúc đầu tiểu tỳ đã dùng lục dịch cứu nó, nhưng không có chút tiến triển, biến hóa gì. Vì vậy nếu chỉ dùng lục dịch không thì không được, sau đó tiểu tỳ lại thử kết hợp dùng chung vạn năm linh dịch và thuần dịch thì lúc này mới có chút hiệu quả. Cái rễ đó màu sắc từ từ chuyển sang màu xanh biếc. Mới đầu Tiểu Tì nghĩ rằng đã cứu sống được nó. Những về sau ngoại trừ việc thay đổi màu sắc thì nó vẫn như trước không có gì thay đổi. Rồi cũng không có cách nào dùng lục dịch thúc đẩy nó phát triển nữa. Cho nên bây giờ Tiểu Tì cũng không biết là cái rễ cây tiên đằng này là còn sống hay là đã chết nữa. Ngân Nguyệt thở dài chậm rãi nói: Nếu nó đã có phản ứng thì sẽ có khả năng cứu sống được nó. Chỉ cần chúng ta tìm ra đúng phương pháp là được. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có thời gian để tiếp tục kiểm tra nữa. Vậy mọi việc hãy chờ chúng ta đi đến cực Tây về rồi tính. Bây giờ thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa, hãy chuẩn bị để xuất phát thôi." Hàn Lập liếc mắt nhìn Huyền Thiên Tiên đằng một cái rồi nhàn nhạt, nhạt nói. "Bây giờ phải đi sao chứ?" Ngân Nguyệt hơi sừng sốt hỏi một câu. "Ngày mai sẽ đi, lát nữa ta sẽ đi tìm Trình sư huynh cáo từ. Sau đó sẽ phòng bế động phủ lại, rồi mang theo tất cả những đồ vật quan trọng ở chỗ cực Tây." có lẽ là không có các cao giai tu sĩ. Vì vậy hơn phân nữa là không có nguy hiểm, chỉ có vấn đề là thời gian là hơi lâu một chút cho nên cần phải đi và trở về trong khoảng 3 năm. Nếu không thì bỏ qua cơ hội tốt để tiến vào trụy ma cốc. Hàn Lập trả lời chắc chắn, nghe xong lời này Ngân Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không lâu sau đó, hai người đi ra khỏi dược viên. Hàn Lập đi tìm Ngân Phát Lão Giả còn Ngân Nguyệt ở lại động phủ sắp xếp công việc và chuẩn bị đồ vật để ngày mai có thể lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi một đêm Hàn Lập cùng với Ngân Nguyệt vừa mới đi ra cửa động phủ, thì thấy ngay một vị nữ tử dáng người thướt tha, dung nhan xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở ngoài động phủ. Im lặng nhìn Hàn Lập, sao ngươi lại ở đây, ta đã đưa cho ngươi một số đan dược đủ dùng cả mấy năm để cho ngươi an tâm tu luyện rồi mà. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia khó hiểu hỏi, công tử, ta lo lắng quá, hiện tại tu luyện đã tới bình cảnh hay là cùng với công tử lên đường thì thật là tốt. Hơn nữa ta thân là thị thiếp của công tử vì vậy phải đi theo hầu công tử chứ. Không biết công tử có thể đem thị thiếp đi theo được không? Mộ phái linh cúi thấp đầu khuôn mặt ửng hồng thấp giọng nói. Người này thực sự là một mỹ nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn, thước tha dễ làm rung động lòng người. Nghe cô ta nói xong như vậy, Hàn Lập giật mình ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn mộ phái linh kiểm tra một lượt, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ngân Nguyệt đang đứng phía sau Hàn Lập đôi mắt di chuyển, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu nếu như đã muốn đi vậy thì hãy cùng đi đi, trên đường đi ta cũng có thể chỉ điểm thêm cho ngươi trong quá trình tu luyện. Nếu có thể sớm tiến vào kết đan kỳ thì ta cũng có sự trợ giúp từ ngươi. Hàn Lập không suy nghĩ lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Đa tả công tử, mộ phái linh nghe vậy liền mừng rỡ, vẻ mặt trông vô cùng hưng phấn. Còn Hàn Lập thấy vậy chỉ cười khổ nào, lập tức vung tay áo lên một đạo bạch quang từ trong đó bay ra hóa thành một cổ xe bốn cánh thì ra đúng là ngự phong xa ngân nguyệt vừa thấy cổ xe này liền cười nhẹ thân hình lắc lên một cái hóa thành một đạo bạch quang rồi biến ngay vào trong tay áo lớn của hàn lập mộ phái linh thấy vậy liền sợ hãi lấy tay che miệng lại giấu đi vẻ giật mình chuyện của ngân nguyệt trên đường đi ta sẽ nói cho người biết một chút giờ thì lên xe đi hàn lập không để ý tới việc này sắc mặt vẫn như thường nói vâng công tử mộ phái linh cũng không phải là một nữ tu bình thường chỉ giật mình một chút rồi liền trở lại bình thường lúc này xoay người một cái rồi phiêu phiêu bay vào trong xe ngay khi nàng vừa đặt chân vào trong xe thì thấy một thanh ảnh thoáng lên rồi liền thấy hàn lập cũng đã ở trong xe rồi hai tay bắt quyết một tầng bạch quang hiện ra bao lấy cỗ xe vào bên trong sau đó một tiếng động phát ra ngự phong xa rồi nó nhanh chóng biến mất cả xe hóa thành một đạo bạch hồng trượt lóe lên phá không mà bay đi mất sau đó không ở Lạc Vân Tông lại đồn ra một tin tức là Hàn trưởng lão của bổn môn bởi do quyết đấu cùng với Ma tu cho nên nguyên khí bị tổn thương cho nên cần phải bế quan tu luyện để khôi phục lại tu vi của chính mình. Vì vậy trong lúc này sẽ không tiếp khách nữa. Còn hai tông phái khác ở Vân Mộng Sơn nghe thấy vậy liền phái người tới ân cần hỏi thăm thương thế của vị Hàn trưởng lão này. Nhưng tất cả đều được Bạch Phát lão giả lựa lời mà nói cho qua chuyện. Còn những tu sĩ khác của Lạc Vân Tông có giao hảo thì cũng được lão ta đồng dạng trả lời như vậy cho xong việc vì thế với cái tin là hàn lập một trong những vị trưởng lão hàng dầu của lạc vân tông bị thương đã truyền đi khắp khê quốc ngay cả với những tông phái khác của khê quốc cũng chú ý đến việc này nữa mà những tu sĩ của các môn phái khác nghe vậy cũng không hoài nghi gì cả bởi vì ma tu mà hàn lập giết chính là một trong những trưởng lão của tấn quốc âm la tông nghe nói hắn cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh cấp cho nên giết được đối phương thì phải hao tổn nguyên khí cũng là chuyện bình thường nhưng cho dù có như thế thì tu sĩ của các môn phái khác cũng cho rằng hàn lập có thể sánh vai cùng với thiên hận lão quái một phi tu sĩ có thần thông rất là cao thâm danh tiếng của lạc vân tông cũng vì vậy mà tăng lên cao ngày càng có nhiều các tông phái khác tìm đến để giao hảo ngoài ra còn những vị tán tu có tu vi cao thâm cũng tìm đến vân mộng sơn xin gia nhập vào lạc vân tông chỉ trong khoảng một thời gian ngắn dường như lạc vân tông đã trở thành môn phái đệ nhất ở khê quốc việc này làm cho không ít đệ tử của lạc vân tông cảm thấy hưng phấn dị thường Hàn lập một vị trưởng lão thần bí không bao giờ xuất hiện trước các đệ tử đã làm cho bọn họ ngày càng kính trọng và cố gắng học hỏi theo. Chương 793, Trụy Ma Chi Địa, Thiên Nam Đông Dụ Quốc là quốc gia nhỏ không nằm trong khống chế của bốn đại thế lực của Thiên Nam tu tiên giới. Nơi này không phải do diện tích quá nhỏ và tài nguyên cũng ít nên mới không bị các thế lực lớn khác để ý tới. Ngược lại, mặc dù nơi này có diện tích hơi nhỏ, nhưng mà tài nguyên tu luyện thì rất là phong phú vì vậy có thể xếp vào 10 nơi hàng đầu của Thiên Nam. Hiện tại nơi này không hoàn toàn nằm vào một thế lực nào cả là do vị trí của Đông Dụ Quốc có tính đặc thù riêng. Nơi này cách cửu quốc minh quá xa, hầu như không có liên hệ gì với ngoài. Hơn nữa lại còn có ba thế lực của ba quốc gia xung quanh. Vì vậy nó phải đối mặt với bốn bên là tử địch. Còn các tông môn tu tiên phái do cũng có lịch sử lâu đời truyền lại. Nên phần đông là hỗn tạp, ở đây có một số tông môn của tránh ma đẳng cấp tu tiên cùng với một số tránh ma tu tiên tiểu phái khác. Nhưng điều quan trọng nhất ở Đông Dụ Quốc là các môn phái tu tiên ở đây lại không đủ mạnh để dùng thực lực chèn ép các môn phái khác để trở thành một lực lượng lớn mạnh nhất. Ở Đông Dụ này không có môn phái nào đủ mạnh để đứng ra làm đại diện hay có thể nghiêng về một thế lực nào cả. Vì vậy, ba thế lực lớn này cũng không buông tha cho nước này. Vì thế cứ minh tranh ám đấu với nhau nhưng lại không có kết quả gì cuối cùng ba thế lực lớn này cũng không ai có thể can thiệp vào công việc ở đây vì thế nước này trở thành một nước trung lập các tông môn của nước này vì vậy đã đầu nhập vào tránh ma lưỡng đạo hoặc là thiên đạo minh cho nên mới được ba thế lực lớn này ủng hộ vì vậy đông dụ này mới duy trì được cục diện như vậy hơn mấy trăm năm rồi việc này làm cho không ít người tu tiên thấy được vị thế trung lập của nơi này mà tìm đến lập ra các thế lực riêng của mình làm cho quốc gia này ngày càng trở nên phồn vinh hơn phía bắc của Đông Dụ Quốc có một chỗ tên gọi Sương Châu có một phần diện tích bằng phẳng chiếm tới 2 phần 3 vùng này. Phần diện tích bằng phẳng này ra hơn phân nữa được bao phủ là rừng rậm. Riêng ở chỗ trung tâm là một dãy đồi núi thật lớn trải dài bất tận, liên tiếp nhau. Nó được người dân bản xứ gọi là Vạn Lĩnh Sơn Mạch. Thật sự cũng không biết được nơi này có tới ngàn vạn ngọn núi hay không nhưng tới nay vẫn chưa có người nào dám bước chân tới. Vì vậy các loại tài liệu, linh thú và linh dược chân quý nơi này chắc chắn là rất nhiều. Nhưng ngoại trừ khoảng cách thời gian là 10 năm đặc thù ra thì ngay cả người tu tiên cũng không có ai dám tự tiên xông vào nơi này để tìm linh dược hay bắt linh thú. Sở dĩ có việc như vậy là do vạn lĩnh Sơn Mạch có một địa danh rất là hung ác tên là Chuyện Ma Chi Địa. Mà các tu sĩ của thiên nam tu tiên giới ai cũng biết tới. Tại vùng núi non hiểm trở này có một chỗ bí ẩn được mệnh danh là thiên nam đệ nhất hung địa tên gọi là Chuyện Ma Cốc. Cái bí cốc này đã tồn tại từ thời man hoang cho tới nay đã có không biết bao nhiêu là tu sĩ thần thông cao thâm đi vào cốc tìm kiếm bảo vật. Việc này cũng đã diễn ra không biết là bao nhiêu ngàn năm rồi. Nhưng do nơi đây có rất nhiều hiểm nguy vì vậy đã làm cho người ta không dám làm càn tự tiện tiến vào. Mặc dù có hung danh là tử địa nhưng vẫn không ngăn cản được nhiều người muốn xông vào trụy ma cốc này. Không biết là có phải chịu ảnh hưởng của trụy ma cốc hay không mà vạn lĩnh sơn mạch từ nhiều năm qua lúc nào cũng bị trướng khí nhiều màu sắc che giấu đi, loại trướng khi này chẳng những kịch độc vô cùng mà nó còn tạo ra một loại cấm chế đặc thù làm cho mọi người không thể nhìn rõ mọi vật được dù có có đưa năm ngón tay ra phía trước mặt cũng không thể thấy được một khi đã xâm nhập vào bên trong thì không cách nào xác định được phương hướng và vì thế dễ bị lạc vào trong đó vì vậy trong hoàn cảnh này thì người tu tiên dù không chết nhưng cũng không cách nào tìm thấy được linh dược hay là bắt được linh thú chỉ có thể đối mặt với bảo vật mà biết nhìn mà thôi hoặc là chỉ là ở vùng chung quanh bên ngoài có ít chướng khí mà tìm kiếm một chút đồ mà thôi. Nhưng ở vùng này cứ cách khoảng 10 năm thì sẽ có một lần chướng khí ở tán đi và đường đi vào trụy ma cốc cũng được mở ra thành những cái khe không gian nhỏ. Vì vậy vào khoảng thời gian này các người tu tiên từ thiên nam sẽ đổ xô tới đây để đi tìm bảo vật. Nhưng do địa hình ở đây rất là rộng lớn cho dù linh dược và linh thú có nhiều đi nữa nhưng cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người tu tiên là tìm được mà thôi nhưng dù vậy cứ tới thời điểm này là có tới vài ngàn người tu tiên tụ tập tới đây đi tìm bảo vật. Hơn nữa ở vùng phụ cận của dãy núi này có một số gia tộc có thế lực lập ra các nơi thu mua các loại bảo vật trong một thời gian ngắn này. Vì vậy nơi này sẽ hình thành ra một số phường thị chuyên thu mua các loại linh dược và linh thú do các tu sĩ tìm được. Vì vậy trong thời gian ngắn nơi này sẽ rất là náo nhiệt. Trong vòng một năm chướng khí của vạn lĩnh Sơn Mạch sẽ giảm đi từ từ cho nên trong khoảng thời gian vài tháng chướng khí sẽ hoàn toàn được tiêu trừ vì vậy có rất nhiều người tu tiên mạnh dạn tiến vào cảnh giới xương châu này. Số lượng lần này so với với lần trước đông hơn rất nhiều. Mà trong đó hơn phân nữa là những người tu tiên từ các nước khác đến. Mà người tu tiên cấp cao lại nhiều hơn cả. Điều này làm cho các môn phái tu tiên bản địa một phen hoảng sợ. Vội vàng ra lệnh cấm các đệ tử của mình không được tự ý ra bên ngoài. Nhưng bọn họ cũng phái người ra bên ngoài dò la tin tức xem tình hình thế nào. Các tin tức mà bọn họ có được lại càng làm cho bọn họ thêm kinh sợ mà thôi. Tại vùng biên giới của Sương Châu ở một ngọn núi nhỏ vô danh có một cặp nam nữ tu sĩ đang đứng sánh vai mà đứng phía trên đỉnh. Nam thì một thân trường bào màu lam xem ra cũng khoảng chừng 30 tuổi, bề ngoài trông cũng rất là nho nhã tuấn tú. Còn nữ thân vận một bộ cung trang, dáng người đầy đặn. Gương mặt xem ra cũng bình thường cũng không có chỗ nào là xuất chúng cả. Hai người này thần sắc xem ra rất là nhàn nhã. Thì thoảng lại ngước đầu lên dò xét chung quanh, trong mắt lộ ra vẻ lo âu, cho thấy ra cả tâm tư của bọn họ. Qua một hồi lâu, từ phía xa ngân quang chấp động một đạo kinh hồng màu bạc từ xa bay tới. Xem ra phương hướng mà nó bay tới chính là ngọn núi nhỏ này. Vừa thấy độn quang này thì cặp nam nữ giống như là vợ chồng liền mừng rỡ. Sau khi đạo ngân hồng bay tới ngọn núi nhỏ thì liền xuất hiện ra một vị nho sinh nam tử mặc áo cẩm bào khoảng chừng 40 tuổi. Đại ca, người đã tới, thế nào mọi việc thuận lợi chứ? Còn lệnh bài nhập cốc ra sao? Vị nữ tử vừa thấy đại hán lập tức cười tươi lên tiếng hỏi. Hắc hắc, cuối cùng cũng kịp lúc và lệnh bài cũng về tới tay ta. Nho sinh cười cười, tay đưa ra hai đạo thanh quang phân ra bắn tới hai người tu sĩ nam nữ. Hai người này liền đưa tay ra tiếp nhận, thì ra là một cái lệnh bài làm bằng thanh đồng. Mặt trên có hai chữ màu đỏ trụy ma, còn mặt kia viết một chữ lệnh màu vàng, nó tản ra nhẹ nhẹ linh khí lúc này vẻ mặt của nữ tu sĩ trông rất là hưng phấn còn nam tu sĩ thì lại nhướng mày lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rất tốt có được trụy ma lệnh bài này chúng ta đã có thể vào trong cốc tìm bảo vật rồi nếu có thể tìm được một ít thượng cổ linh đan rượu dược thì ba người chúng ta có thể ngưng kết nguyên anh được rồi vị nữ tu sĩ không khỏi mừng rỡ cao hứng nói cái lệnh bài nhỏ như vậy mà chúng ta phải mua ba vạn linh thạch một cái vậy mà họ cũng dám bán sao chứ sau đó vị nữ tu sĩ đứng bên cạnh vị nam tu áo xám than nhẹ một tiếng rồi lại nói tiếp. Ba cái lệnh bài bọn họ đã phải bỏ ra 10 vạn linh thạch để có được, dường như đã lấy đi hết tất cả của cải mà họ đã tích góp được. Điều này đã làm cho vị tu sĩ áo lam không khỏi tiếc nuối. Nhị đệ, người cũng không cần phải tiếc nuối. Lúc này đây nếu không phải ta có sinh tử chi giao với bọn họ thì tông môn bọn họ cũng quyết không buông ra đâu. Bọn họ còn không đủ dung nữa là, vì vậy lần này không thể nào bỏ lỡ dịp tốt có thể vào cốc được. Bây giờ lệnh bài có bán với giá 10 vạn linh thạch một thì cũng có người mua ngay. Hơn nữa, ban đầu quỷ linh môn là muốn độc chiếm lấy bảo vật của trụy ma gốc Nhưng do sự bức bách của các tông phái khác vì vậy bọn họ mới đồng ý để cho những người ngoài tham dự vào việc này. Nếu không dù người dùng 10 vạn linh thạch để đổi một lần nhập gốc cũng không được. Bởi vì chắc chắn người của quỷ linh môn cũng không cho ngươi vào. Nho sinh lộ ra nét mặt bất đắc dĩ nói. Tu sĩ áo làm nghe xong lời ấy, cũng không biết phải nói gì thêm nữa nhưng sau khi xem cái lệnh bài trong tay một chút rồi vẫn lo lắng hỏi thêm. Nhưng mà, phương pháp nhập cốc này của quỷ linh môn có làm được không? Ta nghe nói ở ngay cốc khẩu có rất nhiều khe hở không gian nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ biến mất ngay. Hơn nữa đây là những tin tức mà vị trưởng lão của quỷ linh môn trước kia còn sống trở ra từ trong cốc cho biết. Đại ca ngươi có cảm thấy việc này có gì đó mở ám không? Trừ phi người của quỷ linh môn muốn cả tu tiên giới của thiên nam là địch. Nếu không việc này chắc chắn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, chúng ta còn nghe nói vị trưởng lão kia của quỷ linh môn, cũng chỉ là nguyên anh trốn trở về mà thôi. Còn thân thể thì táng ở lại trụy ma cốc, việc này chúng ta cần phải để ý tới. Nho sinh không suy nghĩ thêm mà trả lời, nhưng dù cho chúng ta có thể nhập gốc, còn trụy ma cốc thì thật sự là một nơi hung hiểm dị thường. Không biết lần này mua lệnh bài nhập cốc không biết là đúng hay sai nữa. Nam tử áo lam nghe nho sinh nói vậy liền trả lời ngay. Hừ, lấy tư chất của ba người chúng ta mà nói thì đã tiến tới đỉnh rồi. Nếu như không có cơ duyên thì tiếp tới 200 năm nữa thì chúng ta cũng sẽ hóa thành một đống xương khô mà thôi. Vì vậy có cơ hội như vậy chúng ta không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa, nghe nói khe hở không gian phía ngoài của trụy ma cốc mặc dù có nguy hiểm nhưng so với bên trong ít hơn nhiều. Vì vậy bọn ta chỉ đi vòng vòng bên ngoài dò xét tìm kiếm mà thôi nếu cẩn thận thì có lẽ không có vấn đề gì đâu. Vị nữ tử không thèm để ý trả lời. Nghe nói Quỷ Linh môn lần nữa đã tung ra ngoài vài trăm cái trụy ma lệnh, mà trong đó hơn một nửa những cái lệnh bài thuộc về các tông phái. Thậm chí còn nghe nói là có cả Mộ Lan pháp sĩ cũng tham gia vào lần này. Vì vậy lần này có khoảng vài trăm tu sĩ cùng với Quỷ Linh môn sẽ tham gia vào việc nhập cốc truy tìm bảo vật. Như vậy có rất nhiều người tham gia thì chúng ta còn lo sợ việc gì nữa chứ? Thật sự nếu như gặp việc nguy hiểm thì chúng ta tìm cách tránh đi là xong. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì ta sẽ tiếc nuối cả đời. Nho sinh xem ra đã quyết định rồi, thản nhiên nói. Còn nữ tu sĩ bên cạnh cũng liên tục gật đầu xem ra cũng đã đồng ý. Một khi đại ca đã nói như vậy thì bọn tiểu đệ sẽ cùng với huynh nhập cốc. Nam tử áo lam cười khổ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Lúc này ở vùng phụ cận của Sương Châu cũng thường xuyên diễn ra những việc giống vậy. Từ nửa năm trước, không biết vì sao mà từ quỷ linh môn lại truyền ra tin tức là bọn họ tìm ra phương pháp đi vào trụy ma cốc. Ngoài ra còn có tin tức là quỷ linh môn bọn họ có kế hoạch lừa gạt các tông khác để độc chiếm bảo vật. Khi tin tức này truyền ra thì liền chấn động cả tu tiên giới. Bởi vì sao khi bọn họ mới vừa cùng với mộ lan đánh nhau vì vậy các tông phái cần có thời gian để tĩnh dưỡng. Nhưng bọn họ cũng chịu không được mà đều phái người đi tới quỷ linh môn hỏi việc này. Ngay cả ma đạo cùng với sáu tông phái lớn cũng đều phái người tới hỏi thăm việc này chân tướng thế nào. Cao tầng của quỷ linh môn, lúc này liền xảy ra một trận tranh cãi dữ dội nhưng dưới áp lực của nhiều người nên bọn họ từ từ thừa nhận có việc này dù sao chỉ cần bỏ ra một chút công sức là biết ngay được việc này kể từ đó các tông phái khác không khách sáo yêu cầu cùng nhau nhập cốc truy tìm bảo vật nhưng vào lúc này quỷ linh môn cường ngạnh có chết cũng không chịu chấp nhận đề nghị này cuối cùng bọn họ cũng nguyện ý đề ra một phương pháp là đồng ý cung cấp một số lệnh bài cung cấp cho các tông phái chỉ cần có lệnh bài này thì khi đến các khe hở không gian ở trụy ma cốc sẽ được đi vào vì vậy các tông phái đều tuyển chọn một số người đi tới quỷ linh môn để nhập cốc. Nhưng để có có nó thì phải tốn một chút linh thạch. Đương nhiên việc làm này sẽ làm cho các vị tán tu bất mãn. Vì vậy quỷ linh môn bọn họ cũng đã tung ra hơn 100 cái lệnh bài cho các tông phái nhỏ và các vị tán tu. Bây giờ sắp tới lúc nhập cốc nên ở Sương Châu trở nên náo nhiệt hơn. Còn ở vùng phụ cận của vạn lĩnh Sơn Mạch lại có nhiều tu sĩ từ nước khác tới. Vì vậy làm cho đám tu sĩ bản địa trở nên cẩn thận hơn tất cả đều không dám gây sự, hay làm phiền tới bọn họ. chương 794, Hàn Lập trở về, tòa thành thị gần nhất Sương Châu là một tòa thành lớn có tên Diệp Hoa. Do thành này cách vạn lĩnh sơn mạch hơn một ngàn dặm nhưng do có nhiều tu sĩ không muốn tá túc ở những nơi thôn quê hẻo lánh nên hầu hết bọn họ đều ở lại đây. Trước đây tòa thành này thuộc quyền quản lý một tiểu tông phái nhưng khi thấy có nhiều người tu tiên tới thì bọn họ hoảng sợ thu hồi về lại sơn môn mà không dám hành động gì cả và cũng giả câm giả điếc cho qua việc. Tụ tập ở tòa thành này có không ít người tu tiên, nhưng ở đây cũng có nhiều khách điếm cho nên việc ăn ở của bọn không thành vấn đề. Trong đó có một cái khách điếm tên là Hồng Phúc là một trong những khách điểm thuộc dạng trung bình ở đây. Bên trong cũng chia ra làm hai ba đoàn tu sĩ chia nhau thuê hết các gian phòng ở đây. Trong đó có một gian phòng, mà trong đó có ba người đang ngồi xung quanh một cái bàn gỗ thương lượng công việc. Ba người này đều còn trẻ tuổi trong đó có hai vị nữ tử lúc trước ở Thiên Nhất Thành cùng đi với Hàn Lập là Tử Linh và Mai Ngưng còn lại một người là vị nữ tử họ Tống có giao hảo rất tốt với hai người bọn họ. Lúc này Tử Linh mới nhìn qua trông rất là đoan trang tú lệ. Nhưng rõ ràng là đang thi triển bí thuật ẩn nặc đi hình dáng kiểu mị vô song của mình rồi. Thoạt nhìn chỉ thấy đây chỉ là một vị nữ tu bình thường mà thôi. Ba vị nữ tử lúc này thần sắc căng ra, đang nhẹ giọng bàn luận việc gì đó còn bốn vách tường trung quang thì đang ẩn hiện bạch quang. Xem ra đã được thi triển cấm chế để phòng ngừa người khác nghe trộm. Tống tỷ tỷ còn chưa có tin tức gì về Hàn Huynh hay sao? Bây giờ trướng khí sắp tan hết rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu. Nếu như Hàn Huynh còn không tới chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhập cốc. Tử Linh chân mày nhíu lại, hơi lo lắng hỏi. Nàng hỏi câu này cho người người đối diện chính là nữ tử họ Tống trong trang phục màu trắng. Tử Linh muội muội Chắc người cũng đã biết hơn 2 năm trước trình sư bá đối với bên ngoài đã tuyên bố hàn sư thúc bế quan chữa thương. Nhưng trên thực tế theo ta biết được là sư thúc đã đi tới chỗ cực Tây. Mặc dù không biết đi tới đó làm việc gì nhưng chỉ riêng việc đi và về cũng đã mất hơn một năm thời gian. Vì vậy chúng ta cũng chỉ biết sốt ruột mà chờ đợi. Hơn nữa còn có mấy tháng thời gian nữa mà. Trước đây ta lưu lại tin tức chỗ tông môn chỉ cần sư thúc trở về là có thể tìm được chúng ta ngay thôi. Nếu như sư thúc đã có chuẩn bị thì chỗ cực tây đó đâu có ai có thể giữ chân hàn sư thúc được chứ. Nữ tử họ tống mỉm cười, bình thản nói. Chuyện này cũng khó nói. Cho dù hàn đạo hữu tu vi cao thâm, nhưng có nhiều việc không phải tu vi cao thâm là có thể giải quyết được. Tử linh thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới âm minh chi địa. Nhưng thu ba vừa chuyển, lập tức nói tiếp, tống tỷ tỷ người hôm nay mở miệng ra một tiếng là hàn sư thúc, ngập miệng cũng là hàn sư thúc hình như người đối với Hàn Huynh càng lúc càng kính trọng thêm nha. Trước đây khi nói đến vị Hàn sư thúc người cũng không có vẻ mặt kính trọng đến như vậy. Tử Linh vừa nói xong sắc mặt lộ ra vẻ không có chút đùa nào cả. Trên mặt nữ tử họ tống đỏ lên một chút, nhưng thần sắc vẫn bình thường nói. Nếu là tư linh muội muội có thể giết được tu sĩ đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ thì ta cũng đối tử linh muội muội cung kính như thế đó. Hiện tại Hàn Sư Thúc bây giờ ở Thiên Nam cũng chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ mà thôi. Ta thân là vãn bối, cung kính một chút cũng không có gì kỳ lạ cả chứ. Hi hi, đương nhiên không kỳ quái. Ngay khi tiểu muội nghe được chiến tích như vậy của Hàn Đạo Hữu cũng đồng dạng giật mình không ít. Mười năm trước Hàn Huynh giống như tiểu muội là kết đan tu sĩ, nhưng hôm nay lại có thần thông kinh người như vậy thật là làm cho ta ngưỡng mộ không ít. Thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Sớm biết như thế lúc đầu thì muội đã tìm cách mạnh mẽ ép cả mai muội muội cho hắn rồi. Thì mai ngưng muội từ con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ trôi chảy rồi. Tử Linh cười cười nói, Mai Ngưng nghe lời nói ấy xong khuôn mặt liền ửng hồng lên. Nhưng khẽ lắc một cái, rồi cũng không nói gì thêm. Chỉ là từ sâu trong đôi mắt sáng ấy phảng phất một tia phiền muộn mà thôi. Lúc trước nàng cũng từng dự tính chọn lựa Hàn Lập nhưng rồi do dự không quyết nên bỏ qua cơ hội ấy. Bây giờ Hàn Lập có danh tiếng lớn như thế, cho nên nàng không dễ mở miệng ra nữa. Mai Ngưng muội muội thiếu chút nữa trở thành thiếp thân cho Hàn Sư Thúc. Chuyện này lúc đầu ta có nghe qua ta còn tưởng sư thúc cùng với Tử Linh muội muội có liên hệ với nhau. Dù sao lấy được một người có dung mạo như muội muội ta tin tưởng thế gian này không có nam nhân nào mà không động tâm kia chứ. Nữ tử họ Tống cả kinh nhưng sau đó cười khẽ trêu chọc Tử Linh một câu. Hừ, ngày đó nếu như ta biết được Hàn Đạo Hữu có được thần thông cao thâm như vậy thì ta đã sớm lấy thân này báo đáp rồi. Nếu có thể trở thành bạn lữ song tu cùng với Hàn Đạo Hữu thì bây giờ tu vi của ta khẳng định đã tăng lên rất nhiều rồi. Tử Linh sờ sờ môi, cười cười nói ra, thật là làm người ta không biết đó là thật hay giả nữa. Điều này làm cho người hay rụt rè như nữ tử họ Tống cũng phải ngẩn ngơ, rồi cũng chỉ biết giờ khóc dở cười mà thôi. Nếu như có được Hàn Huynh cùng với thần thông cao thâm như thế ra tay hỗ trợ thì việc có được Linh Trúc Quả mới có hy vọng được. Tống tỷ tỷ, người quyết định đi vào trụy ma cốc sao. Còn Mai Ngưng Sư muội thì lại không muốn vào, bởi vì một khi đi vào đó và gặp phải tu sĩ cao hơn và bị đột kích thì không còn mạng trở ra lấy tu vi của nàng mà nói thì nơi đó thật sự là một nơi hung hiểm. Tử Linh trần chờ một chút rồi chậm rãi nói, ta luôn nghĩ là sẽ ở lại đây, ta và hai người các ngươi không giống nhau, ta bây giờ chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng cũng gần đi tới đỉnh của nó rồi. Vì vậy chỉ cần khổ tu thêm hai ba mươi năm nữa là có thể đạt tới cảnh giới này. Không đáng để đi tới nơi hung hiểm như vậy, về phần trong cốc có bảo vật mà lại bắt ta phải đổi đi tính mạng thì ta chắc chắn sẽ không làm. Ta biết rõ khả năng của mình như thế nào mai ngưng ngẩm nghĩ một hồi rồi cương quyết trả lời nếu như tống muội muội đã quyết như vậy ta cũng không cần phải nói thêm nữa kỳ thật nếu như hàn đạo hữu không đến thì một mình ta cũng không dám đi vào cốc dù sao lúc này đi vào trong cốc cũng toàn là cao giai tu sĩ thì nguy hiểm cũng tăng lên theo đoạt bảo giết người là chuyện thường xảy ra và những việc đó xảy ra cũng không ít ta chỉ là một người kết đan sơ kỳ mà độc thân đi vào chắc chắn chỉ có một con đường là chết mà thôi ta cũng không hồ đồ làm những việc như vậy Tử Linh cười khổ một tiếng, rồi lên tiếng nói. Lời nói này làm cho Mai Ngưng cùng với nữ tử họ Tống ngồi đối diện liền trở nên ngây ngốc. Quỷ Linh Môn đột nhiên thừa nhận về việc này, đây là việc không ai ngờ tới được. Ta ngay từ đầu thậm chí cũng đã nghĩ Tử Linh muội muội đã cố ý tiết lộ ra việc này để lợi dụng nó để đục nước béo cỏ đây. Nữ tử họ Tống trên mặt hiện ra dị sắc, lẩm bẩm nói: "Đục nước béo cỏ, loại chuyện này có gì tốt mà đục nước béo cỏ chứ?" Tất nhiên nếu số lượng tu sĩ vào cốc càng ít càng tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ra tay trước quỷ linh môn mà lấy đi linh trúc quả. Tử linh hờn dỗi một tiếng, nhưng lại không có chút tức giận nào cả. Ô tin tức này không phải do tử linh đạo hữu tung ra hay sao chứ? Xem ra là do những người khác làm việc này rồi. Một giọng của nam tử nghe rất là quen tai, đột nhiên từ ngoài cửa phòng vọng vô. Hàn sư thúc, hàn huynh, nữ tử họ tống cùng với tử linh tiên tử đầu tiên là giật mình kinh ngạc rồi lập tức nhận ngay đó là giọng nói của hàn lập, trên mặt của hai người liền lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa sợ hãi. Tử Linh đưa tay ra đánh một đạo pháp quyết vào phía cửa phòng một cái. Bạch quang trổ cánh cửa chất lóe lên rồi cánh cửa từ từ mở ra. Một gã nam tử khoảng trên 20 tuổi, mặc một cái thanh bào hơi cũ, hai tay để sau lưng đang đứng đó. Hắn nhìn vào trong phòng thấy có ba vị gia nhân rồi trên miệng nở một nụ cười. Thì ra vị nam tử này đây chính là hàn lập người mà hai năm trước đây đã đi tới chỗ cực Tây đã trở về phía sau sau lưng hắn còn có một cái ống trúc màu vàng thật to dài khoảng một trường. Không biết bên trong đó là gì nữa, mà lại để nằm nghiêng sau lưng mà không chịu thu nó vào túi chữ vật. Nhìn kỹ một chút cũng có thể phát hiện thì bản thân Hàn Lập cũng có chút bất đồng so với trước đây. Bất luận là tinh thần hay khí chất đều có biến hóa không nhỏ. Hiện giờ có vẻ trầm ổn hơn so với trước làm cho người ta có cảm giác hắn là một người thâm sâu khó lường. Tham kiến Hàn Sư Thúc, Nữ tử họ Tống không cần suy nghĩ nhiều liền vội bước tới trước thi lễ rồi cung kính nói. Hàn huynh, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Tiểu muội còn nghĩ rằng đạo hữu có chuyện nên không thể nào tới kịp rồi đấy chứ. Trên mặt tử linh hơi ửng hồng lên, có chút bất an đứng dậy đón chào. Những vị nữ tử này không biết Hàn Lập đã đến đây bao lâu rồi, cũng không biết những lời nói vừa rồi có bị hắn nghe thấy hay không nữa. Chợt nhớ tới vừa rồi mới nói nguyện ý lấy thân báo đáp cho dù tử linh có cơ chí, thông minh thế nào đi nữa nhưng lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Ta đã hứa với các ngươi rồi thì ta sẽ phải giữ lời chứ. Hàn lập cười nhẹ, thâm ý liếc mắt nhìn các vị nữ tử này một cái nhưng cũng không vội vàng bước vào trong phòng. Mai ngưng khẽ mím môi lại rồi đi tới trước hàn lập thi lễ. Hàn lập khoát tay ra giấu giấu bảo không cần rồi sau đó đi tới một cái ghế ngồi xuống, rồi cùng với mọi người bắt đầu nói chuyện. Thân sắc của tử linh cũng rất nhanh chóng hồi phục lại như thường, lập tức chấn định rồi ngồi xuống như cũ còn nữ tử họ tống trần chờ một chút rồi cũng ngồi xuống hàn huynh người khi nào thì trở về thiên nam chuyến đi tới chỗ cực tây mọi việc đều thuận lợi chứ tử linh không có đề cập đến chuyện của trụy ma cốc mà ngược lại hỏi chuyện của hàn lập rồi lại dùng một ánh mắt khác thường đánh giá hàn lập lần nữa tại chỗ cực tây có gặp một chút phiền toái nhỏ mặc dù cũng đã giải quyết được nhưng lại làm chậm trễ thời gian nếu không thì nửa năm trước ta đã trở về rồi hàn lập vừa cười cười rồi nói Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, tử linh và nữ tử họ Tống không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có chút tò mò muốn biết. Ngày hôm nay có thể làm cho Hàn Lập nói lên đó là một chuyện phiền toái nhỏ thì nó thực sự không phải bình thường. Chỉ thấy Hàn Lập không có ý nói đến chuyện này, hai vị này cũng thông minh không dám hỏi tới nữa. Ta vừa rồi nghe các người nói dường như lần này đi tới trụy ma cốc chỉ có tử linh cô nương là quyết đi còn lại Tống Sư Điệt và Mai Ngưng cô nương lại thay đổi chủ ý. Việc này có thật không? hàn lập đưa mắt nhìn hai người này một cái rồi thần sắc bình thường hỏi nếu sư thúc đã biết thì sư điệt cũng không dám giấu giếm điều gì ta cùng mai ngưng đạo hữu cẩn thận thương lượng qua và cảm giác được lần này hung hiểm quá lớn vì vậy không đi là chuyện tốt nhất ta không nghĩ chỉ vì rút ngắn lại hai ba mươi năm khổ công tu luyện mà lại đi tới nơi hung hiểm hơn nữa trước đó không lâu mai ngưng đạo hữu cũng đã có một lọ linh dược dùng để trợ giúp việc kết đan vì vậy cũng không dám mạo hiểm tham gia vào việc này dù sao trụy ma cốc cũng là nơi hung ác nhất ở thiên nam, cho nên không thể là nơi có thể tự tiên đi tới được. Còn việc linh trúc quả thì lại ở sâu trong cốc thì phần nguy hiểm lại càng gia tăng gấp bội hơn nữa. chương 795, Đại diễn Thần Quân, nghe nữ tử họ tống trình bày một cách rõ ràng và cẩn thận. Hàn lập gật gật đầu nhưng vẫn không hỏi gì cả. Tống Sư Điệt và Mai Cô Nương không đi cũng tốt, bây giờ ở Vạn Lĩnh Sơn Mạch tình hình rất hỗn tạp, cho dù ta có tiến vào trụy ma cốc thì cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. Tử linh cô nương dường như không thay đổi ý định mà nhất định phải vào trụy ma cốc sao. Hàn lập nhìn tử linh hời hợt nói, chỉ cần hàn huynh nguyện ý vào cốc thì ta cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ta đối với hàn đạo hữu tin tưởng 10 phần, tử linh cười quyến rũ rồi chậm rãi nói, nếu tử linh đạo hữu đã nói như thế, ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Nhưng trước khi vào cốc ta có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng hàn lập nhìn tử linh mắt cũng không chấp nói đây là chuyện đương nhiên hàn đạo hiếu có chuyện gì chưa rõ xin cứ việc hỏi tử linh không chút chậm trễ liền đáp ứng nói đầu tiên là chuyện linh trúc quả ta muốn biết việc này là thật hay giả ta cũng không muốn hưng phấn ôm mộng tiến vào trong trụy ma cốc rồi sau đó lại biết là không có thật điểm này tử linh cô nương có thể xác định được không hàn lập thần sắc nghiêm nghị hỏi chuyện linh trúc quả đúng là có thật chuyện này là do một trưởng lão của quỷ linh môn năm đó còn sống trở ra cho biết nếu không thì các nguyên anh trưởng lão của quỷ linh môn cũng không cần phải hao tâm tổn sức đến như vậy ta đây còn có một cái ngọc giản chính là do vị nguyên anh lão giả năm đó miêu tả chi tiết vị trí của linh trúc quả việc này đã được chứng minh là thật hay giả rồi tử linh đã sớm chuẩn bị cho hàn lập rồi vừa nói xong rồi từ trong túi chữ vật móc ra một khối bích lục ngọc giản rồi đưa cho hàn lập hàn lập tiếp nhận ngọc giản đem thần thức đắm chìm vào trong đó yên lặng xem xét một chút. Một hồi lâu sau hắn mới rút thần thức ra, thần sắc bất động đem ngọc giản trả lại cho Tử Linh. Theo như lời ở đây thì chuyện linh trúc quả là có thật. Nhưng mà theo như thông tin mà nó có được thì vị trí của linh trúc quả ở rất xa ở bên trong trụy ma cốc, hơn nữa lại có chút hàm hồ không được rõ ràng lắm. Bằng vào những lời nói này thì cũng chưa chắc tìm được linh trúc quả, nhưng cũng không khẳng định là không có. Hàn Lập Nhân mặt cau mày có chút do dự nói, bởi vì vị quỷ linh môn trưởng lão kia sau khi xuất khiếu nguyên anh thì mới tìm ra được vị trí của linh trúc quả cho nên vị trí chính xác của nó có chút mập mờ không rõ nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường hơn nữa nó cũng có đề cập tới mới vị trí và địa phương đặc thù hẳn là không có vấn đề gì quá lớn tử linh giải thích nói dường như sợ là hàn lập có ý thối lui hàn lập đang trầm ngâm suy nghĩ những nội dung có trên ngọc giản hiển nhiên là đang xem xét nó như thế nào rồi cho dù tìm được linh quả này thì chúng ta cũng phải ở tại trong cốc mà luyện chế thành tạo hóa đan ăn ngay. Nếu không linh dược của linh quả sẽ giảm xuống không còn hiệu quả nữa. Còn về việc các loại tài liệu phụ trợ luyện đan, Tử Linh cô nương cũng đã chuẩn bị tốt chứ? Một lát sau, Hàn Lập ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi một câu. Tử Linh nghe vậy mừng rỡ, lúc này đè nén lại hưng phấn, trên mặt lưu quang tràn đầy màu sắc nói: "Phụ trợ tài liệu cho tạo hóa đan này cũng không khó tìm. Trong mấy năm thời gian này ta cũng đã chuẩn bị được mười mấy phần chỉ cần có linh trúc quả cùng với vận khí không quá xui xẻo thì việc luyện chế đan này không thành vấn đề xem ra vấn đề này không lớn lắm một khi chúng ta đi vào trụy ma cốc nơi này hung hiểm thập phần có lẽ không cần ta phải nói thêm sau khi vào cốc xong với năng lực của ta ta sẽ cố gắng bảo vệ cho cô nương nhưng nếu thực sự gặp phải chuyện bất chắc quá hiểm nguy mà ta không có khả năng chống đỡ được thì đạo hữu phải tự bảo vệ lấy mình sắc mắt của hàn lập trở nên nghiêm nghị và lạnh nhạt nói ra Việc này tự nhiên là như vậy, nếu như việc này thực sự xảy ra thì xem như thiếp thân phúc xuyên nông cạn, tuyệt không có chút gì oán trách Hàn huynh, hơn nữa với việc tự bảo vệ tính mạng thì thiếp thân cũng có vài phần tự tin. Tử Linh không chút do so dự nói, nét dịu dàng hiền dịu trên người không còn nữa mà hiện ra vài phần cương liệt. Hàn Lập ngẩn ra lập tức cảm thấy hài lòng với lời nói vừa rồi của Tử Linh, thần sắc hòa hoãn xuống. Việc người của Quỷ Linh môn làm thế nào mà vào cốc được? Ba vị đạo hữu có xem xét qua chưa? khi ta đến đây cũng có nghe nói một chút, chuyện quỷ linh môn phát cho trụy ma lệnh nhằm hạn chế số người vào cốc. Chuyện này có chút cổ quái, với tình hình lúc này mà nói, với cùng một lúc mà có mấy trăm tu sĩ hay là hơn một ngàn tu sĩ cùng tiến vào cốc xem ra cũng không có gì khác nhau. Có thể phương pháp nhập cốc cũng không có gì là hạn chế. Nếu không, một khối lệnh bài lại có giá tới mấy vạn linh thạch. Chuyện tốt như vậy, quỷ linh môn như thế nào lại bỏ qua chuyện kiếm tiền dễ như vậy? Hàn huynh quả nhiên không hề bình thường, suy đoán chính xác như vậy so ra cũng không sai biệt lắm. Trên mặt của tử linh hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi thản nhiên một cười rộ lên. Bởi vì tin tức này đã được tiết lộ ra bên ngoài ta cùng với Mai Ngưng muội muội cũng đã không phí tâm vào chuyện tìm ra phương pháp nhập gốc. Nhưng thông qua miệng của các tên đệ tử kia thì việc nhập cốc lần này phải mượn lực của các đệ tử của quỷ linh môn. Vì vậy phải hao phí một số linh thạch thì mới vào được. Cho nên số lượng người nhập cốc vì vậy mà giảm đi bớt. Bất kể là quỷ linh môn dùng biện pháp gì để nhập cốc, lần này Lạc phân Tông chúng ta cũng được phân cho ba cái trụy ma lệnh. Khi ta quay về Tông Môn thì có được một cái, vì vậy việc tiến vào bên ngoài của cốc không thành vấn đề nữa. Về phần bên trong cốc có chút khó khăn, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không dám nắm chắc là sẽ được bình yên vô sự. Nhưng mà ta có thể tin tưởng rằng phần lớn các tu sĩ sẽ chỉ tìm kiếm bảo vật ở bên ngoài mà thôi. Còn phần bên trong ta dám chắc có lẽ chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới dám đi vào, đương nhiên cũng sẽ có một số kết đan tu sĩ đi vào nhưng số lượng không nhiều lắm. Chuyện ở bên ngoài cốc thì tử linh đạo hữu sẽ gặp phải nguy hiểm không lớn lắm có thể một mình tự ứng phó được. Đợi đến lúc tiến vào bên trong, Hàn Lập ánh mắt chấp động rồi đột nhiên môi khẽ mấp máy nhưng lại yên lặng không nhúc nhích mà chỉ thi triển truyền âm thuật. Nữ tử họ Tống và Mai ngưng thấy vậy cũng không có gì bất mãn. Dù sao đây cũng là việc vô cùng hung hiểm, vì vậy khi làm việc cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mọi việc sẽ làm như Hàn Huynh phân phó đi. Tử Linh sau khi nghe xong có chút trần trừ rồi sau đó gật đầu đồng ý. Vậy thì Hàn Mỗ và Tử Linh Đạo Hiếu sẽ gặp lại sau ở trụy ma cốc. Tống Sư Điệt, còn việc nữa là ta nghe nói Trình Sư Huynh cũng đã đến đây. Người có biết người đang ở đâu hay không? Hàn Lập xoay ánh mắt nhìn tới nữ tử họ Tống hỏi thêm chuyện của lão giả tóc bạc. Việc này, Sư Điệt cũng không rõ. Trình Sư bá cùng với vài người bạn cũng có quan hệ tốt đi chung với nhau. Từ khi tới đây cũng chưa từng liên lạc với sư điệt nữ tử họ Tống, sau khi ngẩn ra liền vội vàng trả lời. Như vậy, xem ra Trình sư huynh nghĩ tới đại nạn sắp tới nên cũng đã nhập cốc rồi. Hàn Lập thì thào nói nhỏ một mình rồi trầm tư suy nghĩ việc gì đó. Nghe nói lần này tham gia vào việc tiến vào truy ma cốc còn có Mộ Lan pháp sĩ, việc này là thật hay giả vậy? Có tin tức gì về việc này hay không? Sau khi suy nghĩ một lát, Hàn Lập lại nhíu mày hỏi. Tin tức này cả ba người bọn ta đều nghe được nhưng thật sự cũng không biết việc này là thật hay giả nữa. Tử Linh dường như cảm thấy đau đầu về việc này nên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Hàn Lập sờ sờ cầm, rồi cũng không nói thêm lời nào. Nhưng một lúc sau, thân sắc của Hàn Lập chợt thay đổi rồi đột nhiên đứng dậy nói một cáo từ rồi liền rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba vị nữ tu, ngồi đối mặt nhìn nhau một hồi. Chuyện gì đã xảy ra, Hàn Huynh vì sao lại vội vàng đi nhanh như thế? Đôi mắt của Tử Linh sang lên, hiện ra vẻ nghi hoặc không biết có lẽ hàn tiền bối có chuyện gì đó quan trọng cần làm hai chân mày của mai ngưng nhíu lại lộ ra thất vọng vẻ trả lời nữ tử họ tống thì ra hướng cửa sổ có chút trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng lên giống như là hồn vía đi đâu rồi lúc này hàn lập đi tới một cái góc phố hẻo lánh ở bên đường cước bộ vội vàng và lộn xộn nhìn có chút không được bình tĩnh cho lắm nhưng thực tế trong đầu hắn đang cực kỳ ảo nào rồi lại nghe một tiếng quát lớn của một người nào đó hắc hắc, lão phu chỉ là thấy được nữ tử có tên gọi là tử linh thật là xinh đẹp thật là làm cho say đắm lòng người. Vì vậy tâm tư của ngươi có chút sao động cũng là bình thường thôi. Một thanh âm có vẻ già nua vang lên mà không cần xem Hàn Lập có muốn trả lời hay không. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi trước kia thi triển thất tình quyết đem hỉ nộ ái ố của chính mình cùng với đệ nhị nguyên anh của ta liên lạc với nhau rồi. Ngươi động tình rồi cũng không quan trọng, nó cũng không liên lụy gì đến ta, dù sao đệ nhị nguyên anh cùng với ta đồng dạng tâm thần tương liên hơn nữa tử linh nha đầu đó dung mạo bây giờ không phải là đặc biệt xuất chúng hay sao chứ ngươi làm thế nào mà nhìn ra hình dáng chân thật của nàng chứ ngươi còn nói năm xưa thiếp thân của ngươi như mây toàn bộ đều là thiên hạ tuyệt sắc nữ tu biểu hiện của ngươi dường như không chịu được như vậy những lời của ngươi trước kia sẽ là không gạt ta đó chứ hàn lập vẫn đang trong cơn tức giận lạnh lùng hỏi thăm Lúc trước lão phu thi triển thất tình quyết là nhằm đối phó với chủ nguyên thần của ngươi. Nhưng không ngờ được ngươi chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng mà lại có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên anh. Vì vậy ta không cách nào thắng lợi được cho nên mới bị thất bại như vậy. Mặc dù thất tình quyết không cách nào không chế được thần thức của tu sĩ nhưng lại có thể không chế được các loại hỉ nộ ái ố của con người. Có thể nói là làm cho đối thủ sống cũng không bằng chết. Về phần nữ tử nọ, mặc dù thi triển bí thuật che giấu đi dung nhan thật đi, nhưng làm sao có thể che giấu được thần thức của lão phu âm thanh của lão giả có chút không phục liền trả lời cho dù thất tình quyết của ngươi có lợi hại đi chăng nữa thì cũng uổng công thôi đệ nhị nguyên anh mặc dù có cảm ứng với ta nhưng mà đối với thất tình quyết chỉ là một chút trở ngại mà thôi thực ra mà nói thì ta tuyệt không thể nào nghĩ tới ngươi lại là đại diễn thần quân khai sáng và lập ra thiên trúc giáo năm đó mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay nếu không với thần thức cường đại như ngươi thật sự là khó tin hơn nữa nắm rõ đại diễn quyết như lòng bàn tay, thì ta căn bản không tin vào việc này. Nhưng ngay cả như vậy nếu như ngươi tái tùy tiện làm lộn xộn tâm tư của các nữ tu nhằm chia rẽ trái tim của ta thì cũng đừng trách ta sao lại khách khi với ngươi." Âm thanh của Hàn Lập lạnh như băng phát ra, "Hàn tiểu tử, ngươi không phải không biết, cho dù ta có được hạt châu do dẫn hồn mộc của ngươi chế thành, thì tinh hồn của ta nhiều lắm là qua tiếp hơn 10 năm cũng sẽ tan thành mây khói." nếu không phải ta chưa nghiên cứu hoàn thành mới chế ra được hơn phân nửa khôi lỗi. Ta ước gì sớm đi đầu thai chuyển thế sớm một chút. Là một khôi lỗi đã trải qua hơn ngàn năm không có chút cảm giác ta cũng đã không còn sống nữa. Nếu như ngươi mà sống hơn một ngàn năm nữ nhân nào cả. So với ta thì ngươi thấy thế nào? Lão giả lầm bầm vài tiếng, với kiểu dáng khinh thường. Hàn lập nghe xong đối phương nói như vậy, chỉ còn nước khẽ sờ cái mũi. Cảm thấy cực kỳ đau đầu, đối với chân thân của lão quái vật ẩn bên trong ống trúc này thật sự cực kỳ khó đối phó nếu như đối phương không đáp ứng đem ba tầng đại diễn quyết cuối cùng cho hắn biết cũng như nguyện ý đem mấy loại phương pháp luyện chế ra đại uy lực khôi lỗi truyền thụ cho hắn hắn đã sớm dùng các thủ đoạn khác nhau đem đối phương tiêu diệt rồi hơn thế nữa thần thức của đối phương lại vô cùng cường đại đến mức khó tin cho dù đối phương không phản kháng việc mình thi triển siêu hồn thuật nhưng một chút hiệu lực cũng không có được ngược lại nhiều khi còn bị đối phương thao túng thần thức của chính mình. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng sợ hãi cho nên không dám dùng đến thủ đoạn này. Đối mặt với đại diễn thần quân, một lão quái vật đã sống trên một ngàn năm mà nói Hàn Lập không có cách nào xuống tay được. chương 796, Ký Thần Thuật, lão quái vật, ngươi hiện giờ đang phụ thể tại khôi lỗi. Chẳng lẽ không nghĩ tới về sau sẽ đem nguyên thần ra khỏi khôi lỗi sao? Bằng vào tài trí của ngươi, để nghĩ ra thần thông này hẳn là không khó dù sao đại diễn quyết cũng đều là một tay người sáng tạo ra. Hàn lập trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói, người nghĩa rằng ta sử dụng ký thần thuật rất đơn giản sao. Năm đó ta tự phụ tài trí hơn người, trong thiên hạ không ai sánh bằng, cho nên phân tâm làm nhiều chuyện. Chẳng những tự nghĩ ra đại diễn quyết bí pháp có thể cường hóa thần thức, còn một tay sáng lập thiên trúc giáo, nghiên cứu khôi lỗi thuật sớm đã thất truyền ở thiên nam. Càng huống chi còn muốn kiêm tu công pháp, làm cho tu vi chính mình tiến dài đến nguyên anh hậu kỳ, tung hoành một phương vô địch thủ. Tung hoành một phương vô địch thủ, nghe lời này, hàn lập lộ ra vẻ mặt quái dị. Thế nào, cho rằng ta đang tự thổi phồng mình sao? Ta lúc ấy tu vi đại thành, bởi vì luôn tâm cao khí ngạo, khiêu chiến các tu sĩ nổi danh, mà không thích tuyên truyền chiến tích của mình ra ngoài. Cho nên lúc ấy giới tu sĩ biết tên của ta, chỉ có những tồn tại đứng đầu mà thôi. Địa phương khác không nói, lúc ấy có hai người được xem là thiên nam tránh ma lưỡng đạo đệ nhất tu sĩ, hai cái lão già này đều là bại tướng dưới tay ta, bị ta thu phục, thậm chí tự nguyện đem phía cực Tây tặng cho ta, làm nơi lập giáo, thế lực của bọn họ đều phải rút khỏi nơi đây. Nếu không, người tưởng rằng vùng sa mạc phía cực Tây này, không có thiên nam tu sĩ nào dòm ngó sao. Phải biết rằng nơi cực Tây, cho dù nghèo nàn cũng có hai quốc gia, đủ để an trí không ít đại tông môn. Đại diễn thần quân nói, thanh âm tràn vô cùng hãnh diện cực tây chi địa, là do người đánh lấy mà có. Hàn lập nghe đến đó, không nói gì, chẳng những như thế, ta còn bước hai cái lão gia hỏa này tự mình phát thể độc, trong vòng vạn năm, cả bọn đồ tử đồ tôn cũng không được tiến vùng cực tây. Lão giả lại trở nên có chút dương dương tự đắc, lấy thân phận bọn họ, mà lại có thể nghe lời như vậy. Hàn lập nhếch miệng, có chút không tin, nếu không nghe, ta sẽ đem đồ tử đồ tôn của bọn họ, giết sạch sẽ. Người chẳng lẽ cho là ta có lòng dạ đàn bà về phần nghĩ muốn dựa vào người đông thế mạnh vây công ta. Ta luyện chế hơn một ngàn khôi lỗi không phải chỉ để trưng bày cho đẹp. Bất quá tu sĩ tránh ma lưỡng đạo, đến bây giờ vẫn không có xâm phạm đến phía cực Tây. Điều này khiến ta có chút không ngờ tới. Chẳng lẽ tránh ma tu sĩ thật đúng vẫn nghe giáo huấn của tổ sư gia, vẫn tuân thủ cho tới ngày nay. Đại diễn thần quân cảm thấy có chút kỳ quái. Hàn lập im lặng, cái lão quái vật này không phải đang thổi phồng, chính là năm đó thực lực biến thái đến cực điểm đối phương sở hữu hơn ngàn khôi lỗi, cho dù đều là trúc cơ kỳ nhưng cũng đủ dọa chết người. Về phần tránh ma lưỡng đạo là vì lời thề năm đó giới hạn, không chiếm đoạt cực tây chi địa, hay là bởi cực tây chi địa đường xá xa xôi, tài nguyên nghèo nàn mà thật sự chẳng muốn quan tâm. Hàn Lập cũng chẳng muốn suy nghĩ việc này, điều đó và hắn cũng chẳng có quan hệ gì. Hàn Lập trong lòng đang nghĩ vậy, trong đầu lại truyền đến tiếng thở dài của lão giả, chờ ta hoàn thành hết thảy mọi thứ. Tự nhận là đang đứng tại đỉnh cao ở tu tiên giới, mới phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm chí mạng. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, nhưng vẫn đang dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù ta tư chất cùng tài trí kinh người thế nào, cũng chính là còn lại 200 năm thời gian mà thôi. Căn bản không cách nào làm cho ta từ Nguyên Anh hậu kỳ đột phá đến cảnh giới Hóa Thần kỳ. Nhưng nếu là ta ngay từ đầu không phân tâm vào khôi lỗi thuật rồi tự nghĩ ra công pháp, thì ta tin tưởng có thể tiến vào Hóa Thần kỳ cũng không phải là chuyện khó nếu không, ta sớm đã phi thăng linh giới, chứ không có chuyện bị nhốt trong khôi lỗi hơn vạn năm. Hôm nay chuẩn bị hồn phi phách tán, đại diễn thần quân thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút huệ hoài. Nghe đến đó, Hàn Lập khẽ nhếch miệng, hai tròng mắt trắng dã, thậm chí trong lòng còn có tia đố kỵ. Bình thường tu sĩ muốn kết đan, ngừng kết nguyên anh cũng đã cảm thấy muôn vàn khó khăn, mà tiến vào hóa thần kỳ đối với lão quái vật mà nói lại dường như không khó khăn lắm. Nếu lời này là thật thì người này đúng là một tồn tại nghịch thiên nói hắn là kỳ tài ngàn năm có một còn có chút xem nhẹ sau khi tự biết tiến vào hóa thần kỳ vô vọng ta vừa lại không cam lòng thúc thủ chờ chết tuy nói chỉ cần tinh hồn bất diệt người chết còn có thể đầu thai chuyển thế nhưng đối với lão phu mà nói cho dù là có thể có kiếp sau nhưng không có trí nhớ tình cảm kiếp này thì đó có còn là ta không căn bản là một người khác hoàn toàn xa lạ mà thôi tiếp theo nữa nói không chừng sẽ biến thành bình thường trong vô số người ngay cả linh căn cũng chưa chắc đã có cơ hội lần nữa trở thành tu tiên giả cũng vô cùng ít. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, còn lại 200 năm thời gian việc gì ta cũng không hỏi tới, bắt đầu khổ tâm sáng lập thuật trường xanh hoặc pháp thuật có thể bảo trì thần trí sau khi chuyển sinh. Kết quả thất bại không biết bao nhiêu lần, mới rốt cuộc lấy đại diễn quyết làm trụ cột mà sáng lập ra ký thần thuật. Loại bí thuật này chưa từng có ai biết đến đại diễn thần quân vừa nói, vừa lạnh lùng cười rộ lên. Chính là buông bỏ đại bộ phận tu vi, chỉ đem thần thức nhập vào trong khôi lỗi, trở thành hòa tử nhiên gần ngàn năm. Hàn Lập đột nhiên cười nhẹ chen vào, ngươi biết cái gì, thời gian lúc đó của ta không còn kịp, chỉ kịp đem ký thần thuật hoàn thành một nửa mà thôi, bị buộc bất đắc dĩ mà sử dụng, kết quả bây giờ biến thành bộ dạng này. Cuối cùng phải phụ thể vào trong khôi lỗi đặc chế, ta không nghĩ tới một thân tu vi cứ như thế mà tán đi, chỉ có những thần thông được sử dụng bằng thần thức là còn có thể miễn cưỡng dùng. Nhưng muốn cho nguyên thần xuất khiếu căn bản chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Mà gian mật thất nọ, bị ta sử dụng trận pháp cực kỳ lợi hại cùng hơn trăm đầu khôi lỗi thủ vệ, mà ta không có thân thể cũng như pháp lực nên thậm chí ngay cả việc mở ra cấm chế, biện pháp triệu hoán khôi lỗi cũng không có. Hơn nữa, bởi vì sợ cứu gia trả thù, nên gian mật thất kia ta chưa bao giờ nói qua cho người khác biết. Ngay cả những đệ tử có tu vi kết đan kỳ cũng không cách nào tìm tới đó. Kết quả chính là ta bị vây khốn trên vạn năm, nếu không phải ta là thân khôi lỗi, hơn nữa tại mất thất kia có không ít linh thạch thì ta đã sớm hôi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đại diễn thần quân trở nên lạnh như băng. Hàn lập nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng thần sắc lại hòa hoãn, tiếp tục hỏi, lão quái vật, người hôm nay sao lại nói nhiều thế? Trước kia mỗi lần ta hỏi ngươi chuyện năm đó, ngươi đều lẩn tránh, làm ra bộ dạng lười biếng. Lần này như thế nào lại nói ra hết như thế? Hừ, không nói với ngươi thì nói với ai? Ngươi một khi đã tu luyện đại diễn quyết, cũng tính là một nửa đệ tử của ta. Huống hồ, nếu không phải ngươi tiến và mật thất của thiên trúc giáo tìm được ta lúc ta đang hấp hối chỉ sợ ta sẽ lập tức hồn phi phách tán ký thần thuật dù sao không phải thuật trường sanh chính thức cho dù thân thể khôi lỗi ngàn năm không hỏng nhưng nguyên thần ta thời gian dài chưa từng tìm được nhục khu tư dưỡng cũng đến lúc như đèn sắp cạn dầu ta không ngờ rằng tiểu tử ngươi cũng rất cơ trí liếc mắt một cái cũng nhìn ra ta không giống với các khôi lỗi khác xuống tay với ta trước tiên thiếu chút nữa ta đã tuyệt mạng dưới tay ngươi lão đã nói tới đây phảng phất lại nổi giận. Ta xuống tay trước, nếu ngươi không dùng cái, kia thất tình quyết cướp chó kia đột nhiên tập kích ta. Thì cho dù ta cảm giác được khôi lỗi do ngươi biến thành có chút cổ quái, cũng sẽ không động thủ. Kết quả trong lúc không đề phòng, nguyên anh thứ hai cùng ngươi trở thành tình huống ném chuột sợ vỡ đồ. Cố nhiên ngươi có thể thông qua thất tình quyết, có thể làm nguyên anh thứ hai của ta cuồng tính đại phát, càng không thể vãn hồi. Nhưng ta cũng thông qua nguyên anh chủ thao túng nguyên anh thứ hai sử dụng đồng hóa thuật, Khiến cho tinh hồn ngươi cùng nguyên anh thứ hai đồng thời yên diệt. Hàn Lập không khách khí phản bác lại, "Ta sao có thể biết, tiểu quái vật ngươi tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện thành nguyên anh thứ hai? Phải biết rằng, ta lúc ấy trừ thần thức có thể dùng, một chút pháp lực đều không có, ra tay cũng chỉ là tự vệ mà thôi." Đại diễn thần quân không cho là mình sai, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng nói. "Lúc này đây," Hàn Lập tắt tiếng, không nghĩ hắn nói thế. "Tốt, việc này tạm không nói đến." ta không nghĩ tới chính là việc ngươi cư nhiên còn có dưỡng hồn mộc trí bảo. Có khả năng hỗ trợ ta, nếu không ta cũng nhiều lắm là một năm rưỡi liền biến mất khỏi thế gian này. Điều này coi như là hỏa phúc song hành, đại diễn thần quân dừng lại một chút, có chút tự diễu nói. Đem dưỡng hồn mộc cho ngươi mượn dùng, là bởi vì ngươi đáp ứng đem ba tầng sau của đại diễn quyết truyền thụ cho ta. Hơn nữa ta đối với khôi lỗi chế tạo pháp cũng rất hứng thú, dù sao gần vạn năm qua, Ngươi tại mật thất trừ thời gian dài hôn mê, thì chính là nghiên cứu khôi lỗi thuật. Ta một khi đã tu luyện đại diễn quyết của ngươi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua khôi lỗi thuật. Chính là hai chúng ta trong lúc đó đã làm một cuộc giao dịch. Hàn lập rứt khoát dừng cước bộ bình tĩnh nói: Ha ha, Hàn tiểu tử, ta hiện tại nhìn ngươi ngày càng thuận mắt. Lão phu năm đó cũng đồng dạng là một người khẩu thị tâm phi, xem gì cũng không vừa mắt. Nếu không phải ngươi tư chất quá kém, không cách nào tu luyện công pháp căn bản của lão phu ta thật muôn thu ngươi làm đệ tử, đem tuyệt học bình sinh truyền thụ cho ngươi. Thanh âm đại diễn thần quân tại trong đầu Hàn Lập biên cuồng cười nói. Chỉ là Hàn Mỗ bây giờ tu luyện vài loại công pháp, tâm đã có thừa mà lực không đủ. Ngươi cho dù cho ta công pháp hơn sở học bây giờ của ta gấp trăm lần, ta cũng không cải tu luyện lại. Nhưng thật ra về bí thuật của ngươi, Hàn Mỗ có chút hứng thú. Hàn Lập ngẩn người một lúc nói, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nhạt. Bí thuật, sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi bí thuật của lão phu đều là cùng một thân chủ tu công pháp có liên quan. Người không tu luyện công pháp của ta, bí thuật của lão phu, người cũng không có cách nào tu luyện. Lão giả lơ đánh nói, như vậy đi, ta có thể có được đại diễn quyết cùng khôi lỗi thuật hai thứ này, cũng rất hài lòng rồi. Không uổng công ta đi tới cực tây chi địa một chuyến. Bất quá, ta có chút không rõ, người vì sao không chính thức đem ba tầng sau của đại diễn quyết truyền thụ cho môn hạ đệ tử, mà lại chuẩn bị một quyển bí quyết giả, truyền xuống dưới chứ hàn lập mặc dù có chút thất vọng nhưng đối với việc này cũng có chút khó hiểu môn hạ đệ tử môn nhân đệ tử năm đó của ta cả trăm năm qua ngay cả một người cũng không có tiến giai nguyên anh kỳ không có một người có khả năng tiếp thu y bát của ta đại diễn quyết ba tầng sau khi lưu lại cho bọn hắn chỉ có thể cho bọn hắn rước lấy hoạt sát thân ngươi không phải là thiên trúc giáo đệ tử của ta cũng không tìm được phần sau chỉ có thể có được phần phía trước của đại diễn quyết xem ra ta thật có chút khả năng dự đoán chương 797, Thượng Cổ Ma Giới. Đại diễn quyết cũng không phải do ta chạy tới cực Tây để đoạt lấy, mà là có người tự động đưa đến cửa. Hàn lập ánh mắt khẽ chấp động, thản nhiên nói, yên tâm, thiên trúc giáo bây giờ cũng không phải nhất mạch đệ tử của ta cai quản. Cho dù thật sự là đoạt lấy, lão phu cũng không để ý. Đại diễn thần quân không để ý nói, chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, người nghĩ như thế nào cũng đều không sao. Bất quá, ta xin hỏi tiền bối một lần nữa. Ngươi thật sự không có cách nào phá giải phong hồn chú. Hàn lập có chút ngưng trọng hỏi, không phải không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hạn không có thời gian đến làm việc này. Nếu không, độc chú cho dù có thần diệu hơn nữa, sao có thể nào làm khó lão phu? Đại diễn thần quân khinh thường nói, Hàn lập mặc dù đoán trước nước câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng cực độ. Tốt, ngươi cũng không có cách giải chú, chuyện ma cốc này phải đi một chuyến rồi. Hàn lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói nhưng ngoài ý muốn đại diễn thần quân cũng không có tiếp lời mà lại yên lặng qua một lát thanh âm của lão mới lại vang lên hàn tiểu tử người đi trụy ma cốc cũng không là hành động sáng suốt lão phu năm đó chỉ vì đại hạn sắp tới nên cũng từng có chủ ý đi trụy ma cốc nhưng về sau do bởi sáng tạo ra ký thần thuật nên mới không đi nhưng đối với cốc này lão phu cũng biết qua một chút người thật tưởng rằng ngẫu nhiên một hai người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào cốc này sao trong cốc có thượng cổ cấm chế còn không nói đến khe hở không gian đáng sợ người chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nó hơn nữa khe hở còn có thể xuất hiện rất bất ngờ đại diễn thần quân nói đến đây thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại lời nói đột nhiên trầm xuống còn có chuyện gì nữa sao hàn lập trong lòng khẽ động liền hỏi ở trong khe hở không gian này ngẫu nhiên có thể trực tiếp thông với một thế giới khác từ đó có một số yêu ma quỷ quái đi ra khi đụng phải chúng nó Người tốt nhất tự cầu phúc đi, thông đến thế giới khác, lời này là có ý tứ gì? Trừ linh giới, âm tư chi giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn có thế giới khác? Hàn Lập Cả Kinh, lão phu năm đó đọc qua một quyển thượng cổ kỳ thư. Bên trong có nhắc tới một chút sự tình của các thế giới. Tiên giới không cần nói, căn bản sẽ không tương thông với nhân giới chúng ta. Còn linh giới cùng âm tư chi giới, một cái là thế giới cấp cao, đồng dạng cũng sẽ không có liên lạc cùng thế giới chúng ta. Cái kia, bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ, không có đại yêu quỷ tự nguyện khóa giới đi đến nhân giới chúng ta. Chỉ có cổ ma tại thượng cổ ma giới tương tự giống với nhân giới là thích đi đến nhân giới chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà một ít cổ ma lợi hại, nổi danh, có tên tuổi, cho dù chỉ là một ít phân thân, cũng vô cùng lợi hại. Phòng trừng bây giờ khẳng định ngươi không phải là đối thủ. Lão giả đột nhiên cao giọng nhưng thanh âm cũng trở lên băng lãnh. Cổ ma, là cái gì từ trước đến giờ chưa từng được nghe nói qua hàn lập vẻ mặt kinh ngạc không khỏi truy hỏi cổ ma là cái gì quả thực rất khó nói nhưng khẳng định không là nhân tộc cũng không phải yêu thú hình thái vô cùng đa dạng không hề giống nhau nghe nói ở thời kỳ thượng cổ thượng cổ ma giới từng mở ra thông đạo đến thế giới chúng ta cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cấp cao tàn phá bừa bãi nhân gian giới kết quả thượng cổ tu sĩ lúc bây giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số năm tháng dựa vào số lượng đông đảo cuối cùng đem những cổ ma xâm lăng nhất nhất tiêu diệt nhưng thượng cổ tu sĩ cũng tử thương vô số nguyên khí tổn thương trầm trọng không ít thượng cổ công pháp cùng linh thú vì vậy mà bị diệt tuyệt việc thượng cổ tu sĩ bị tụt dốc có liên quan rất lớn tới việc này đại diễn thần quân nghiêm giọng nói vén mở một ít thượng cổ bí sự mà hàn lập không biết thượng cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma hàn lập sắc mặt đại biến cổ ma có bao nhiêu lợi hại hắn tự không biết nhưng thượng cổ tu sĩ thần thông thế nào thông qua những gì chỉ rồi cổ bảo lưu lại hắn biết rất rõ. Nghe khẩu khí lão quái vật, cổ ma thần thông tựa hồ cao hơn cổ tu sĩ. Điều này lại làm cho Hàn Lập khiếp sợ vô cùng, không chỉ có như thế, mà tu sĩ ma đạo bây giờ cũng đang tu luyện một ít thượng cổ ma công, đó là đường lối tu luyện của cổ ma giới còn sót lại, lại được hậu nhân sáng tạo thêm. Bọn họ thông qua sáng tạo, bắt chước công pháp cổ ma tạo ra một ít thần thông thậm chí có người thông qua bí thuật mà có thể sáng tạo ra việc cách giới mượn một cổ ma chi khí khí phụ lên trên người làm cho thần thông chính mình đại trướng bất quá loại này ma công mặc dù lợi hại vô cùng nhưng nghe đồn tu luyện loại ma công này đến mức tận cùng khi phi thăng cũng không phải đến linh giới mà là sẽ đi thượng cổ ma giới trở thành một thành viên của cổ ma đương nhiên điều này chỉ là nghe đồn mà thôi chưa được người nào chứng thật qua nhưng không ít ma tu tham luyến sự lợi hại của thượng cổ ma công mạo hiểm tu luyện ma công này dù sao chuyện phi thăng tới thượng cổ ma giới cũng là chuyện của hóa thần kỳ chuyện xa xôi như thế bọn họ cũng không lo lắng đương nhiên khe hở không gian ở trụy ma cốc tỷ lệ mở ra thông đạo tới thế giới khác cũng không cao có khi các người bị lọt vào khe hở mấy ngày vẫn bình an vô sự chỉ là ta lo xa mà thôi lão giả nói tới đây lời nói cũng hòa hoãn lại hàn lập lại nghĩ đến trước kia từng gặp qua vài loại ma công khi sử dụng thì biến thân yêu hóa hoặc hiện lên vài huyễn ảnh cổ quái phía sau liền thở ra một hơi trong lòng cũng tin bảy tám phần nếu là thật có cổ ma thông qua khe hở không gian ở trụy ma cốc thiên nam tu tiên giới chúng ta chẳng phải đã sớm đại loạn nhưng nhiều như vậy năm qua chưa bao giờ nghe nói qua có cổ ma hay yêu vật hiện thân hàn lập sắc mặt trầm trọng khó hiểu hỏi ngươi biết cái gì khe hở không gian dù sao không phải thông đạo xuyên qua thế giới chính thức nên một số yêu ma quỷ quái có tới được cũng chỉ có thể là một ít hóa thân hoặc là yêu ma cấp bậc thấp mà thôi nhưng lại bởi vì tu vi bọn chúng không đủ không cách nào đối kháng với sự bài xích trong thiên địa của thế giới của chúng ta nên không thể ở lâu được tại nhân giới đến lúc đó không phải là tự bảo thì cũng theo khe hở cũ trốn về làm sao có thời giờ đi phá phách thiên nam các ngươi đại diễn thần quân cười lạnh vài tiếng rồi nói hóa ra chỉ có yêu ma cấp thấp mới có thể đến đây hơn nữa còn bị hạn chế thời gian vẻ mặt khẩn trương của hàn lập lại dịu xuống đồng thời nhớ tới mộ lan pháp sĩ dùng cổ đăng gọi về một đầu yêu cầm hình như cũng là cùng một loại như vậy. Hàn tiểu tử, người đừng cao hứng quá sớm, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng cổ ma yêu vật xuất hiện trong cốc, cho dù là cấp thấp cũng không hề yếu nhược. Về phần công pháp của cổ ma lại càng quỷ dị vô cùng. Cho dù tu vi tương đương, nhân tộc tu sĩ đối kháng cổ ma đồng dai cũng sẽ phải chết. Đại diễn thần quân nhắc nhở, Hàn lập cao mày, sớm tự đánh giá một chút, tiền bối nếu không vào trong cốc, sao có thể biết rõ nhưng việc này. Chắc không phải là ngụy ngôn chứ, Hàn lập thở ra một hơi, tỉnh táo hỏi: "Ta tuy không nhập cốc, nhưng mấy vị tu sĩ ta giao hảo năm đó, lại liên thủ tiến vào trụy ma cốc. Vận khí bọn họ không tốt, mới vừa vào cốc, lại vừa lúc chạm mặt một đầu cổ ma khóa giới mà đến. Kết quả sau đại chiến, chỉ có một người có thể làm cho phân thần chạy thoát, trốn đến chỗ lão phu. Mấy người đó cũng giống lão phu, bình sinh không muốn nổi tiếng, cho nên chuyện bọn họ vào cốc, thiên nam tu tiên giới không có mấy người biết đến. Được rồi, lão phu hôm nay nói quá nhiều, ngươi muốn đi trụy ma cốc tìm bảo vật, tự chiếu cố cho mình tốt đi. Đây là công pháp khẩu quyết tầng thứ 5 đại diễn quyết cùng hai loại phương pháp luyện chế, kết đan khôi lỗi. Đây là một phần thù lao ngày đó đã đáp ứng ngươi, ngươi nhận trước đi. Lời vừa dứt, từ sau lưng bay vụt ra một khối ngọc giản màu trắng, sau khi xoay một vòng rồi trực tiếp rơi xuống. Ta còn tưởng rằng, tiền bối sớm quên việc này. Hàn lập mặc dù đang tiêu hóa chuyện về cổ ma, thấy việc này, sắc mặt trở lên vui mừng liên khoát tay bắt lấy ngọc giản cũng đem tâm thần nhập vào trong đó xem xét tiếp theo lão phu phải dưỡng tinh thần tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi thuật nếu không có chuyện tình gì thì đừng làm phiền đến ta đại diễn thần quân nói xong câu cuối cùng thanh âm liền dừng lại không còn âm thanh truyền tới hàn lập xem xét kỹ ngọc giản rồi lại quay đầu nhìn ống trúc sau lưng một chút thần sắc âm tình bất định biết rõ lão quái vật còn giấu giếm cái gì không nói nhưng là cũng không có biện pháp mà vì động phúc thiên kỳ chính là ống trúc sau lưng. Ống trúc nhìn rất bình thường nhưng là một bảo vật không gian thật sự, hàng thật giá thật. Bên trong có không gian khác, khôi lỗi chân thân của đại diễn thần quân được giấu ở trong đó. Nếu không, Hàn Lập đã sớm thu vào trong túi chữ vật, chứ sao lại mang theo trên người. Sau một lúc lâu, Hàn Lập đem ngọc giản thu hồi, nhìn sang bốn phía, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, bắn thẳng đến ngoài thành. Lúc này sắc trời đã tối, Bầu trời toàn một mảnh đen kịt. Ở ngoài thành, phía trên một rừng cây, Hàn Lập dừng lại độn quang, hạ xuống mảnh rừng bên dưới. Cách đó không xa, ở dưới một gốc cây lớn có vật gì đó, Hàn Lập thần sắc không thay đổi tiêu sái đi đến. Đúng là một đầu người cực lớn tóc tai bù xù, nếu là người bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho vỡ mật. Nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện, kỳ thật là một người toàn thân chôn ở trong đất, chỉ chừa đầu lộ ra ngoài mà thôi. Mà người này một đầu tóc xanh quỷ dị, tán loạn che đi khuôn mặt. Khi Hàn Lập đến gần, người tóc dài lập tức cảm nhận được, đầu khẽ động, mục quang màu bích lục đầy âm sâm xả xuất. Nhưng sau khi thấy rõ là Hàn Lập, Hàn Quang lập tức thu lại, lộ ra ánh mắt nhu thuật. Hàn Lập mỉm cười, tiến lên vài bước, cảm thấy hứng thú liền đi vòng quanh đầu lâu nọ vài vòng. Không sai, đã bồi dưỡng ra thần thức đơn giản, xem ra tại trụy ma cốc có thể phát huy công dụng. Hàn Lập thì thào nói nhỏ vài câu, bộ dáng có chút vui mừng. Sau đó, Hàn lập thiết hạ cấm chế trong vòng phụ cận, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không có lập tức nhắm mắt nhập định, mà là từ trong túi chữ vật móc ra một khối lệnh bài màu vàng cầm xem trong chốc lát. Nhìn trên mặt lệnh bài này có khắc nổi ba chữ thiên cực môn, hai mắt hàn lập nheo lại, một đôi con người phát ra tinh quang lập lòe trong bóng đêm. chương 798, Trần Sảo Thiên, ở trong rừng cây một đêm, ngày hôm sau hàn lập đã đem thiên tuyệt ma thi thu hồi rồi tiến thẳng đến vạn linh sơn. Hôm qua, trước khi tìm được đám người Tử Linh hắn vẫn chưa phát hiện thấy bóng dáng đệ tử Thiên Cực Môn trong thành nên cho dù trong tay vẫn cầm lệnh bài do Thiên Cực Môn trưởng lão tặng cho nhưng nhất thời vẫn không cách nào dùng được. Còn chưa nói tới việc tìm được Nam Lũng Hầu, xem tình trạng hiện giờ thì không phải chỉ tu sĩ Thiên Cực Môn mà người của các tông môn khác cũng chưa đến nơi này. Hàn Lập đối với việc này cũng không gấp, hắn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn tìm một chỗ tạm thời an trí để thuận tiện luyện chế một số khôi lỗi cấp bậc kết đan kỳ. Trong tay có lưỡng nghi hoàn nên cho dù mình không đi tìm, Phỏng Trừng Nam lũng hầu cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Đến giờ Hàn Lập cũng dần dần minh bạch, Bắc Cực Hoang Nguyên mà đối phương nói tới khẳng định không phải là lối vào cốc. Hơn phân nửa là thông đạo bên trong cốc, nếu không quỷ linh môn dù có bản lãnh thông thiên cũng không có cách nào khiến cho hơn trăm tên tu sĩ đồng thời tránh được Bắc Cực Viễn Quang mà vào cốc. Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên hóa thành một đạo thanh hồng trầm ổn đi tới. Lấy độn tốc của Hàn Lập thì chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng, đã độn ra hơn 10 dặm. Lấy độn tốc bây giờ thì muốn phi độn đến khu vực phụ cận Vạn Linh Sơn cũng chỉ mất non nửa ngày mà thôi. Sớm đã nghe nói tới mấy khu vực phường thị ở phụ cận Vạn Linh Sơn nên trước khi khai mở một động phủ tạm thời, Hàn Lập muốn tới nơi này mua một ít tài liệu luyện chế khôi lỗi. Trong đổ chiến tại cuộc chiến biên giới lần trước và việc dùng truyền thừa cổ đang trao đổi với mộ lan nhân, Hiện nay những tài liệu chân quý mà Hàn Lập sở hữu cơ hồ có thể sánh với toàn bộ gia sản của một tông môn trung bình. Số tài liệu này có giá trị tới gần ngàn vạn linh thạch, đủ để cho Hàn Lập luyện chế ra một số lượng lớn khôi lỗi cấp cao đến mức dọa người. Cho nên hắn đi phường thị để mua tài liệu nhưng lại là một số tài liệu phổ thông dùng để luyện chế khôi lỗi. Về phần hắn thầm muốn luyện chế lại khôi lỗi thời thượng cổ cấp bậc Nguyên Anh thì mặc dù tại cực Tây trong thiên trúc giáo hắn cũng tìm được hai ba loại tài liệu khiếm khuyết nhưng còn chưa đầy đủ hết còn có một loại tài liệu gọi là huyết phượng mộc vẫn chưa thu thập được. Đây là một loại tài liệu luyện khí đỉnh bậc hiếm thấy, mặc dù không khó kiếm tới mức giống như canh tinh nhưng cũng vô cùng khó kiếm, đều là những vật vô giá. Đến khi nào có thể thu thập được thì cũng chỉ có thể trông vào vận khí. Cũng may Hàn Lập sớm đã phân phó đệ tử Lạc Vân Tông lưu ý việc này. Một khi có tin tức về loại tài liệu này thì nhất định phải kịp thời lấy được hoặc nhanh chóng thông chi cho hắn, lấy được vật ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn bất quá trước khi tiến vào trụy ma cốc thì căn bản là không có cách nào có được. Đột nhiên thần sắc hàn lập khẽ động, tốc độ độn quang bỗng nhiên chỉ hoãn một chút. Bởi vì phía trước cách đó không xa đang có linh khí dao động, quang hoa chấp động không ngừng. Khẳng định là đang có tu sĩ đấu pháp kịch liệt, hàn lập khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý tới. Cục diện bây giờ long xà hỗn tạp lại không có người nào chủ trì đại cục. Chỉ cần oan ra ngõ hẹp đụng đầu nhau là đánh nhau một hồi cũng là chuyện rất bình thường lấy tu vi hàn lập chỉ trong chớp mắt đã đến gần bọn họ trong vòng trăm trượng đám tu sĩ này không hề hay biết vẫn điên cuồng đánh nhau sống chết bốn nam một nữ chia làm hai phe đối địch hàn lập khẽ đảo mắt qua một cái nhìn ra bọn họ đều có tu vi kết đan kỳ hơn nữa phần lớn là kết đan trung kỳ bất quá song phương tựa hồ kết đoán không nhỏ chẳng những pháp bảo bay múa đầy trời mà các loại phù bảo trong tay bắn ra càng lúc càng bạo liệt không ngưng nghỉ nhưng một phương trong đó gồm hai nam một nữ đang bị hai gã tu sĩ đối phương ép xuống hạ phong. Bất quá không phải là do tu sĩ đối phương pháp lực cao thân hơn mà là hai gã tu sĩ một cao một lùn này đang khô xử mấy trăm con cự đại phi Nga. Đem hai nam một nữ bao vây ở giữa, số cự đại phi Nga này to nhỏ cỡ bàn tay hai cánh chấp động không ngừng, miệng phun độc phấn năm màu, nghênh đầu phóng đến ba người đối diện phải dùng hơn phân nửa tinh lực để thi pháp bảo hộ thân mình hơn nữa bị hai gã nam tu này dùng pháp bảo giáp công nên ba người nam nữ tu sĩ này không thể ứng phó kịp tự nhiên là không địch lại bất quá hàn lập cũng nhìn ra ba nam nữ tu sĩ này mặc dù ở vào thế hạ phong nhưng nếu muốn chính thức phân ra thắng bại thì cũng không phải nhất thời nửa khác có thể làm được hơn nữa lấy tu vi của những người này mà nói thì trừ độc nga cùng hai pháp bảo cửa bút và quyển sách màu vàng làm cho hàn lập cảm thấy có chút hứng thú ra thì các tu sĩ khác tự nhiên không lọt vào pháp nhãn của hàn lập mặc dù không biết đám tu sĩ này ở môn phái nào nhưng hàn lập cũng không muốn quản đến chuyện người khác vừa định quay đi thì ánh mắt khẽ liếc thấy ở trên cổ tay nho sinh kia có tiêu ký là một chiếc lá màu vàng hoàng phong cốc hàn lập giật mình ngẩn ra tình huống này có chút ngoài ý muốn tiếp theo ánh mắt quét qua trên mặt nho sinh kia một chút Thần sắc khẽ thay đổi. Nhưng một chút trì hoãn này đã khiến cho hai tu sĩ đang chiếm thượng phong rốt cục đã phát hiện ra độn quang của hàn lập trong vòng trăm trường. Hai gã tu sĩ đang khô sử độc Nga cả kinh vội vàng dùng thần thức quét tới. Kết quả sắc mặt cả hai đồng thời đại biến. Không biết là vì tiền bối nào giá lâm nơi này. Vãn bối là đệ tử ngự linh tông tham bái tiền bối. Hai gã tu sĩ chiều cao bất đồng nọ vội vàng thu lại pháp bảo chỉ để lại đám độc nga tiếp tục dây dưa cùng ba nam nữ tu sĩ nọ còn bản thân mình thì phi độn đến một bên xa xa nhìn hàn lập ôm quyền thi lễ ngự linh tông hai ngươi là ma tông tu sĩ vừa nghe lời ấy hàn lập dứt khoát bay tới phía trên đầu bọn họ sau khi dừng lại độn quang liền lộ ra thân hình người là lạc vân tông hàn tiền bối tu sĩ cao trong đó sau khi thấy rõ hình bóng người hàn lập thì lập tức thất thanh kêu lên ngươi nhận biết ta hàn lập nhìn người này liếc mắt một cái nhàn nhạt hỏi Vãn bối từng tham gia vào cuộc chiến biên giới nên từng gặp qua và chứng kiến hàn tiền bối đại triển thần thông tên tu sĩ ngự linh tông kia trong lòng vô cùng bất an nhưng biểu hiện lại càng thêm cung kính, trả lời. Các ngươi nhận biết ta cũng tốt, ta mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện của vãn bối các ngươi nhưng là ta cùng Hoàng Phong Cốc có chút quen biết cũ. Các ngươi đem linh trùng này thu lại đi, tranh đấu hôm này dừng ở đây được rồi hàn lập cũng không khách khí, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói thẳng vào vấn đề. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, hai người này liếc nhìn nhau một cái, không khỏi trần trừ. Sao vậy, hai vị đạo hữu cảm thấy có khó khăn gì sao? Hàn lập sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút bất thiện. Nếu là tiền bối phân phó thì vãn bối tất nhiên phải tuân mệnh tu sĩ vóc dáng cao to cũng cơ chí, vừa thấy hàn lập có chút mất hứng thì tim khẽ nhói lên một cái, đập thình thịch. Hắn thầm kêu mình hồ đồ, nếu vị tiền bối này nhúng tay vào việc này thì bọn họ còn dám trần chờ sao, nên hắn lập tức đáp ứng. Tiếp theo hắn liếc nhìn qua tu sĩ khác, Hai người trên tay vội vàng bắt quyết đánh ra từng đạo pháp quyết đồng thời tế ra hai cái túi linh thú giữa không trung. Nhất thời đám độc nga đang dây dưa không ngớt với ba nam nữ tu sĩ lập tức hướng không trung bay đi rồi như ong vỡ tổ tiến vào trong túi linh thú. Ba nam nữ tu sĩ tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấy Hàn Lập. Vốn vừa mới bị độc phấn của độc nga công kích nên không nghe rõ Hàn Lập cùng đối thủ nói chuyện gì nhưng bây giờ lại thoát vây một cách kỳ diệu thì tự nhiên là biết rằng chuyện này cùng với Hàn Lập liên quan. Ba người này trong lòng mừng rỡ Liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng hướng Hàn Lập bay tới. Nhưng vào lúc này hai gã ma tu Ngự Linh Tông không biết là do sợ hãi Hàn Lập hay là không muốn cùng ba gã nam nữ tu sĩ nọ ở cùng một chỗ nên cẩn thận nhìn Hàn Lập nói: "Không biết tiền bối còn có chuyện gì phân phó Vãn Bối nữa không?" Vãn Bối nhất định tận tâm làm, không có gì nữa, hai người có thể rời đi. Hàn Lập tựa hồ đoán được tâm tư hai người nên khoát tay ra hiệu, lạnh nhạt nói: "Vậy thì Vãn Bối trước hết cáo từ." hai người này vừa nghe nói thế như được đại xá vội nhìn hàn lập thi lễ rồi lập tức hóa thành lưỡng đạo lục quang hướng phía xa xa phá không bay đi. Mà lúc này ba người nho sinh cẩm bào mới bay qua đây. Nhìn thấy ngự linh tông tu sĩ thoát đi, ba người tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó nho sinh độ tuổi trung niên cầm đầu mấy người tiến lên thi lễ, vẻ mặt kính cẩn nói. Đa tả tiền bối xuất thủ tương cứu, huynh muội ba người vãn bối cảm kích vô cùng. Không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì, nho sinh này vừa thấy Hàn Lập tuổi còn trẻ như thế thì trong lòng rất kinh ngạc rồi lại cảm giác khuôn mặt Hàn Lập có chút quen thuộc. Phảng phất đã gặp qua ở nơi nào, ngươi là tu sĩ Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập cũng không có trả lời đối phương, mặt không chút đổi sắc liền hỏi ngược lại. Vãn bối là Hoàng Phong Cốc Trần Sảo Thiên, đây là hai huynh muội kết nghĩa, bọn họ là đệ tử hóa đao ổ, dám hỏi tiền bối có quen biết cùng lệnh hồ tổ sư. Nho sinh này cẩn thận nói, hắn thấy Hàn Lập cũng không phải là cao nhân lục phái nhưng lại ra tay tương trợ nên tự nhiên nghĩ vị Nguyên Anh kỳ tiền bối này sợ rằng là cùng lệnh hồ lão tổ có giao tình. Trần Sảo Thiên, ngươi là người của Trần Thị gia tộc, Hàn Lập trên mặt hiện lên thần sắc khác thường, tiền bối cũng biết gia tộc vãn bối. Nho sinh này cảm thấy kinh ngạc, Hàn Lập trầm mặc một lần nữa đánh giá nho sinh này vài lần khiến cho ba người đối diện có chút lo sợ bất an. Trần Thị gia tộc là một trong tam đại tu tiên gia tộc phụ thuộc Hoàng Phong Cốc ta như thế nào lại không biết ngươi cùng trần xảo thiến có quan hệ gì hàn lập nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi hỏi tiền bối biết ra muội nho sinh ngẩn ngơ giật mình nói trần xảo thiến là muội muội của ngươi hàn lập mặc dù đoán được vài phần nhưng khi nghe đối phương nói như thế thì vẫn lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà nho sinh trước mặt lại càng không nghĩ ra không biết vị cao nhân trước mắt cùng muội muội mình có quan hệ như thế nào trần xảo thiến vẫn tốt chứ hàn lập thần sắc bất định hơn nửa ngày rồi chậm rãi hỏi gia muội cũng không phải là kết đan tu sĩ, từ hơn trăm năm trước gặp phải một hồi quái bệnh đã qua đời rồi. Trần Sảo Thiên mặt mang vẻ cổ quái trả lời, qua đời, Hàn Lập nghe vậy, chợt thấp giọng thì thào một câu. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Trần Sảo Thiến xinh đẹp như hoa, cũng nhớ tới chàng cảnh nữ nhân này lần cuối cùng cùng mình Du Sơn đã thổ lộ tiếng lòng. Người không khỏi có chút giật mình, có chút si ngốc. Tiền bối nhận biết tiểu muội Trần Sảo Thiên thấy ánh mắt Hàn Lập có chút quái dị như thế thì một hồi lâu sau không nhịn được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là nhận biết, năm đó gặp mặt lệnh muội lần cuối cùng thì chỉ nghe nàng nói nàng phải lập gia đình. Chỉ là sau đó mà đạo xâm lấn, không biết hôn kỳ của nàng có được cử hành hay không. Hàn Lập đem bi ai trong lòng miễn cưỡng đè nén, bình tĩnh nói, chương 799, khôi lỗi cấp bậc kết đan kỳ. Tiểu muội năm đó cũng chưa gả cho người ta, lúc ấy gia tộc muốn cùng trần gia chúng ta làm đám hỏi thì đột nhiên lại ngả theo phe ma đạo trần gia chúng ta tự nhiên không có khả năng để trần xảo thiến gả cho họ sau đó gia muội trở nên trầm mặc ít nói đối với nam nhân cũng không quan tâm và vẫn độc thân đến cuối đời trần xảo thiên trần chờ một chút rồi đem chuyện trần xảo thiến năm đó nói cho cao nhân trước mắt hiện tại hắn nhìn hàn lập thấy dung nhan trẻ trung của hắn thì rốt cục nhớ tới một sự tình được đồn thổi trong tông môn thần sắc không khỏi có chút khác thường không lập gia đình Hàn Lập trong mắt hiện lên ra một tia dị sắc, theo sau nhìn bầu trời không nói câu nào. Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn Trần Sảo Thiên đạm giọng nói, ta là ai, nhìn thần sắc người tựa hồ cũng đã đoán ra. Ta sẽ không nói thêm điều gì, nơi này bây giờ tránh ma tề tụ, các ngươi nếu là vì chi bảo trong trụy ma cốc mà đến thì tốt nhất tự bảo trọng đi. Hàn Lập nói xong lời này không để ý tới ba người nữa, Linh Quang quanh thân chợt lóe hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi, ba người nho sinh ngay cả lời chào cũng không kịp nói ra, hàn lập trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng ba người nam nữ tu sĩ đứng tại chỗ có chút xứng sờ đại ca vị tiền này bối rốt cuộc có lai lịch thế nào chẳng lẽ cùng trần gia các ngươi có quan hệ sâu xa gì nữ tu kia sau khi có phản ứng trở lại thì không nhịn được lập tức hỏi sâu xa ư trần gia chúng ta nào có tư cách cùng người này có quan hệ gì nếu ta đoán không sai thì tục danh vị tiền bối này hẳn các ngươi cũng có thể biết đến một chút ngày xưa xuất thân từ hoàng phong cốc chúng ta ngày nay lại từng từ trong tay mộ lan thần sư toàn vẹn thoát đi, tại biên giới đại chiến đại phá mộ lan thánh cầm, sau đó lại chảm sát tấn quốc ma tu trưởng lão. Người nọ, hóa đào ổ các ngươi cũng không xa lạ gì. Vừa mới nghe vị tiền bối này nói thì tựa hồ cùng thất muội đã qua đời của ta có chút quan hệ, việc này có chút kỳ quái. Trần Sảo Thiên nhìn phương hướng hàn lập biến mất, có chút mê man nói. Cái gì, đây chính là người trong lời đồn ư, quả nhiên là bộ dáng trông còn rất còn trẻ. Nghe nói về bối phận ban đầu, người này ngày xưa cũng là đồng môn trong lục phái. Bây giờ lại có thần thông như thế, thật sự là chuyện khó tin nữ tu nọ tựa hồ đối với sự tình của Hàn Lập biết không ít, sau khi thất kinh thì thất thanh nói. Không sai, người này ngày xưa nhập môn vào Hoàng Phong Cốc chúng ta, thì ta mới vừa chúc cơ thành công. Sau đó người này lại cùng đám người đại ca, thất muội đồng loạt tham gia huyết sắc thí luyện, từ đó về sau tiến bộ không ngừng. Bây giờ dĩ nhiên địa vị cũng chỉ thấp hơn thiên nam tam đại tu sĩ, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Trần Sảo Thiên khẽ thở dài một hơi nói, ta nghe nói, lệnh hồ sư bá của quý cốc từng muốn khuyên người này quay về Hoàng Phong Cốc nhưng người này tựa hồ không muốn trở về. Thật có chuyện này ư, một vị nam tu mặc lam bào khác tò mò, cũng mở miệng hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm nhưng liệu có thể có việc này sao? Trần Sảo Thiên Trần chờ một chút rồi mới hàm hồ mà nói, tựa hồ cho dù đối mặt với hai huynh muội kết nghĩa hắn cũng không nguyện nói thêm về việc này. Cũng may hai vị nam nữ tu sĩ này cũng không có hỏi tiếp, nam tu áo lam thì chuyển giọng nói, "Lúc này đây cũng xem như chúng ta gặp may mắn. Thứ nhất là đại ca vừa mới vừa luyện chế được Kim Thư Ngân Bút Pháp bảo có thể dùng để ngăn trở đại bộ phận độc phấn của độc nga. Thứ hai là có vị Hàn Tiền Bối này can thiệp nên cuối cùng chúng ta mới không có nguy hiểm gì mà vượt qua kiếp nạn này." Nói vậy nhưng chỉ cần chờ đại ca đem Kim Thư luyện hóa hoàn toàn thành công thì ta cũng không e ngại Vân thị huynh đệ nọ, đúng vậy. Ta trước kia cũng biết Trần Thị gia tộc có kim thư ngân bút tổ truyền pháp khí, nhưng không nghĩ tới lại thật sự có phương pháp luyện chế pháp bảo đồng dạng. Đại ca trước kia chỉ dùng một cái phi kiếm mà thôi. Nữ tu cũng cảm thấy hứng thú mà nói, Trần gia đệ tử chúng ta sử dụng kim thư ngân bút pháp khí, kỳ thật chỉ là ứng chiếu theo bộ pháp bảo này mà phỏng chế thôi. Phi huynh mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ tới việc luyện chế thử pháp bảo này nhưng vẫn không có cách nào kiếm đủ tài liệu. Cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một thanh phi kiếm để sử dụng cũng may sau mấy năm tích cóp cuối cùng đã đem pháp bảo này luyện chế xong. Hy vọng tại trụy ma cốc có thể phát huy công dụng. Trần Sảo Thiên sau khi cười cười thoáng giải thích một hai câu. Nhưng theo sau nghiêm sắc mặt, nói tiếp, được rồi. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta sau này nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo như lời hàn tiền bối vừa nói, những người dám để tâm dòm ngó trụy ma cốc thì đều không phải nhân vật tầm thường. Ba người chúng ta nên cẩn thận là trên hết, tốt nhất là tìm được sư huynh đệ lục phái khác. Kết bạn cùng nhau là tốt nhất, đại ca nói rất có lý, được, cứ theo lời đại ca mà làm, đôi nam nữ tu sĩ nọ liên tục gật đầu, vì vậy ba người không ở lại đây thêm mà cũng hóa thành ba đạo trường hồng bay đi. Ở rất xa, trái tim Hàn Lập sau khi giấy lên một hồi xúc động thì cuối cùng đem nỗi niềm thương nhớ đối với Trần Sảo Thiến tạm thời đè nén xuống, vùi sâu tận đáy lòng, sau đó, hắn điều chỉnh tinh thần trở nên phấn chấn rồi tiếp tục đi tới, mấy canh giờ sau. Hắn mơ hồ nhìn thấy Vạn Linh Sơn, trong mắt hắn đã hiện lên cảnh sắc bên ngoài sơn mạch, nơi đây trướng khí cực kỳ mỏng manh, cây cối xanh tươi cùng sơn lĩnh cao vút, tất cả đều có thể lờ mờ thấy được, sơn lĩnh này không thể nói là hùng vĩ nhưng một chứ lớn đủ để khái quát tất cả, trong tầm mắt nhìn chỉ thấy một dài hắc tuyến chạy dài ngút tầm mắt, không thấy điểm cuối, Hàn Lập giảm độn tốc xuống, hướng về phía khu vực phụ cận xem xét một chút. Khu vực phụ cận vẫn im ắng, chưa thấy có bóng dáng tu sĩ khác, nhưng Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, sau khi bay thêm một đoạn nữa thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, Nhất thời thần thức cường đại có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bắt đầu bao phủ phạm vi phương viên hơn trăm dặm nhanh chóng tìm kiếm. Một lát sau, mí mắt Hàn Lập khẽ động rồi nhanh chóng mở mắt ra, sắc mặt hắn không chút thay đổi, thúc đẩy độn quang. Một đạo thanh hồng nghiêng nghiêng phá không bay đi hướng một mục tiêu phía trước, sau thời gian độ gần một chén trà nhỏ, đạo thanh hồng đã bay tới phía trên một tiểu sơn. Ở nơi đây đang có hai gã tu sĩ một già một trẻ, mặt đối mặt khoanh chân ngồi nói chuyện với nhau. Thanh hồng chói mắt chợt lóe lên hiện ra trên đỉnh đầu hai người, quang hoa vừa thu lại, thân ảnh Hàn Lập trực tiếp hiện ra giữa không trung, hai người này tự nhiên bị hù dọa giật mình, vội vàng nhảy dựng lên. Lão giả vẫn còn có thể bảo trì trấn định, nhưng tên thiếu niên kia thì vẻ mặt đầy kinh hoàng, hai mắt Hàn Lập đảo qua hai người này một cái, thấy hai người này tu vi thật sự không cao. Lão giả là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thiếu niên thì chỉ ở tầng 5 tầng 6 luyện khí kỳ thật không biết tu vi thấp như thế lại chạy đến vạn linh sơn này làm gì, lúc này lão giả đồng dạng cũng dùng thần thức đảo qua người Hàn Lập. Lấy tu vi hắn tự nhiên là không cách nào nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập nên trong lòng hoảng sợ, vội vàng muốn tiến lên dùng đại lễ tham bái. Nhưng lúc đó trên không trung cũng đã truyền đến thanh âm Hàn Lập lạnh lùng nói, không cần kinh hoàng. Để tới phường thị gần nhất thì đi theo hướng nào, chỉ cho ta một chút thanh âm Hàn Lập không một tia cảm tình, ngữ khí tràn ngập vẻ áp bức, hướng phía tây hơn 400 dặm có một phường thị mới mở. Tiền bối đi thêm một chút là thấy lão giả nghe vậy trong lòng cũng chấn định, mặt hiện lên vẻ cung kính vội vàng nói, hơn 400 dặm. Ta biết rồi, theo sau lời nói, thanh quang chấp động. Hàn lập đã biến mất không thấy bóng dáng, lão giả cả kinh vội vàng nhìn lại nhưng lại phát hiện một đạo thanh hồng sớm đã ở ngoài trăm trược, Hơn nữa sau khi chợt hiện lên vài cái thì đã hóa thành một quang điểm biến mất không thấy đâu, lão giả này cùng thiếu niên kia cả kinh đồng thời trợn mắt há mồm hơn 400 dặm về phía tây đích xác có một tòa nhà vô cùng đơn sơ, dùng hóa thạch thuật tạm thời xây dựng nên một cái tiểu phường thị, tu sĩ bên trong rất ít, không có mấy người, hàn lập đối với việc này không thèm để ý. Tại một số cửa hàng bán tài liệu, sau khi hắn mua một khối lượng lớn tài liệu cần thiết thì lập tức đi ra, bay thẳng về phía sơn mạch, sau khi hắn xâm nhập vào sơn mạch hơn 10 dặm, mắt thấy trường khí trong núi bắt đầu dày hơn nhiều. Hàn lập tùy ý tìm một tiểu sơn rồi hạ xuống, Việc khai mở một động phủ tạm thời đối với Hàn Lập đã sớm là một việc đơn giản, hơn 10 khẩu phi kiếm đều xuất động, một khắc sau một một động phủ loại nhỏ có chút đơn sơ đã xuất hiện trong lòng Tiểu Sơn, sau khi hoành thành bèn xem lại động phủ này một chút, Hàn Lập hài lòng gật đầu. Lúc này tại phía ngoài động phủ bố trí hai pháp trận che mắt đơn giản rồi tiến vào trong động phủ, trước tiên hắn thả ngân nguyệt ra, để nàng ở trong động phủ tự tu luyện rồi lại đem thiên tuyệt ma thi thả ra, để nó tiếp tục nhập thổ trong một gian mật thất âm u, sau đó Hàn Lập mới mang theo đại lượng tài liệu, tiến vào mật thất trong động phủ, trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống rồi đảo tay lấy ra tấm ngọc giản mà Đại Diễn Thần Quân đưa cho hắn, bắt đầu tự nghiên cứu hai loại phương pháp luyện chế kết đan khôi lỗi bên trong, hai loại khôi lỗi này cùng với việc luyện chế. Cự viên khôi lỗi cấp bậc trúc cơ kỳ đem ra so sánh thì có sự bất đồng thật lớn. Hai loại khôi lỗi này chỗ ưu khuyết phi thường rõ ràng, hiển nhiên là làm cho người ta tự động lựa chọn tiến hành luyện chế. Một loại là khôi lỗi hình thái cự quy Da dày thịt béo, cho dù bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích cũng có thể chống đỡ được năm ba đòn. Bên cạnh đó, trong miệng có thể phun ra lôi hỏa cầu, uy lực có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ kết đan trung kỳ. Khuyết điểm duy nhất là hình thể vụng về, di chuyển chậm chạp, một khi bị tu sĩ cận thân công kích thì lập tức biến thành bia ngắm không hề có sức phản kháng, một loại khác là hổ yêu hình thái khôi lỗi thì lại trái ngược. Loại khôi lỗi này không thể công kích từ xa, hơn nữa lực phòng ngự cũng chỉ ở mức trung bình nhưng lại rất nhanh nhẹn hành động giống như gió. Một đôi hổ chảo có thể phóng ra chảo mang lớn đến nửa thước, chảo mang trong suốt có thể dễ dàng xé rách vòng bảo hộ của tu sĩ kết đan bình thường. Đây hoàn toàn là hình thái khôi lỗi cận chiến, Hàn Lập sau khi xem rõ ràng đặc điểm của hai loại khôi lỗi này thì không chút nghĩ ngợi chuẩn bị luyện chế cả hai loại mỗi thứ một ít. Theo đó mới có thể dễ dàng ứng phó với tình huống phức tạp trong trụy ma cốc, trong lòng chủ ý đã định, Hàn Lập đem tâm thần tiến vào trong ngọc giản, đem toàn bộ tâm tư đặt trên phương pháp luyện chế, suốt ba ngày ba đêm trong mật thất, Hàn Lập không chút đổi sắc, đả tọa dưới đất, thân hình không nhúc nhích, nhưng vừa sang đến ngày thứ tư thì thần sắc Hàn Lập khẽ động, hắn khẽ liếm môi, đem thần thức từ ngọc giản rút ra. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bàn tay khẽ đảo, bạch quang hiện lên rồi tấm ngọc giản biến mất. Sau đó hắn lấy túi chữ vật bên hông ra, hướng lên không trung ném đi, nhất thời từ trên không trung phun ra luồng ánh sáng màu trắng mờ, tiếp theo vô số tài liệu luyện khí từ trong đó bay ra các loại gỗ chân quý, thiết tinh thường thấy, tinh thạch các màu, ngọc hạp lớn nhỏ, một lát sau, mấy thứ này đã chất đống trước mặt Hàn Lập, Hàn Lập nhìn túi chữ vật này ngoắc một cái, đem nó một lần nữa thu vào trong tay rồi dắt tại bên hông, tiếp theo hắn khẽ chuyển ánh mắt, nhìn đống tài liệu trước mắt chăm chú suy nghĩ, một lát sau, ánh mắt hắn rơi trên một khối thiết mộc đen thui, hắn hít sâu một hơi, nhìn nó rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ thiết mộc này không một tiếng động bay lên phiêu phù trên không rồi chậm rãi bay về phía Hàn Lập chương 800, tìm kiếm. Đại môn mật thất của Hàn Lập suốt mấy tháng không có mở ra, thời gian này Ngân Nguyệt thay Hàn Lập lưu ý tình hình bên ngoài của động phủ, nhằm tránh khả năng Hàn Lập bỏ lỡ thời cơ tiến vào trụy ma cốc. Theo trường khí ngày càng mỏng manh của Sơn Mạch, tu tiên giả phụ cận vạn lĩnh Sơn bỗng tăng hẳn lên. Hơn nữa phần lớn đều tụ tập tại một khu vực bên cạnh Hiệp Hoa Thành, bởi vì để tiến vào Sơn Mạch thì khu vực này gần hơn những nơi khác cả nửa lộ trình các tông phái nhận được lệnh bài thâm nhập trụy ma cốc đều để các tu tiên giả lục tục tiến tới cũng có rất nhiều người lập động phủ tạm thời giống hàn lập để cư trú hàn lập bố trí pháp trận tại bên ngoài động phủ cũng không phải đỉnh cấp cấm chế gì đó có không ít tu sĩ tu vi cao thâm đều phát hiện được động phủ của hàn lập thậm chí còn có người đến đây để bái phỏng một chút kết quả vô luận loại truyền âm phù nào ném vào bên trong cấm chế thì đều không có chút hồi âm nào từ đó đám tu sĩ này sĩ cũng hiểu được chủ nhân động phủ không muốn gặp khách từ bên ngoại đến. Mặc dù có một ít tu sĩ cảm thấy không cao hứng nhưng do không thể biết rõ ràng chủ nhân là người phương nào nên cũng không dám lỗ mãng xông thẳng vào, nhằm tránh mạo muội rồi kết hạ cửu ra lợi hại. Bất quá kiểu bế quan không tiếp khách như Hàn Lập cũng không phải chuyện quá lạ lung gì, đám tu tiên giả vô luận lúc đầu tâm cao khí ngạo thế nào thì khi chuẩn bị vào đệ nhất hung địa của thiên nam cũng đều phải cẩn thận vô cùng. Hơn nữa trước khi tiến vào trụy ma cốc họ đều cố gắng kéo bè kéo cánh, hoặc tập hợp xăm ba người thành một đội, hoặc kết bằng hữu nhiều thêm. Vì vậy hàng loạt đoàn thể lớn nhỏ khác nhau được hình thành. Mặc dù không thể nói nhiều người thì chiếm nhiều tiện nghi trong khi tìm bảo vật đi, nhưng nhiều người khi gặp nguy hiểm thì tỷ lệ giữ mạng đích xác cao hơn những người đi đơn độc khá nhiều. Ôm ý nghĩ này, cho nên dù các tu sĩ trước đây vẫn thường thích độc lai độc vãng ở đoạn thời gian này cũng bắt đầu không kiêng nể mà kết giao thêm một ít bằng hữu Lúc này, mắt thấy trướng khí trong núi dần dần rút đi, Ngân Nguyệt đang bảo vệ động phủ rốt cuộc cân nhắc rồi gọi Hàn Lập từ mật thất ra, cho nên cuối cùng đại môn mật thất rốt cuộc mở ra. Hàn Lập từ bên trong không chút hoang mang đi ra ngoài. Trải qua hơn tháng bế quan luyện chế, Hàn Lập trước sau luyện chế thành hơn 30 khôi lỗi. Quy hình cùng hổ yêu khôi lỗi mỗi thứ đều chiếm một nửa. May mắn Hàn Lập lúc đầu tại loạn tinh hải thu được đại lượng tinh hồn của cao gia yêu thú cho nên mới có thể thuận lợi như thế, nếu không cho dù tài liệu đầy đủ không có nhiều tinh hồn cao dài yêu thú thì cũng vứt mà thôi. Kết quả, cho dù kẻ nghiên cứu khôi lỗi thuật hàng đầu là đại diễn thần quân sau khi thấy Hàn Lập lấy ra từng cái, từng cái cao dài yêu hồn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc kêu một tiếng tiểu quái vật rồi sau đó mới ngậm miệng không dám nói nữa. Các tài liệu còn lại mặc dù còn thừa để luyện chế thêm một ít nhưng Hàn Lập tính ra thời gian không đủ, mà dù có luyện chế cũng chỉ thêm được 3-4 con nữa thôi, cũng không có tác dụng quá lớn, vì thế hắn mới từ mật thất đi ra ngân nguyệt hướng hàn lập bẩm báo một ít chuyện phát sinh bên ngoài khi hắn luyện chế khôi lỗi sau khi hàn lập cẩn thận nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu mà không có nói thêm cái gì sau hắn hắn đi sang một gian mật thất khác để quan sát khối thiên ma sát thi khối ma thi hết thảy đều bình thường thì hàn lập mới hài lòng đem nó thu hồi lại sau đó lại đem yêu hồ ngân nguyệt thu vào trong tay áo rồi mới ra khỏi động phủ hàn lập vẫn chưa lập tức phi độn rời đi nơi đây ngay mà là đứng trên đỉnh núi gần động phủ khoanh chân ngồi xuống đem thần thức thả ra chậm rãi quét qua vị trí các tu sĩ tụ tập cùng các động phủ lớn nhỏ tại phụ cận. Lấy thần thức cường đại của Hàn Lập, cho dù các lão quái vật nguyên anh sơ kỳ cũng đều không cách nào nhận thấy sự dò xét từ thần thức của Hàn Lập. Kết quả ngoài một số hơi thở đặc biệt cường đại cùng một ít nơi có cấm chế ra thì hết thảy động tính tại phương viên trăm dặm đều được Hàn Lập nắm lấy. Một lát sau, Hàn Lập mở hai mắt ra, nhướng mày khẽ lắc đầu. Hắn vẫn chưa tìm được người muốn tìm, sau một lúc suy nghĩ, rồi linh quang quanh than chợt khởi, hóa thân thành một đạo thanh hồng sắc, hướng tòa phường thị tại phụ cận mà độn đi. Lấy tình huống hiện nay, ở đó chắc chắn sẽ cho hắn ít tin tức quan trọng. Phường thị cũng ở gần động phủ, ngay bên cạnh tòa vạn lĩnh Sơn Mạch. Đây là một phường thị do một gia tộc tu tiên ở Đông Dụ Quốc tự mở ra, gia tộc này ở đây cũng đã lâu cho nên khi thấy có nhiều người tìm đến trụy ma cốc để tầm bảo vật nên rất nhanh nhạy, tự mở một phường thị cung cấp nguyên vật liệu, tin tức hữu dụng kết quả là họ cũng chẳng quan tâm tới việc tiến vào vạn lĩnh sơn mạch để tầm bảo mà hoàn toàn tập trung vào sinh ý những cao giai tu sĩ tiến được vào bên trong cũng như số lớn tu sĩ phổ thông thừa dịp trướng khí bắt đầu mỏng manh đã ở bên ngoài sơn mạch thu hoạch được chút đỉnh hiện tại một tiệm thuốc đơn sơ trong phường thị một đôi nam nữ tu sĩ mặc bạch y đang chỉ chỉ vào một loại chu linh dược sau đó họ cùng trưởng quỹ bản với nhau cái gì đó một lát sau có vẻ song phương đàm thoại việc giao dịch xong đôi nam nữ tu sĩ trả một số linh thạch rồi mang sắc mặt vui mừng cầm lấy linh dược này ra khỏi tiệm thuốc. Viên sư muội, lần này chúng ta vận khí thật không tệ. Mới vừa đến phường thị này không lâu đã mua được kim linh tử này. Linh dược này muội cũng tìm khá lâu, cho tới bây giờ muội đã có thể bắt đầu luyện chế loại đan dược đó rồi. Thanh niên tướng mạo nho nhã, giờ phút này đi trên con đường lớn của phường thị, vẻ mặt tươi cười dướn người đến bên cô gái bên cạnh, nói. Đây cũng là nhờ bạch sư huynh cho mượn linh thạch nếu không muội cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này mất nữ tử bạch sam tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tầng nước long lanh tựa hồ có vài phần mị hoặc trả lời chuyện của sư muội chính là chuyện của vi huynh điểm linh thạch ấy có tính là gì đâu bạch y thanh niên mặc dù đau lòng vì mới vừa rồi tiêu phí khá nhiều linh thạch nhưng biểu hiện lại giống như chẳng quan tâm hòng mang lại niềm vui cho nữ tử bên cạnh đôi môi hoa đào đỏ mọng của bạch y nữ tử cười cười đang muốn nói cái gì đó thì đối diện đã có một người đón đầu hai người hắn vung tay, một đạo hoàng mang trực tiếp bắn về phía hai người. Nam tu sĩ bị dọa cho phát sợ, trong tay bạch quang chấp động, tiềm thức dùng một tay che trước mặt nhằm chặn hoàng mang lại, nhưng lúc này mới phát hiện đó chỉ là một cái lệnh bài màu vàng mà thôi. Thiên cực lệnh, người là hàn tiền bối, thanh niên vừa nhìn thấy lệnh bài thì lấy làm kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ người nọ, rồi không khỏi kinh hãi thốt lên lên một tiếng. Người mặc thanh bào phía đối diện thần sắc lạnh nhạt, hóa ra đây đúng là hàn lập vừa vô thanh vô tức xuất hiện trong phường thị mà tên thanh niên kia lại chính là đệ tử của thiên cực môn bạch thư quân mà năm đó từng gặp hàn lập hàn lập vừa đến phường thị liền lập tức dụng thần thức phát hiện ra người này trong lòng không khỏi vui vẻ có người này hẳn là hắn có thể liên lạc được với sư phụ hắn vị lỗ về anh của thiên cực môn kia bất quá hắn cũng chẳng có ấn tượng quá tốt với thanh niên này nên cũng chỉ biểu lộ vẻ lạnh lùng mà thôi ta có chuyện muốn gặp lệnh sư bạch đạo hữu hãy mang ta đi gặp luôn chứ hàn lập không khách khí nói thẳng trong lời nói tràn ngập sự áp đặt không cho đối phương chút ý tứ phản đối nào tiền bối muốn gặp gia sư chuyện này được rồi ta sẽ dẫn đường cho tiền bối thanh niên nghe xong lời đó của hàn lập đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng sau đó kiểm tra cẩn thận lại lệnh bài trong tay thì miệng lập tức cung kính đáp ứng hàn lập trước mặt này không còn là một người vừa tiến dài thành nguyên anh sơ kỳ như năm đó nữa mà đã là tồn tại kinh khủng chỉ dưới tam đại tu sĩ vị bạch thư quân này đã sớm vì cử chỉ liều lĩnh của mình năm đó mà hối hận hiện giờ vừa thấy lệnh bài tự nhiên mở miệng đáp ứng ngay hy vọng từ đó có thể cải thiện một chút ấn tượng trong lòng vị hàn tiền bối này nữ tu sĩ ở bên cạnh lúc này có chút ngạc nhiên mà đánh giá hàn lập ánh mắt chấp động vài cái nhưng không có nói cái gì ngay lập tức dưới sự dẫn đường của bạch thư quân ba người nhanh chóng rời khỏi phường thị hóa thành ba đạo độn quang hướng nơi nào đó mà phi độn đi một đường hướng đông bay đi su một khắc phi hành, Bạch Thư Quân mới mang hàn lập hướng vạn lĩnh Sơn Mạch. Sau khi xâm nhập hơn 10 dặm, tại trước một tòa núi nhỏ ngừng lại. Ánh mắt hàn lập đảo qua, phát hiện nơi này đích xác tương đối bí ẩn, đỉnh núi tuy nhỏ nhưng được vài ngọn núi cao của dãy núi vây quanh, thật sự khó có thể bị ngoại nhân phát hiện. Làm quang nhàn nhà từ trong mắt hắn lóe ra rồi tắt, ánh mắt hàn lập nhìn chăm chú vách núi phía trước, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc này Bạch Thư Quân từ trong áo móc ra một cái truyền âm phù, hướng không trung ném đi, lập tức phù hóa thành một đạo hỏa quang bắn về phía thạch bích. Kết quả sau một trận sóng gợn nhấp nhô, hỏa quang trong nháy mắt chui vào trong đó, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà thanh niên ở một bên có chút ân cần giải thích cho Hàn Lập. Nơi này là chỗ ở tạm thời của gia sư, bình thường dùng một tiểu cấm pháp che lấp. Gia sư từng phân phó qua với mấy tên đệ tử chúng ta rằng nếu không có việc quan trọng, không nên đến quấy rầy lão nhân ra. Chính là lỗ sư muội đoạn thời gian này cũng không dễ dàng để nhìn thấy lão nhân gia. Bất quá hàn tiền bối nếu tìm đến gia sư, tự nhiên không phải chuyện thông thường, gia sư nhất định sẽ không trách cứ vãn bối đâu. Nữ tử thiên cực môn vừa nghe lời thanh niên nói như vậy, khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chút mất hứng. Nhưng thấy hàn lập nên cũng không dám nói lời trách mắng bạch thư quân. Nàng này đã đoán được thân phận của hàn lập, mặc dù bản thân là hậu bối của lỗ vệ anh nhưng nàng cũng không dám có chút bất kỳ gì trước mặt hàn lập. Ô! vị đạo hữu này cũng họ lỗ là hậu nhân của lỗ đạo hữu sao hàn lập nhìn bên cạnh liếc nữ tử một cái rồi tùy ý hỏi một câu lỗ trưởng lão là thúc tổ của vãn bối thật sự vãn bối từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của tiền bối nữ tử này thản nhiên cười hướng hàn lập quyến rũ nói hàn lập lạnh nhạt cười cũng không tiếp lời nói cái gì bởi vì thạch bích trước mắt thanh quang chấp động đột nhiên hiện ra một tảng đá cao hai trượng hơn nữa bên trong truyền đến vài câu đàm thoại a à, a Hàn đạo hữu, người rốt cuộc đã tìm tới rồi. Nếu là đạo hữu không hiện thân thì lão phu chỉ sợ cũng phải dùng thần thức để tự đi tìm đạo hữu mà thôi. Đạo hữu, mời vào. Lão phu trong đại sảnh đợi đạo hữu giá lâm. Hàn lập cười khẽ một tiếng, không nói hai lời mà đi nhanh hướng cửa đá. Bạch thư quân cùng nữ tử họ lỗ trần chờ một chút, định đi vào thì chợt truyền đến thanh âm phân phó của lỗ vệ anh từ bên trong. Hai người các ngươi không được vào, ta muốn cùng hàn đạo hữu bàn luận với nhau công việc của các người còn bề bộn nên tốt nhất đi làm tốt đi. Vị trưởng lão thiên cực môn này không hề có chút khách khí nào, đem môn hạ đệ tử cùng hậu nhân của chính mình đuổi đi. Hai người này mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng lại không dám trái mệnh, kính cẩn ứng tiếng rồi phá không bay đi. Mà sau khi bóng dáng hàn lập vừa bị che ở sau cửa đá, bên ngoài thanh quang chợt lóe, cửa đá lúc đó biến mất, lại hiện ra một thạch bích như trước. Tung tích hàn lập nhất thời hoàn toàn biến mất, chương 801, cốc hiện động phủ của vị lỗ trưởng lão này phi thường đơn sơ. Sau khi Hàn Lập đi qua thông đạo chừng hơn 20 trượng, thì đã tới đại sảnh của động phủ, một gian nhà đá rộng chừng 7, 8 trượng. Trong phòng đang có một người lão giả mi thiện mục tú cùng với một vị trung niên nhân khá cao, họ đang có bộ dáng nghênh đón Hàn Lập. Hàn Đạo Hữu người cuối cùng đã đến rồi, Bội phát lão giả mỉm cười hô lên, Hàn Huynh để cho hai người chúng ta đợi chờ lâu quá đấy. Hai người chúng ta mỗi người đều tự phái ra nhân thủ tìm kiếm Đạo Hữu hơn tháng, đáng tiếc đạo hữu xuất quỷ nhập thần, một điểm tung tích cũng không tìm được. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng Hàn Huynh thay đổi chủ ý. Nam lũng hầu cười khổ nói, nhưng trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hai vị ở chỗ bí ẩn như thế, tại hạ tìm kiếm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Mà trước đó không lâu, tại hạ lại vừa lúc bế quan một đoạn thời gian. Hai vị đạo hữu tìm không được cũng là chuyện bình thường. Hàn lập thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích hai câu. Sau đó hắn cũng không có khách khí, cùng hai người vừa nói, vừa ngồi xuống. Hàn Huynh hiện tại danh tiếng như mặt trời giữa trưa, chẳng những tại cuộc chiến biên giới tỏa sáng vô cùng, mà ngay cả trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ của Ma Tông Tấn Quốc nghe nói đều bị tiêu diệt trên tay Hàn Huynh. Hàn Huynh có thần thông như thế, vậy mà trước kia lại giấu giếm khiến bản hầu đến khổ. Hàn Lập mới ngồi xuống, mặt Nam Lũng Hầu hiện lên cổ quái, nói. Thần thông của tại hạ như thế nào, Nam Lũng Huynh cũng không phải chưa từng thấy. Hàn mỗ nếu thật sự có thần thông lớn như vậy thì ngày đó sẽ không chạy chối chết tại mộ lan thảo nguyên. Hiện tại danh tiếng chỉ là may mắn có được mà thôi, nếu không phải có chút phúc vận, hôm nay tại hạ thậm chí còn không thể xuất hiện trước mặt hai vị đạo hữu nữa cơ. Hàn lập tự nhiên sẽ không đem hết thảy sự thật cho biết, mà lắc đầu hàm hồ nói. Lỗ trưởng lão cùng nam lũng hầu nghe xong lời ấy của Hàn lập, không khỏi liếc mắt trao đổi một cái, hai người đều có chút bán tín bán nghi. Lấy thần thức của bọn họ, tự nhiên thấy rõ tu vi hiện tại của Hàn Lập cũng vẫn chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hai người bọn họ cũng biết Hàn Lập bất phàm, cũng không phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường có thể so sánh, thế nhưng Hàn Lập có khả năng đánh chết một Nguyên Anh Trung Kỳ thậm chí là Ma Tu Trung Kỳ đỉnh phong, điều này thật sự quá khó để hai người tin. Nhưng những lời đồn bên ngoài có liên quan đến Hàn Lập cũng là kinh người, danh khí này thật sự là dọa người cũng khiến hai người không khỏi nghi hoặc. Cho nên họ mới biểu hiện ra loại vẻ mặt này. a à, à, Hàn Đạo Hữu thật sự quá khiêm nhường, kỳ thật thần thông của đạo hữu càng lớn thì đối với việc chúng ta tiến vào trụy ma có càng có lợi. Hai chúng ta cũng chẳng quan tâm tu vi của đạo hữu liệu có thể so sánh với tam đại tu sĩ làm gì. Nam lũng hầu cười khan một tiếng, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hàn lập nghe xong lời này cười hắc hắc, không có dây dưa đến chuyện này nữa. Lỗ trưởng lão bên kia trầm giọng nói, Hàn huynh nếu đồng ý tìm ta hai người chúng ta xem ra đã cân nhắc cẩn thận lời đề nghị của chúng ta, đạo hữu có nguyện ý vào cốc rồi cùng hai người chúng ta đồng loạt đánh chết đầu thượng cổ hỏa thiềm thú kia chứ? Nghe lão giả vừa nói như thế, nam lũng hầu cũng dừng lại ở trên mặt hàn lập, hiện lên vẻ ngưng trọng. Có cơ hội như thế hàn mỗ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Chỉ là tại hạ trước khi quyết định vẫn là muốn hỏi một chút, đợi sau khi chúng ta đắc thủ không biết bảo vật ở bên khối di hài thượng của tu sĩ kia nên chia thế nào. Nếu có thể làm cho hàn mỗ hài lòng thì mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao cả nét mặt hàn lập không chút hoang mang trả lời mặc dù khẳng định hắn muốn đi trụy ma cốc nhưng hiện tại cũng không lộ bất cứ lời thất thố nào thật sự muốn cò kè mặc cả với đối phương một phen nếu là thật sự thuận lợi có được bảo vật lúc đó ba người chúng ta sẽ chia đều đạo hữu thấy thế nào vấn đề này hiển nhiên không biết đã được nam lũng hầu cùng lão giả cân nhắc qua bao nhiêu lần hàn lập vừa thốt qua khỏi miệng lão giả cũng không chút nào do dự trả lời hàn lập không có lập tức đáp ứng hoặc là lộ ra vẻ bất mãn mà là trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói ba người chia đều bảo vật thật sự cũng công bình dù sao không có hai vị đạo hữu chỉ đường thì ta cũng không có cách xâm nhập vào trong cốc càng chưa nói tới tìm được đầu hỏa thiềm thú rồi đoạt bảo nhưng là hàn mỗ còn có một điều kiện khác hy vọng hai vị đạo hữu đáp ứng hàn đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói là được lỗ trưởng lão thần sắc như thường nói